Ngẩng đầu, nội điện đi tới một thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ không đến 30 tuổi. Người này thân mặc áo bào trắng, tay cầm một chương quạt giấy, ngọc thụ lâm phong, dáng người thon dài, khuôn mặt ôn nhuận. Nếu như không phải Lý Khinh Ngữ giới thiệu qua, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng đây là nơi nào tới thư sinh. Hắn ra vẻ uy nghiêm, ho khan một tiếng, nói, các vị nội tông đệ tử, ta là Hoàng sư Diệp Thiếu Khanh, hôm nay thì vì mọi người nói một chút quy nhất cảnh cụ thể ảo diệu. Hôm nay, dính đến ngưng kết quy nhất khí chàng vấn đề. Các vị không muốn châu đầu ghé tai nói chuyện, không có ta cho phép, không được lên tiếng. Vâng, nội tông đệ tử nhóm nghiêm túc cúi đầu, cái này ưu nhã đình viện, lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Khinh Ngữ ngồi thẳng tắp, xem ra vô cùng nhu thuận. Diệp Thiếu Khanh giảng bài trước đó, nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười một cái. Sau đó, hắn thấy được Lý Thiên Mệnh, cái kia mái đầu bạc trắng, trong đám người thực sự chói sáng, so Lý Khinh Ngữ màu xám nhạt muốn làm người khác chú ý rất nhiều. Diệp Thiếu Khanh khẳng định nghe hắn lên phụ thân Diệp Thanh nói qua, Lý Thiên Mệnh năm kiếp luân hồi chi thể. Một cái đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ tư linh nguyên cảnh. Diệp Thiếu Khanh tự nhiên biết, hắn là vì đột phá quy nhất cảnh mà đến. Kể từ đó, hắn lần này giảng đạo, biến đến có tính khiêu chiến. Kết quả là, Diệp Thiếu Khanh có tương đương nhiệt tình tăng cao giảng đạo trạng thái. Quy nhất cảnh, cảnh giới này, thì theo quy nhất, hai chữ này bắt đầu nói. Quy nhất, là về làm một thể, hợp hai làm một, thậm chí hợp ba làm một. Muốn thăm dò quy nhất cảnh ảo diệu, đầu tiên đúng lý giải, nhất, cái này, nhất, đến cùng là cái gì? Ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa, là cả hai, ba cái, vì sao làm một? Lấy như thế nào một, không dùng ta nói, cho bên trong, dấu lớn chư vị tiểu ngự thú sư, cùng cộng sinh thú đã ở chung nhiều năm, tương đối quen thuộc. Nhưng là, các ngươi đã từng tránh thức hòa làm một thể qua sao? Không sai, quy nhất cảnh hòa làm một thể, không chỉ là cùng một chỗ chiến đấu, mà chính là tư tưởng, khái niệm, tâm ý, đấu trí chờ một chút nhân tố hoàn toàn dung hợp. Hoàn mỹ nhất trạng thái, chính là ta vì thú, thú làm người. Cho nên, muốn trở thành thì quy nhất cảnh, đại khái có thể trước không cần đi cân nhắc, cái gì là khí nguyên, cái gì là lực lượng liên hệ. Từ nội tâm xuất phát, theo tự mình cùng cộng sinh thú xuất phát, theo tình cảm cùng cộng minh xuất phát. Khi các ngươi hết thảy đều như thế, như vậy, một cái chỉnh thể sinh ra, mới thật sự là quy nhất cảnh. Mà quy nhất khí tràng, khí nguyên, đều là bên ngoài lộ ra thủ đoạn. Nhớ kỹ, căn bản điểm, hết thảy tùy tâm, tâm chi chuyển động cùng nhau, mới là quy nhất cảnh căn bản. Nếu như nói bình thường cảnh giới, là tu hành cất bước, cái kia quy nhất cảnh, mới là ngự thú sư cùng cộng sinh thú, tránh thức tiến tới cùng nhau một cảnh giới. Từ đó, các ngươi sẽ hiểu thêm đối phương linh nguyên thần thông, đối phương cũng sẽ hiểu thêm, chúng ta chiến quyết, lực lượng của chúng ta. Đồng thời, quy nhất cảnh, cũng để cho mọi người học sẽ như thế nào quan sát thiên địa, đây là thiên ý cảnh căn bản. Thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, kỳ thật ban đầu điều kiện cùng cất bước. Bình thường cảnh giới, là đặt vững cơ sở giai đoạn, thánh chi cảnh giới, mới là tu hành quật khởi, nghịch thiên cải mệnh con đường. Muốn đưa ánh mắt buông dài xa, cũng muốn đặt chân tại dưới chân, đi cùng mình cộng sinh thú, tránh thức thực hiện tâm linh chung. Cái này Diệp Thiếu Khanh giảng đạo, xác thực thực tương đương có mức độ. Lý Thiên Mệnh một bên nghe, một bên toàn bộ nhớ kỹ. Loại này trưởng bối, đều rất có kiến giải cùng ý nghĩ, lúc trước Mộ Dương cũng là như thế. Lý Thiên Mệnh là 10 kiếp luân hồi chi thể, đầu óc của hắn rất rõ ràng. Tại cái này vắng vẻ trong đình viện, hắn hoàn toàn tiến nhập Diệp Thiếu Khanh nói chỉ dẫn cảnh giới kia. Tâm linh câu thông, theo quan sát bắt đầu. Quan sát bọn họ, lý giải bọn họ, tránh thức thực hiện cùng bọn họ, về làm một thể. Từ đó, sáng tạo giữa song phương song cực lĩnh vực, sáng tạo khí nguyên. Mặc dù nói đây đều là lý luận, nhưng trên cơ bản cho Lý Thiên Mệnh chỉnh làm rõ, chính mình xông vào quy nhất cảnh trước, gặp phải tất cả không hiểu cùng nghi ngờ địa phương. Bình thường một lần giảng đạo, cũng liền nửa canh giờ. Nhưng là, hôm nay Diệp Thiếu Khanh rất có hào hứng, trọn vẹn giảng một canh giờ thời gian. Lý Thiên Mệnh lấy giấy bút, đã làm nhiều lần bút ký. Không phải hắn không nhớ được, mà chính là hắn cảm thấy trọng yếu bộ phận, hắn phải nhìn nhiều mấy lần, nhiều phỏng đoán một chút. Hôm nay thu hoạch rất lớn, hắn đối quy nhất cảnh, đã không phải là không hiểu ra sao. Lúc này thời điểm, Diệp Thiếu Khanh tuyên bố giảng đạo kết thúc, các đệ tử nói lời cảm tạ cáo lui mà đi. Lý Thiên Mệnh chỉnh lý tốt bút ký, nhìn nhiều mấy lần. Nói thật, hắn cảm giác mình kiên nhẫn sung túc, thậm chí còn có thể nghe tiếp. Ca, đi, Lý Khinh Ngữ đi tới nói. Đi, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười.
cùng muội muội cùng đi lên lớp, cảm giác vẫn rất tốt, nhưng là Khương Phi Linh đều nghe được nhanh ngủ gật, nghe nói muốn đi, nàng mới sinh động. Đây không phải thiếu tông chủ sao? Chính lúc sắp đi, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm âm dương quái khí. Nhìn lại, là phong mạch Lý Huyền Hà chi tử Lý Lăng Hà. Bị Lý Thiên Mệnh lưỡng kiếm đánh tan bại tướng dưới tay. Lý Thiên Mệnh sớm nhìn đến hắn, bên cạnh hắn còn có một cái xinh đẹp linh động cô nương, 15-16 tuổi, biểu lộ có chút không coi ai ra gì. Nàng người mặc một đầu tử sắc váy dài, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xem ra vô cùng thích trưng diện. Người có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi, không có việc gì, cũng là đến kính ngưỡng một chút thiếu tông chủ, thuận tiện giới thiệu một chút, vị này Diệp Tử Y, là Diệp Thanh trưởng lão cháu gái. Nàng đối ngươi rất có hứng thú, Lý Lăng Hà bĩu môi nói. Diệp Tử Y, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua thiếu nữ này, là Diệp Hoàng sư huynh trưởng nữ nhi, Lý Khinh Ngữ nói, trách không được cùng Diệp thiếu khanh khí chất kém đừng như vậy lớn. Lý Khinh Ngữ vừa giới thiệu xong, Diệp Tử Y thì tiến lên đây. Nàng trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt cất giấu một loại thượng vị giả ngạo khí, nàng hỏi, cũng là ngươi, đánh Lý Lăng Hà, làm thiếu tông chủ. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cũng đã biết, hắn là bằng hữu của ta. Diệp Tử Y ánh mắt lạnh rất nhiều, nhỏ hơi nghiêng đầu, sắc mặt không tốt. Là bằng hữu sao, vẫn là mang ra môn chuồn mất tiểu cầu. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi nói cái gì, Lý Lăng Hà giận quát một tiếng. Xem ra ta nói đúng, là cái sau. Đánh tiểu cầu tới chủ nhân thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi khẳng định muốn tại địa bàn của ta, phách lối như vậy. Ta trước kia khi dễ Lý Khinh Ngữ thời điểm, còn không có ngươi người này đây. Muốn mở mang kiến thức một chút sao? Diệp Tử Y lạnh giọng hỏi, ngươi còn thường xuyên khi dễ em gái ta. Lý Thiên Mệnh hỏi, ca, khác phản ứng nàng. Lý Khinh Ngữ nói, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, nắm song quyền. Nàng độc thân tại Thanh Thần Sơn tu luyện, mà cái này Diệp Tử Y xem xét chính là chỗ này nữ bá vương, có một đoàn người hầu. Lý Thiên Mệnh xem xét liền biết rõ, cái này Diệp Tử Y không ít ức hiếp nàng. Nói không chừng, chính là Lý Xí Linh, Lý Kham Lôi thủ lĩnh của bọn họ. Lý Khinh Ngữ cá tính không tranh quyền thế, nhưng một số thời khắc, cô độc cùng ra thế tình huống, chung quy dẫn tới một số người tại trên người của nàng, chiếm lấy cảm giác ưu việt. Đúng, ta từ nhỏ đến lớn chỉnh nàng hơn trăm lần. Người có thể làm gì? Ta còn muốn khi dễ thiếu tông chủ đây. Người nào không biết, Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, đều là so ngoại môn đệ tử còn kém phế vật. Diệp Tử Y tiếng cười rất khinh miệt, cũng rất đắc ý. Câu nói này nói xong, người hầu nhóm cảm thấy rất bá khí, ào ào ồn ào. Xem ra nhục nhã vài câu thiếu tông chủ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công cùng cảm giác ưu việt. Tuy nhiên có chút không não, nhưng làm nữ hài tử, dạng này kiêu ngạo, phách lối. Không coi ai ra gì dáng vẻ, xác thực rất cần ăn đòn. Đồng dạng loại này người, Lý Thiên Mệnh đều thẳng thiếp vung cái tát. Nhưng, hắn lần thi này lo đến thân phận đối phương, Diệp Thanh Tông lão trợ giúp qua chính mình, cho nên do dự một chút. Hắn nhìn một chút, tại bọn họ lúc nói chuyện, Hoàng sư Diệp Thiếu Khanh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn đây. Đây là Diệp Thiếu Khanh địa bàn, Diệp Tử Y hẳn là cháu gái của hắn. Ta còn muốn để Lý Lăng Hà lên làm thiếu tông chủ. Cho ta xem một chút Lý thị tổ địa còn không có điểm đồ tốt, ngươi lại ra tới quấy rối, làm hư chuyện của ta. Ngươi còn muốn leo lên gia gia của ta, tại ta Thanh Thần Sơn lăn lộn. Cái gì năm kiếp luân hồi chi thể, ta không tin, để ta xem một chút. Diệp Tử Y đi lên phía trước, trực tiếp muốn cầm Lý Thiên Mệnh cánh tay nói. Dạng này nữ hài, thật sự là giáo dưỡng có vấn đề, cảm giác so vệ Lăng Huyên còn muốn không kiêng nể gì cả. Dạng này người, mặc kệ nàng cảnh giới gì. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, đều là ấu trí tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Diệp Thiếu Khanh, đây là địa bàn của hắn, muốn hay không đánh cái này không có mắt tiểu cô nương, còn phải nhìn Diệp Thiếu Khanh ý tứ dù sao, đây là cháu gái của hắn. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, Tử Y, lăn ra ngoài, không có việc gì đừng đến nghe ta giảng đạo. Nhị thúc, Diệp Tử Y cái này thì thật mất mặt, dù sao chung quanh có 10 cái, đều là nàng người hầu đây. Lăn ra ngoài, không phục ta quất ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói, Diệp Tử Y mộng, nàng sắc mặt rất khó nhìn, chợt xanh chợt tím, nhất là tại các bằng hữu bị Diệp Thiếu Khanh quát lớn, mặt mũi càng là ném đến không còn một mảnh. Trên mặt đau rát a, tâm lý phiền muộn, phẫn nộ, cơ hồ đều muốn hóa thành nước mắt, tràn mi mà ra. Biểu tình kia, có bao nhiêu khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. Nàng không phải liền là chế giễu thiếu tông chủ vài câu sao. Không nghĩ tới chính mình thân thúc thúc,
không cho mặt mũi như vậy. Trước kia, hắn cũng không để ý qua chính mình a. Đi ra ngoài chơi bùn đi, tiểu bằng hữu. Lý Thiên Mệnh nói, Diệp Thiếu Khanh đều quát lớn hắn, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không cần đến cho nàng mặt mũi. Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Tử Y ôm hận nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, lạnh hừ một tiếng, thì dậm chân chạy. Có bệnh, Lý Thiên Mệnh thật sự là dở khóc dở cười. Hắn cái gì cũng không làm đâu, đối phương liền đem cừu hận kéo đến hắn lên trên người. Quả nhiên thiếu tông chủ cái thân phận này, tự mang bị trào phúng thuộc tính a. Cái này Đông Hoàng Tông, sẽ không phải chỉ cần là cá nhân, đều muốn nhục nhã một chút thiếu tông chủ, qua một thanh áp chế thiếu tông chủ nghiện a. Không dễ giả mạo a. Nhìn cái kia Diệp Tử Y rời đi thời điểm ánh mắt liền biết. Lý Thiên Mệnh để cho nàng trước mặt mọi người khó chịu, đằng sau còn phải tìm phiền toái. Bất quá, thật muốn kiếm chuyện, Lý Thiên Mệnh cũng không nuông chiều nàng. Lấy hắn đối Diệp Thanh Tông lão, còn có cái này Diệp Hoàng sư hiểu rõ. Hắn cảm thấy Diệp gia hẳn không phải là ỷ thế hiếp người, không thèm nói đạo lý người. Người gọi Lý Thiên Mệnh, đúng vào lúc này, Diệp Thiếu Khanh xuất hiện tại hắn trước mắt. Đúng, Hoàng sư. Nhìn xem ngươi kiếp vòng, không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh biết, cái này Diệp Thiếu Khanh khẳng định hiếu kỳ. Không tệ, xem ra hàng thật giá thật, ta đều có chút rất ngạc nhiên, ngươi nửa năm có thể hay không đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Hắn mỉm cười nói, ta nỗ lực, hôm nay nghe được như thế nào, rất có trải nghiệm, đến đón lấy có phương hướng. Lý Thiên Mệnh nói, cái kia không tệ, không uổng công ta cho ngươi nói nhiều nửa canh giờ, ngươi cũng không tệ lắm, nghe được lớn nhất cẩn thận. Diệp Thiếu Khanh thưởng thức nói, hắn hiển nhiên nhìn đến Lý Thiên Mệnh làm bút ký. Hoàng sư giảng giải rất kỹ càng, đối với ta rất có ích lợi. Lý Thiên Mệnh nói, như vậy, ta đề nghị ngươi trực tiếp đi, Thái Hoàng cửu trọng môn, thử một chút, nhìn có thể hay không vọt thẳng đâm quy nhất cảnh. Diệp Thiếu Khanh nói, xem ra, hắn cũng là thẳng tính. Cái gì là Thái Hoàng cửu trọng môn? Lý Thiên Mệnh hỏi, khinh ngữ không có nói với ngươi đây. Diệp Thiếu Khanh nói, hồi Hoàng sư, ta đang chuẩn bị giảng đạo kết thúc, dẫn hắn đi Đông Hoàng Thánh Sơn nhìn xem. Đến lúc đó, lại cho hắn từng chuyện mà nói. Lý Khinh Ngữ nói, xem ra, cái này Thái Hoàng cửu trọng môn, hẳn là chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn một chỗ. Đông Hoàng Thánh Sơn có rất nhiều đối nội tông đệ tử phi thường hữu dụng tạo hóa, cái này Thái Hoàng cửu trọng môn, cũng là hắn một. Thái Hoàng cửu trọng môn ngoại hiệu, gọi là quy nhất cảnh học cấp tốc khí. Nó có thể thông qua đè ép, áp chế, uy áp các loại phương thức. Áp bách ngươi cộng sinh không gian. Sau đó, để ngươi tại dưới áp lực cực lớn, hình thành cùng cộng sinh thú tinh thần, lực lượng cộng minh, cái này đối ngươi thành tựu quy nhất cảnh rất có ích lợi. Ngươi bây giờ là linh nguyên cảnh, chỉ có đột phá đến quy nhất cảnh, con đường tiếp theo mới một chút đơn giản một số. Cho nên, ngươi trẻ tuổi, đi thôi. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng sư, ta lập tức đi ngay. Lý Thiên Mệnh cười gật gật đầu. Xem ra cái này Diệp Thiếu Khanh, ngươi cũng rất không tệ. Nếu như hắn có thể trở thành tông lão, lại để cho Lý Khinh Ngữ thành làm đệ tử thân truyền, vậy thì càng thêm không tệ. Người này rất thoải mái rất trực tiếp, không có Diệp Thanh tông lão loại kia giá đỡ. Đa tạ Hoàng sư, huynh muội bọn họ cùng một chỗ nói. Nỗ lực a, thuận tiện, thay ta hướng Lý Vô Địch, chào hỏi. Diệp Thiếu Khanh lay động quạt giấy, tiêu sái mà đi. Đông Hoàng Thánh Sơn, đây là Đông Hoàng dãy núi chủ phong, cao vút trong mây, nguy nga cẩn trọng. Đông Hoàng Tông đệ tử, giản gọi hắn là Thánh Sơn. Thánh Sơn là núi chính, cũng là Tông Lão hội nơi tụ tập. Cái kia Đông Hoàng Thánh Điện, xây dựng ở Thánh Sơn chỗ cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Đông Hoàng Thánh Điện dưới, còn có 10 tòa trưởng lão điện, không quy thuộc bất luận cái gì một tòa thần phong các trưởng lão, ở đây nắm giữ, khống chế Thánh Sơn trật tự. Chỉ có nội tông đệ tử trở lên, mới có thể đến Thánh Sơn tu luyện, có thể thấy được nơi này có bao nhiêu chỗ tốt. Không khách khí nói, chủ này ngọn núi Thánh Sơn, chính là Đông Hoàng Tông ngự thú sư tu luyện hạch tâm chi địa. Thánh Sơn có rất nhiều địa phương trọng yếu, Thái Hoàng cửu trọng môn là một cái trong số đó, có trợ giúp đệ tử đột phá quy nhất cảnh, cũng có trợ giúp đệ tử đột phá quy nhất cảnh bất luận cái gì một trọng cảnh giới. Cụ thể như thế nào, người đi liền có thể nhìn đến. Huynh muội bọn họ đứng tại Thái Bạch Côn bằng phía trên, giữa không trung chạy như bay. Vãng hai bên nhìn lại. Khắp nơi đều là tại Thánh Sơn phụ cận cực nhanh tiến tới du tẩu cộng sinh thú, trải rộng thủy lục không ba đường. Những cái kia kỳ chân dị thú, nhiều mặt, gọi người nhìn mà than thở. Lý Thiên Mệnh mục tiêu của hôm nay, cũng là Thái Hoàng cửu trọng môn. Dù sao, đây là Diệp Thiếu Khanh chỗ đề cử. Lúc nói chuyện, Thánh Sơn đến,
Lý Khinh Ngữ trực tiếp mang theo hắn, đi vào Thái Hoàng cửu trọng môn bên này. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, phía trước rộng lớn trong sân rộng, có 9 cái cửa đá thật to. Đây là 9 tòa màu đen cửa đá, cũng xếp tại cùng một chỗ, trước sau 9 tòa, tạo thành một cái 9 tầng môn thông đạo. Cửa đá cổ lão mà tang thương, tràn đầy đến từ thái cổ hoang vu khí tức, cẩn trọng, uy nghiêm, tựa như là một cái không giận mà uy lão nhân. Mỗi một tòa cửa đá, đều cao đến 100 mét, chiều rộng 50 mét trở lên. Lý Thiên Mệnh suy đoán, cái này cửa đá cần phải giống như là, Lý Thần Tiêu chi mộ, cũng là một loại nắm giữ, thánh thiên văn, linh quảng. Hắn rất nhanh liền thấy trên cửa đá thánh thiên văn, đệ nhất trọng trên cửa, tựa hồ có một đầu thánh thiên văn. Cái này thánh thiên văn chính tại cửa đá phía trên bốn phía du tẩu. Bởi vì cái này thánh thiên văn tồn tại, để cái này cửa đá biến đến giống như là một tòa núi cao nguy nga. Tại cái này cửa đá phía dưới Đông Hoàng Tông đệ tử, cần phải thừa nhận đến từ một tòa núi cao trấn áp. Tầng thứ hai trên cửa, có hai đầu thánh thiên văn. Cứ thế mà suy ra, về sau nhất trọng môn, thì gia tăng một đầu thánh thiên văn. Phía sau cùng, vậy quá hoàng đệ cửu trọng môn, thì nắm giữ 9 đầu thánh thiên văn. Chỉnh một cái thái hoàng cửu trọng môn cùng nhau, hết thảy 45 đầu thánh thiên văn. Tuy nhiên so, Lý Thần Tiêu chi mộ, 9981 đầu thánh thiên văn muốn thiếu, nhưng cũng đủ để chứng minh, cái này thái hoàng cửu trọng môn chân quý. Lần trước Lý Vô Địch đã cùng Lý Thiên Mệnh nói, màu trắng thiên văn, cũng là thánh thiên văn. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã hỏi thăm qua không ít thánh thiên văn sự tình, hắn đối thánh thiên văn, đã có so sánh cơ bản nhận biết. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, màu trắng thiên văn, cũng là tối đỉnh cấp thiên văn, bị liệt là thánh thiên văn. Thánh thiên văn hàm ý cùng tầng thứ tối cao, nắm giữ thánh thiên văn linh túy, linh quảng cùng linh tai, tiền tố đều muốn thêm một cái thánh chữ. Tỷ như, thánh linh túy, thánh linh tai, thánh linh mỏ. Cái này ba loại thiên địa bảo vật, không lại lấy mặt khác chân quý, mà chính là dựa vào thánh thiên văn số lượng phân biệt. Nói ngắn gọn, thánh thiên văn càng nhiều, thiên địa bảo vật thì càng chân quý. Tỷ như cái này thái hoàng cửu trọng môn, thì có 45 đầu thánh thiên văn. Thái hoàng cửu trọng môn là chấn tông chí bảo, bởi vậy so sánh, liền chỉ có nắm giữ 81 đầu thánh thiên văn Lý Thần Tiêu chi mộ, đến cùng đến cỡ nào quý trọng. Lý Vô Địch nói, vượt qua Lý Thiên Mệnh sức tưởng tượng cực hạn. Làm Lý Thiên Mệnh biết đại khái, thánh thiên văn, cái này khái niệm thời điểm, hắn chỉ có thể nói, có thể đi vào Lý Thị Tổ Địa, thật sự là kiếm lời lật ra. Nhưng đối với hiện tại Lý Thiên Mệnh tới nói, những thứ này đều quá xa vời. Hắn vẫn là một cái nho nhỏ linh nguyên cảnh. Mà bây giờ, mục tiêu lớn nhất, cũng là có thể mượn nhờ cái này thái hoàng cửu trọng môn, đột phá đến quy nhất cảnh. Sau đó, lại thăm dò thiên ý chung kết, hắn mới có thể, chính thức đi lĩnh hội thánh chi cảnh giới ảo diệu. Hiện tại đến thánh chi cảnh giới, vậy cũng là 40 tuổi trở lên trưởng bối, thí dụ như Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực, cho nên Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Ca, ngươi lần đầu tiên tới thái hoàng cửu trọng môn, ngươi cùng ở bên cạnh ta cho ngươi làm mẫu một lần. Ta gần nhất cũng thẳng cần muốn đi qua, bởi vì, ta không sai biệt lắm bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 5, nhưng là chậm chạp không thành công. Lý Khinh Ngữ chỉ cần tại số tuổi này, bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 5. Như vậy, nàng tại Thanh Thần Sơn nội tông đệ tử bên trong, đều thuộc về thiên phú đến gần vô hạn đệ tử thân truyền loại kia. Chí ít cùng Lý Huyễn Thần không sai biệt lắm, chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Ngươi đi thứ mấy trọng môn? Lý Thiên Mệnh hỏi, bởi vì hắn phát hiện. Thái hoàng cửu trọng môn dưới, chỉ ít phía trước tam trọng môn nhân số tương đối nhiều. Càng là về sau, người càng ít đi. Trên cơ bản đệ ngũ trọng môn đằng sau, liền không có người. Ta đi đệ ngũ trọng môn, tầng thứ 6 môn về sau, chỉ có nắm giữ thánh thú làm cộng sinh thú đệ tử, mới có thể tiếp nhận thái hoàng cửu trọng môn đối cộng sinh không gian áp bách. Càng là về sau, khẳng định hiệu quả càng tốt, nhưng là dáng chống đỡ, sẽ tạo thành cộng sinh không gian sụp đổ, một khi sụp đổ. Cộng sinh thú đều sẽ chết thảm, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Khinh Ngữ nói, thì ra là thế a. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía sau cùng nhất trọng môn. Cái này nhất trọng trên cửa, có 9 đầu thánh thiên văn. Để cửu trọng môn, cần cầm giữ có cái gì cộng sinh thú mới có thể đi vào, tu luyện quy nhất cảnh. Cấp 4 thánh thú, trước mắt, cái này đệ nhất thái nhất đệ tử, cần phải cũng còn không có cấp 4 thánh thú. Lý Khinh Ngữ nói, thánh thú, còn có phân cấp bậc. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi, thánh thú, không phải liền là siêu việt bát giai cửu giai cộng sinh thú sao? Cấp 7 vương thú, bát giai đế thú, cửu giai thánh thú, chỉ ít Chu Tước Quốc là như thế liệt kê.
Đương nhiên là có phân cấp bậc, chỉ là thánh thú, đều hết thảy có cửu giai đây. Lý Khinh Ngữ nói, thánh thú, chia làm cửu giai, mạnh nhất là cửu giai thánh thú. Đúng, cửu giai thánh thú mạnh bao nhiêu? Ngự thú sư tu hành cực hạn ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi, cửu giai thánh thú, đừng nói là cửu giai thánh thú, cấp 7 thánh thú, đông hoàng cảnh đều không có. Ca, siêu việt bát giai cộng sinh thú trở lên, cũng là thánh thú cấp bậc, cấp 1 thánh thú đến tam giai thánh thú, là ngự thú sư đến địa chi thánh cảnh cơ sở điều kiện. Cấp 4 thánh thú đến cấp 6 thánh thú, là ngự thú sư đến thiên chi thánh cảnh cơ sở điều kiện. Cấp 7 thánh thú đến cửu giai thánh thú, thì là ngự thú sư đến cổ chi thánh cảnh điều kiện. Lý Khinh Ngữ cẩn thận vì hắn giảng giải. Lý Thiên Mệnh mới vừa tới đến cái này rộng lớn hơn tu luyện thế giới, xác thực cần một người, tỉ mỉ mở rộng hắn đến từ Chu Tước Quốc, hèn mọn, thế giới quan. Thì ra là thế, ta nói đều là thánh thú, làm sao có người là địa chi thánh cảnh, có người có thể là thiên chi thánh cảnh, còn có người có thể tu thành cổ chi thánh cảnh đây. Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt, sinh ra nồng đậm hướng tới. Bởi vì hắn muốn biết, thái cổ hỗn độn cự thú cực hạn ở đâu. Khinh Ngữ, như thế nào khác nhau thánh thú cộng sinh thú, là mấy cấp thánh thú? Lý Thiên Mệnh hỏi, vẫn là theo trong mắt tinh điểm phán đoán. Như thế nào phán đoán? Đầu tiên, chỉ cần nắm giữ 9 cái tinh điểm, vậy coi như là thánh thú. Nhưng, 9 cái tinh điểm thuộc về bất nhập giai thánh thú, tuy nhiên ngự thú sư có hy vọng bước vào thánh cảnh, nhưng nó trưởng thành sẽ rất có hạn. Lý Khinh Ngữ nói, 9 cái tinh điểm, vẫn là bất nhập giai phổ thông thánh thú. Thua thiệt Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, 9 cái tinh điểm cũng là cộng sinh thú cực hạn đây đương nhiên, hắn tuy nhiên được chứng kiến huỳnh hỏa cùng miêu miêu ước vạn tinh điểm, nhưng loại tình huống đó quá phiêu hốt, như là đang nằm mơ, cùng hiện thực cách biệt quá xa. Đúng, trong mắt 10 cái tinh điểm đến 19 cái tinh điểm, mới xem như cấp 1 thánh thú. Cứ thế mà suy ra, 20 đến 29, thì làm cấp 2 thánh thú. 30 đến 39, thì làm tam giai thánh thú. Lý Khinh Ngữ nói, ta hiểu được, chân chính nhập giai thánh thú. Cũng là trong mắt tinh điểm vì hai chữ số cộng sinh thú. Cho nên nói, 90 đến 99 cái tinh điểm, cũng là cửu giai thánh thú. Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng thế, cái kia 100 viên tinh điểm đây. Lý Thiên Mệnh cười hỏi, gọi là, trăm tinh thánh thú, nghe nói là ngự thú sư siêu thoát cổ chi thánh cảnh cơ sở. Bất quá, đều là truyền thuyết. Lý Khinh Ngữ nói, Lý Thiên Mệnh đối thánh thú tầng thứ, cơ bản có khái niệm. Cái này Thái Hoàng cửu trọng môn đệ cửu trọng môn. Cần cấp 4 thánh thú mới có thể đi vào tu luyện, nói cách khác trong mắt tinh điểm, cần 40 trở lên. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, cái này đều mới 7 cái tinh điểm đây. Muốn là đi vào, đoán chừng sẽ bị đè ép. Hiện tại phát triển tại Đông Hoàng Tông, đại đa số đều là cấp 1 thánh thú, số ít cấp 2 thánh thú, tam giai thánh thú tương đương hiếm thấy. Thái hư côn bằng, là trời sinh tam giai thánh thú. Một sinh ra, thì nắm giữ 30 tinh điểm, về sau từng bước dựa vào thần nguyên tiến hóa. Tinh điểm có thể gia tăng đến 39. Một khi đột phá 40 tinh điểm, cái kia chính là cấp 4 thánh thú. Cấp 4 thánh thú, cái kia chính là ngự thú sư bước vào thiên chi thánh cảnh cơ sở điều kiện. Đương nhiên, không phải nói nắm giữ cấp 4 thánh thú, liền đã có thể bước vào thiên chi thánh cảnh. Tu hành còn quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố. Nhưng, nói một cách khác, muốn bước vào đột phá địa chi thánh cảnh 9 tầng, bước vào thiên chi thánh cảnh, cấp 4 thánh thú cộng sinh thú là tiền kỳ điều kiện. Lý Thiên Mệnh minh bạch, chỉ có quy nhất cảnh, mới cần Thái Hoàng cửu trọng môn. Siêu thoát quy nhất cảnh, liền sẽ không tới nơi này tu luyện. Mà cái này đệ nhất thái nhất đệ tử, hầu như đều nhanh siêu thoát quy nhất cảnh. Bọn họ không có cấp 4 thánh thú. Cái này đệ cửu trọng môn, đều bao lâu không ai tiến vào. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngàn năm trước còn có không ít, đều là chúng ta Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch tổ tông. Bọn họ trời sinh thái hư côn bằng, tại trước 20 tuổi. Tiến hóa làm cấp 4 thánh thú. Những người này, hiện tại cũng tại tổ địa nữa nha. Lý Khinh Ngữ cảm khái nói, ngoại trừ Lý Thị Thánh tộc đâu, những người khác không có. Cha ta ngược lại là tiếp cận qua, nhưng là hắn lúc ấy thì kém một chút, hắn cộng sinh thú kẹt tại 39 cái tinh điểm, còn kém một cái. Lý Khinh Ngữ nói, minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật gật đầu, ca, người bây giờ là cấp 7 cộng sinh thú, tốt nhất tại đệ nhất trọng môn tu luyện. Thái Hoàng cửu trọng môn, chỉ cần không tu luyện, không có áp bách, nhưng là chỉ cần tu luyện, lập tức liền là trấn áp cộng sinh không gian. Ngươi trước cùng ta đến đệ ngũ trọng môn, ta biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi lại hồi đệ nhất trọng môn. Lý Khinh Ngữ cẩn thận dặn dò. Không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh gật gật đầu.
đệ nhất trọng môn người nhiều nhất, sắp bị chật ních. Hắn cũng không dám làm loạn, cộng sinh không gian bên trong còn có 8 cái trứng đây. Nếu như bị cái này Thái Hoàng cửu trọng môn đè bẹp, muốn khóc cũng không kịp. Sau đó, huynh muội bọn họ hai người, cùng một chỗ bước vào cái này Thái Hoàng cửu trọng môn. Thái Hoàng cửu trọng môn, là Thánh Sơn sốt dẻo nhất khu tu luyện vực, mỗi ngày đều có không ít người. Thậm chí, đệ nhất trọng môn, tầng thứ hai môn còn phải xếp hàng. Bằng không, đã sớm loạn thấu. Xếp hàng, liền cần có người khống chế tràng diện. Cho tới nay, đều từ Thánh Sơn trưởng lão tự mình tọa trấn nơi này, phòng ngừa đệ tử tranh chấp rối loạn. Tỷ như một tháng này, liền có hai cái địa vị có thể so với, Điện Khanh, trưởng lão, ở chỗ này trực luân phiên. Nhiệm vụ này tự nhiên nhàm chán cực kỳ. Thái Hoàng cửu trọng môn sau có một tòa cung điện tầng 2 bên cạnh cửa sổ một bên, đang có hai cái thanh niên nam nữ, ngồi ở chỗ này uống trà. Bọn họ vừa uống trà, một bên nhàm chán nhìn lấy bên ngoài. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai người này, tuy nhiên tuổi trẻ, huyết khí dồi dào, nhưng nhất cử nhất động cùng ánh mắt thần thái, không hề giống là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Thánh Sơn trưởng lão điều kiện cơ bản, khẳng định là thánh chi cảnh giới. Đến thánh chi cảnh giới, cho dù là địa chi thánh cảnh, tối thiểu đều có 200 tuổi thọ nguyên. Cái này để bọn hắn hơn 40 tuổi người xem ra, thì cùng 20 tuổi không sai biệt lắm. Thánh chi cảnh giới, làm cho huyết khí dồi dào, huyết nhục tràn đầy, liền hình dạng đều biến đến trẻ. Bên trái một vị Thánh Sơn trưởng lão, là một cái cao lớn khôi ngô nam tử, chỉ ít có 2 mét trở lên, ngồi ở chỗ này, như cùng một đầu gấu to. Trên đầu của hắn ánh sáng, không có tóc, từ trên nhìn xuống, giống như là một quả thiểm quang trứng mặn. Hắn trên mặt có một đạo mặt sẹo, từ xa nhìn lại, tựa như là trứng mặn mở một cái khe hở. Chỉ là theo chính diện nhìn, liền có thể nhìn ra này người ánh mắt hung hãn, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Cái này Đông Hoàng Tông trưởng bối nhân vật, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, từng cái đều là nhân vật đáng sợ. Lúc trước Thánh Thiên Phủ giám sát sứ Lăng Nhất Trần, tại loại này Thánh Sơn trưởng lão trước mặt, đoán chừng đều phải khúm núm. Dù sao, Thánh Thiên Phủ giám sát sứ, nói trắng ra là cũng là tại Thánh Thiên Phủ bên ngoài chân chạy. Chân chính người tài ba, khẳng định lưu tại Thánh Thiên Phủ, như ngọn Thánh Sơn này trưởng lão một dạng, quyền thế ngập trời. Bên phải một cái khác Thánh Sơn trưởng lão, cùng lúc trước một vị so sánh, khác nhau thì rất lớn. Cái này thoạt nhìn là một cái thanh xuân thiếu nữ, linh động mà xinh đẹp, xem xét chính là vang dội vạn người đại mỹ nhân. Chớ nhìn nàng tướng mạo tuổi trẻ, kỳ thật ánh mắt động tác, đều là trưởng bối điệu bộ. Một đôi tròng mắt dò xét chỗ, phía ngoài Đông Hoàng Tông đệ tử, đều muốn cúi đầu. Vị này Thánh Sơn trưởng lão, tên là Diệp Vũ Hề. Vũ Hề, tối nay nhà chúng ta thiết yến, cho Thánh Thành qua 13 tuổi sinh nhật, muốn không, ta cho ngươi lưu cái vị trí. Cái kia nam tử đầu chọc thận trọng hỏi. Không đi, Diệp Vũ Hề khoanh tay, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn thì cự tuyệt. Như thế không hãnh diện a? Đầu chọc trưởng lão cười nói. Ngươi không đều quen thuộc sao? Vũ Văn Khai Thái, sớm nói ta không thích ngươi, làm gì lãng phí thời gian, ngươi lại không thiếu nữ nhân. Diệp Vũ Hề thản nhiên nói, những cái kia đều không phải là yêu mến. Thôi đi ngươi, nàng lười nhắc nhiều lời. Vũ Văn Khai Thái lần nữa lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt lóe qua một đạo lãnh quang, không có để Diệp Vũ Hề trông thấy. Ngươi nhị ca muốn làm tông lão, ta buổi sáng nghe ta cha cùng ta đại ca nói, hết thảy 5 người chọn, sau cùng có 18 phiếu cho ngươi nhị ca. Ở trong đó, có 2 phiếu đến từ chúng ta Vũ Văn gia tộc, chuyện này, ta có thể làm ngươi phế không ít miệng lưỡi a. Vũ Văn Khai Thái nói, kém ngươi 2 phiếu, hắn thì không đảm đương nổi tông lão. Còn lại 4 cái vớ va vớ vẩn, muốn có thể lên làm tông lão, người trưởng thượng kia cũng quá dễ dàng, ta cũng có thể làm. Diệp Vũ Hề trợn mắt một cái nói, nàng mặc dù là trưởng bối, nhưng là khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp, mắt trợn trắng lên, rất có mị lực. Cũng không thể nói như vậy. Người biết cha ta cùng ta đại ca tại tông lão hội sức ảnh hưởng. Nếu không phải bọn họ trước tỏ thái độ, những người còn lại thế lực rắc rối khó gỡ, bỏ phiếu loại chuyện này, không nói chính xác. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Ha ha, Diệp Vũ Hề nở nụ cười, không nghĩ lại trả lời. Cứ như vậy, các ngươi Diệp gia, một môn xong tông lão, chúc mừng. Vũ Văn Khai Thái nói. Chuyện này đáng là gì, vài ngàn năm trước, chúng ta Diệp gia thế lực. Ít nhất là các ngươi Vũ Văn gia tộc gấp 10 lần. Diệp Vũ Hề nói, đúng vậy a, khi đó, Lý Thị Thánh tộc vẫn là chúng ta gấp 100 lần đâu, các ngươi Diệp gia, thế nhưng là Thánh tộc hạ đệ nhất tộc, ha ha. Vũ Văn Khai Thái cười, lên lên xuống xuống, cũng là thú vị như vậy,
khoe khoang, đó cũng không phải, chủ yếu vẫn là ta ca cùng ta cha lợi hại, ta đây, thì lưu manh. Vũ Văn Khai Thái nhếch miệng cười nói. Diệp Vũ Hề nhếch miệng, nàng cầm bốc lên chén trà, uống một hớp nhỏ. Nàng còn phải cùng cái này Vũ Văn Khai Thái, tại cái này giám thị Thái Hoàng Cửu Trọng Thiên rất nhiều ngày, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền. Gia hỏa này nhìn lấy chính mình thân thể ánh mắt, không kiêng nể gì cả. Thật coi hiện tại Đông Hoàng Tông, là bọn họ Vũ Văn Thế Gia. Câu nói này, cũng chỉ có thể ở trong lòng phàn nàn một câu. Chí ít Diệp Gia, quyền nói chuyện không lớn. Các loại Diệp Thiếu Khanh trở thành Tông Lão, khả năng sẽ khá hơn một chút đi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thái Hoàng Cửu Trọng Thiên. Nhìn những thứ này mười mấy tuổi tiểu hài tử, truy đuổi quy nhất con đường. Tránh ra, toàn bộ tránh ra cho ta. Chớ cản đường, bỗng nhiên, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn bên kia, có một thiếu niên thanh âm truyền đến. Diệp Vũ Hề nhìn sang, chỉ thấy một cái 13 tuổi tuấn Mỹ tiểu thiếu niên, ngay tại một đám tiểu Mỹ nhân chen chúc phía dưới, đi hướng Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Phía trước mấy tầng môn quá chật trội, hắn như thế một đám người, trong môn hoa một chút lục, muốn nhảy tới khẳng định khó khăn. Cho nên, hắn trực tiếp bắt đầu đuổi người. Vừa vặn tu luyện Đông Hoàng Tông đệ tử, rất nhiều thậm chí đều có một ít tạo hóa, lại làm cho hắn như thế một làm, khẳng định đầy bụng tức giận. Bất quá khi bọn họ nhìn gặp người đến là ai về sau, chỉ có thể cúi đầu, sắc mặt phẫn uất rời đi, cho thiếu niên kia nhường ra một con đường. Đây không phải thánh thành sao? Vũ Văn Khai Thái cười cười, nói, có thể a đứa nhỏ này, mới 13 tuổi, bên người thì mỹ nữ như mây, ta xem một chút. Tiểu cô nương kia, là Công Tôn Du, a. Là Công Tôn Tông lão dòng chính cháu gái a. Cái này một cái, phải gọi làm, Phong Trì Ngư. Đây là Tần Vu Liệt Tông lão đệ tử thân truyền. Cái này một đôi tỉ muội, giống như gọi là Tô Lê cùng Tô Đào cũng liền 13 tuổi, nhanh đột phá quy nhất cảnh. Đây chính là Tô Chấn Tông lão cháu gái bảo bối. Còn có mấy cái này. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Cái này đi theo cái kia anh tuấn thiếu niên bên người, đều là thân phận và khuôn mặt đẹp đều xem trọng tiểu mỹ nhân. Nhiều người như vậy vây quanh hắn chuyển, có thể thấy được hắn mị lực. Lúc này mới 13 tuổi a, một đám oanh oanh yến yến vây quanh, là rất có bản lĩnh biểu tượng sao? Diệp Vũ Hề thản nhiên nói. Đúng thế, chứng minh thánh thành rất có mị lực. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Đứa nhỏ này, thật sự là trò giỏi hơn thầy, lớn hơn ta ca còn phong lưu. Hắn lại bổ sung một câu. Diệp Vũ Hề trợn mắt một cái, không muốn nói thêm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu ngươi đến quản tốt hắn, đừng tưởng rằng trong nhà có thế lực, liền có thể tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn làm loạn. Diệp Vũ Hề chỉ là, cái kia anh tuấn thiếu niên vì đi lên phía trước, đem đang tu luyện người đuổi đi sự tình. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ, xám xịt xéo đi, đều là không quyền không thế. Loại này đệ tử đến 1000 cái, cũng không thể cùng thánh thành so sánh. Dù sao, hắn thì điểm ấy tuổi tác, đã quy nhất cảnh tầng thứ 5, tiếp qua mấy năm, lại là một cái thái nhất đệ tử. Diệp Vũ Hề lại cũng không muốn nhiều lời một câu. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Cái kia Vũ Văn Thánh Thành, thường xuyên theo cái này thúc thúc Vũ Văn Khai Thái cùng một chỗ lăn lộn, làm sao có thể không ỷ thế hiếp người. Lý Thiên Mệnh không biết Thái Hoàng Cửu Trọng Môn sau còn có hai cái thánh sơn trưởng lão tại giám thị. Bất quá, hắn cùng Lý Khinh Ngữ đang chuẩn bị tiến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thời điểm, vừa vặn gặp phải cái kia anh tuấn tiểu thiếu niên. Hắn mang theo một đám oanh oanh yến yến, 10 phần cao điệu, đuổi đi không ít người, để Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thanh tịnh không ít. Cái này ai đây, phách lối như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn nhìn ra được, gia hỏa này cũng liền 12-13 tuổi, chỉ sợ so Lý Xí Linh, Lý Khinh Ngữ đều cường. Vũ Văn Thánh Thành, Lý Khinh Ngữ hơi hơi hí mắt. Thiếu niên này lớn lên rất khá nhìn, bên cạnh một đám tiểu mỹ nhân vây quanh chính là chứng minh, ai cũng muốn cho hắn cùng mình nói hơn hai câu lời nói. Nhưng, Lý Khinh Ngữ rất chán ghét hắn. Trước đó, Lý Khinh Ngữ còn nói thái nhất đệ tử Vũ Văn Thần Đô. Hắn cũng là Vũ Văn Thần Đô đệ đệ, thì ra là thế, thiên tư tu vi không tệ, để cho ta bội phục, cũng là nhân phẩm giống như không được tốt lắm. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ Vũ Văn gia người, đều như vậy, quen thuộc. Lý Khinh Ngữ ánh mắt lãnh đạm nói, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, đám người này cao điệu như vậy, nguyên lai là cái kia gọi là Tô Đào tiểu cô nương, sắp đột phá quy nhất cảnh. Nàng trước mắt tại Thái Hoàng tầng thứ 4 môn tu luyện. Đợi nàng ngồi xếp bằng hắn về sau, lấy Vũ Văn Thánh Thành làm trung tâm, một đám tiểu mỹ nhân ngay tại vì cái kia Tô Đào tiểu cô nương, cung cấp bọn họ đến quy nhất cảnh kinh nghiệm. Vũ Văn Thánh Thành cũng đem bên cạnh mấy cái tại người tu luyện đuổi đi, cái này tầng thứ 4 môn.
chỉ còn lại bọn họ. Xem bọn hắn một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ, liền biết, những năm này phía sau bọn họ có tông lão chỗ dựa, cái này Đông Hoàng Tông thượng tầng các đệ tử, cuộc sống tạm bợ vô cùng dễ chịu. Không quyền không thế, cũng đừng nghĩ tiến bọn họ phạm vi. Lý Thiên Mệnh lười nhác quản bọn họ, khinh ngữ, người muốn hôm nay trước xông vào một chút quy nhất cảnh tầng thứ 5. Hắn hỏi, ta đem Linh Nhi trước cho mượn ngươi như thế nào? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, bởi vì các nàng trước đó nói qua, Linh Nhi cho Lý Khinh Ngữ phụ linh, cũng có thể đạt tới 6 thành. 6 thành, phụ trợ nàng tu luyện đã đủ rồi. Có thể chứ, Lý Khinh Ngữ nhưng biết, để Khương Phi Linh phụ linh, là cỡ nào thú vị lại lợi hại sự tình. Đương nhiên có thể nha. Đây là Khương Phi Linh trả lời. Kết quả là, tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì theo Lý Thiên Mệnh trên thân, chuyển rời đến Lý Khinh Ngữ trên thân. Lý Thiên Mệnh kéo Lý Khinh Ngữ tay cầm thời điểm, Khương Phi Linh thì từ nơi này đi qua, trong linh thể liếm, sẽ không có người phát hiện. Quá trình này, gọi Lý Khinh Ngữ trợn mắt hốc mồm. Nàng theo không nghĩ tới, một người, vậy mà có thể tại thân thể hai người bên trong, lưu chuyển. Đến trên người mình thời điểm, nàng cũng có bị đánh, máu gà cảm giác. Tuy nhiên không đạt được Lý Thiên Mệnh loại kia vượt qua một trọng cảnh giới tăng phúc, nhưng hắn chiến đấu lực, cái kia tăng cường không ít. Đại khái tương đương với 6 phần 10 cảnh giới. Cảm ơn ca, cảm ơn Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Không cần cảm ơn hắn, không có quan hệ gì với hắn. Khương Phi Linh vụng trộm cười nói. Hiện tại không thể lộ diện, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chờ sau này Lý Thiên Mệnh chính thức đứng vững gót chân, có thể bảo hộ nàng, khả năng thì không cần phụ linh. Đứng tại cái này Thái Hoàng cửu trọng môn dưới, không tu luyện, Lý Thiên Mệnh xác thực không cảm giác được. Tại cái này cửa phía dưới có gì đó cổ quái chỗ. Hắn theo Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ, xuyên qua tầng tầng môn. Mục tiêu của bọn hắn là đệ ngũ trọng môn. Đi đến tầng thứ 4 môn thời điểm, bỗng nhiên, Vũ Văn Thánh Thành ngẩng đầu, thấy được bọn họ. Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua hắn, nhưng là, hắn gặp qua Lý Thiên Mệnh. Đứng lại, Vũ Văn Thánh Thành khoanh tay, hô một tiếng, ngữ khí tương đương bá đạo. Bên cạnh hắn cô nương, đều ngẩng đầu lên, các nàng không biết Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, nhìn đến Lý Khinh Ngữ thời điểm, đa số người đều nở nụ cười. Sau đó, hai mặt nhìn nhau, phát hiện tất cả mọi người là một cái biểu tình. Cái kia chính là, ghét bỏ. Nữ hài ở giữa loại kia ra vẻ khinh bỉ ghét bỏ. Nguyên lai là Đông Hoàng Tông chủ chi nữ. Lại tới Thái Hoàng cửu trọng môn tu luyện A, còn không có đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Thì loại thiên phú này, còn Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch đây. Đây là cái gì chí tôn? Các nàng kéo bọn tỉ muội cánh tay, một bên nói, một bên cười khẽ. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được, nguyên lai người cũng là trời sinh bị trào phúng mệnh a, nhìn như vậy đến, chúng ta thật sự là huynh muội. Lý Khinh Ngữ bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói, đều quen thuộc. Làm Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch, không có hoàn thành dạng này, rất nhiều người đều muốn dẫm lên một chân. Mà lại, Lý Khinh Ngữ tính khí không thế nào hợp quần, sẽ không a dua nịnh hót, sẽ không nói lời nói dối. Không muốn gia nhập các nàng đoàn thể, cho nên tự nhiên mà nói, cứ như vậy bị bài xích. Dù sao, có lúc nữ hài ở giữa tiểu đoàn thể, là phức tạp nhất. Tăng thêm Lý Khinh Ngữ so với các nàng xinh đẹp, có khí chất, tự nhiên là có lòng ghen tị. Không có việc gì, dùng thực lực chứng minh chính mình, so cùng hạng giá áo túi cơm lãng phí miệng lưỡi cường. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của nàng, khích lệ nói. Nàng nhẹ gật đầu, cái này tóc trắng người là người nào? Mới linh nguyên cảnh sao? Là bạn trai ngươi, nói chuyện Tô Chấn Tông lão cháu gái Tô Lê, cao gầy mà thon dài, phát dục phi thường tốt, tuổi không lớn lắm, liền đã quyến rũ động lòng người. Ai biết a, các nàng âm dương quái khí. Lý Khinh Ngữ, Vô Ưu Minh, nhiệm vụ, ngươi thật lâu không có làm, cẩn thận bị Vô Ưu tỷ đem ngươi khai trừ, về sau Trầm Uyên chiến trường, ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi. Công Tôn Du nói, các nàng ở phía sau dăm ba câu, nhưng Lý Thiên Mệnh hai người đã quay người. Đi tới đệ ngũ trọng môn. Vô Ưu Minh là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, Đông Hoàng Tông các đệ tử, đều có thể tự mình tổ kiến đệ tử liên minh, minh chủ cùng tầng quản lý, từ trong hàng đệ tử bộ tuyển ra. Ngoại môn đệ tử có ngoại môn đệ tử liên minh, nội tông thì từ nội tông liên minh, nhưng cũng có thể thu nạp ngoại môn đệ tử. Thêm vào loại này liên minh, chủ yếu là vì tông môn nhiệm vụ cùng tổ đội đi Trầm Uyên chiến trường lịch luyện. Bởi vì Trầm Uyên chiến trường tương đương hung hiểm. Nhiều người mà nói, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại rất nhiều đệ tử liên minh, đều có mấy ngàn năm lịch sử. Ta cũng là vì đi Trầm Uyên chiến trường, cho nên gia nhập một cái, Vô Ưu Minh.
Vô Ưu Minh toàn bộ đều là nữ đệ tử. Hiện tại minh chủ là thái nhất đệ tử, Tô Vô Ưu. Trước kia Vô Ưu Minh tên là Phong Linh Minh, vẫn luôn là Đông Hoàng Tông nữ đệ tử liên minh. Có điều, Tô Vô Ưu quá mạnh, nàng muốn cải danh tự, mọi người không có cách nào. Lý Khinh Ngữ giải thích nói, vậy liền để ngươi đồng minh các đệ tử, nhìn nhìn tiềm lực của ngươi. Các nàng đều nói ngươi không được, lúc này thời điểm, ngươi phải làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, cần phải, chứng minh chính mình. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói, rất tốt, vậy liền chứng minh cho các nàng nhìn. Vâng, vừa vặn, cũng để cho Lý Thiên Mệnh kiến thức một chút, cái này Thái Hoàng cửu trọng môn, đến cùng có cái gì ảo diệu. Hắn ngay tại Lý Khinh Ngữ trước mặt ngồi xuống, nhìn lấy nàng bắt đầu tu hành. Khương Phi Linh bây giờ tại trong cơ thể nàng, nhất định có thể trợ giúp nàng. Ong ong, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, trên đỉnh đầu Thái Hoàng ngũ trọng môn, nắm giữ năm đạo thánh thiên văn. Mà bây giờ, năm đạo thánh thiên văn lập lòe, bàng bạc áp lực, trấn áp tại Lý Khinh Ngữ trên thân. Đồng thời, trấn áp tại nàng cộng sinh không gian, còn có cộng sinh không gian bên trong Thái Bạch Côn Bằng trên thân. Ông, nàng, ánh trăng khí tràng, hình dáng như một cái lĩnh vực, tại Lý Thiên Mệnh trước mắt bày ra đi ra. Khí tràng trong đó, ánh trăng tràn ngập, phủ linh phía dưới, Lý Khinh Ngữ ra thịt, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy tới. Nhìn lấy nàng nỗ lực kiên trì bộ dáng, nhìn lấy nàng dù là thống khổ khó chịu, còn muốn tiếp tục chống đỡ thái độ cùng tinh thần. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên muốn a, trong đời, có một cái đáng giá bảo vệ muội muội, đó cũng là một kiện, vô cùng chuyện thú vị. Hắn trước kia đối Lý Tuyết Kiều rất tốt, chỉ là Lý Tuyết Kiều còn có Hoàng Phu Nhân tại ảnh hưởng thế giới quan của nàng. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh không có cảm nhận được chân chính tình huynh muội. Nhưng bây giờ, vậy mà tại một ngoại nhân trên thân, cảm nhận được. Cái này không phải là ái tình, bởi vì hắn đối Khinh Ngữ một chút ý nghĩ đều không có. Dù sao lớn nhất có ý tưởng người, ngay tại bên cạnh mình a. Nhưng là đâu, hắn lại không muốn để cho Khinh Ngữ thương tâm khổ sở, không muốn để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Khinh Ngữ, tương lai đường rất dài, ta không có thân muội muội, từ nay về sau, người chính là muội muội ta. Ta không dám hứa chắc cái gì, chỉ có thể nói, ta sẽ làm một cái huynh trưởng tất cả có thể làm sự tình. Tương lai, người nhất định muốn vì chính mình tranh giành một hơi, vì cha mẹ tranh giành một hơi, vì Lý thị thánh tộc tranh giành một hơi. Chúng ta huynh muội cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực mà nói, ca, ta đã biết, nhân sinh, chính là muốn tranh giành một hơi a. Nàng không phải cái cô gái yếu đuối, nàng so với ai khác đều muốn cứng cỏi, mà Lý Thiên Mệnh câu nói này, cho nàng lớn nhất kiên trì lý do. Gia tộc xuống dốc, nhân khẩu điêu linh, đã định trước liền muốn bị người chế nhạo, bị người xem thường. Cái này không có gì, nhân đạo đã là như thế, có tranh chấp thế giới, sao có thể là thái bình thịnh thế, người người hài hòa ở chung. Nhưng chúng ta không khuất phục, không thể nhận thua. Cắn răng kiên trì, bất tử bất khuất, phải có dũng khí chiến đấu. Một ngày nào đó, sẽ phân ra thắng bại, thượng thương, nhất định sẽ chiếu cố nỗ lực, bền bỉ lại người thông minh. Câu nói này, không chỉ là nói cho Lý Khinh Ngữ, cũng nói với chính mình Lý Thiên Mệnh biết mình thiên phú ngang dọc, nhưng, trầm xuống tâm, chân thật, từng bước một đi lên phía trước, cũng là hắn cho mình lời khuyên. Cái này đệ ngũ trọng môn áp lực phi thường to lớn. Cái này dẫn đến Lý Khinh Ngữ trên mặt, rất nhanh liền có mồ hôi. Nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng là vẫn muốn cắn răng kiên trì. Trước kia, nàng có thể trèo trống không quá đi. Nàng không phải tuyệt đỉnh thiên tài, nàng đến hôm nay hết thảy, đều là mình tân tân khổ khổ kiên trì mà đến. Mà một ngày này, có một cái có thể thổ lộ tâm tình nữ hài Khương Phi Linh, trong thân thể một mực cổ vũ chính mình. Có một cái huynh trưởng, đứng ở trước mắt, kiên định mà vững chắc, giống như là một tòa đáng tin đại sơn. Nàng lần nữa cải biến, có lẽ vận mệnh rất tàn khốc, nhưng, luôn có không khuất phục người a. Tâm ma của nàng rất lớn. Khinh Ngữ, người một ngày nào đó, sẽ chứng minh chính mình. Chúng ta Lý thị thánh tộc, không e ngại khó khăn, không sợ tra tấn, không tin số mệnh, không nhận thua. Nếu như thế đạo không có, vậy chúng ta, muốn làm, liền muốn làm nghịch thiên cải mệnh sự tình. Đây là chúng ta nhất tộc hồn. Ta tin tưởng bất luận cái gì nhất tộc đều sẽ xuống dốc, nhưng là Lý thị thánh tộc, là có tinh thần ý chí nhất tộc. Đám tiền bối huy hoàng như vậy, chúng ta làm sao có thể, sẽ làm một cái bị người nhạo báng phế vật. Tiến vào tổ địa ngày nào đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, làm thiên thu vạn đại tổ tiên chi huyết, trong thân thể sôi trào thiêu đốt thời điểm, hắn thấy được tổ tông huy hoàng. Gánh chịu dạng này máu tươi, liền phải thừa kế tổ tiên ý chí. Bất tử bất diệt, không chết không thôi.
rất đơn giản 8 chữ. Nhưng làm Lý Khinh Ngữ nghe được cái này 8 chữ thời điểm, nàng toàn thân chấn động. Một khắc này, chỉ có Lý Thiên Mệnh nhìn đến, nàng con người vậy mà biến mất. Con mắt của nàng, trong nháy mắt trống rỗng, nhưng, lại quang mang bắn ra bốn phía, tựa như là, hai bánh trăng tròn. Lý Thiên Mệnh còn cho là mình nhìn lầm. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí lãng, theo trên người của nàng bao phủ ra. Ánh trăng khí tràng, lần nữa lớn mạnh, ầm ầm, cỗ lực lượng kia, chấn động đến Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng. Hắn tại Lý Khinh Ngữ trên thân, cảm nhận được một cỗ lạnh lùng lực lượng. Ánh trăng chi mắt, làm hắn một lần nữa đứng vững, nhìn đến Lý Khinh Ngữ thời điểm, nàng đã đứng lên. Cặp mắt của nàng con ngươi, lại xuất hiện, nàng cơ hồ vui đến phát khóc, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, nhưng là rất hiển nhiên, nàng đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Thành công, Lý Thiên Mệnh vì nàng cao hứng. Nhưng là, nàng làm sao kích động như thế? Ca, trong đám người, nàng chạy tới, đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân, kém chút đem hắn đụng bay. Nàng hai tay ôm lấy hắn, hai mắt lệ nóng doanh tròng. Ca, nàng lại kêu một tiếng, mặt dán tại Lý Thiên Mệnh ở ngực, nước mắt ào 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 chảy xuống a. Khinh Ngữ, rụt rè một chút a. Lý Thiên Mệnh thực sự không nghĩ ra, đột phá một trọng cảnh giới, làm gì kích động như vậy a? Dù sao không phải anh em ruột a. Lúc này đi, chắc là phải bị Khương Phi Linh đánh một trận. Nhưng là, nàng vẫn không buông tay, mà chính là nức nở nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, về sau, ngươi là ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Ý gì a lão muội? Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm. Hắn thì ở bên cạnh, diễn giảng, vài câu khiến người ta nhiệt huyết xông lên đầu, làm sao để cho nàng kích động như vậy a? Làm đến cùng vài chục năm, không có đột phá giống như. Kéo ra hai tay của nàng, nàng vẫn mặt ngậm nhiệt lệ, nhìn lấy chính mình, còn tại nước nở đây. Nước mắt, đem trên mặt tóc dài đều làm ướt, thế nhưng là trong ánh mắt của nàng, tràn đầy đều là ánh sáng hy vọng a. Ca, chấn định một chút, đã xảy ra chuyện gì tiểu lão muội? Lý Thiên Mệnh cười nói, nàng thì đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, trước người nửa mét địa phương. Ca, ngươi nhìn, nàng vô cùng tới gần Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng kéo ra nàng tay phải ống tay áo. Kéo ra về sau, dừng lại một hơi thời gian, lập tức đắp lên. Nàng sợ người khác trông thấy, nhưng, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn thấy được, cánh tay của nàng phía trên, không phải ba cái vòng tròn vòng vòng đan xen. Đó là, năm vòng trăng tròn, chiếu sáng giữa trời. Đó là, tháng năm giữa trời, quang mang vạn trượng. Năm cái trăng tròn song song giữa trời, đây cũng không phải là nàng vì sao lại biến thành năm kiếp luân hồi chi thể vấn đề đơn giản như vậy. Mà chính là loại này tiểu mệnh kiếp dị tượng, phi thường giống Lý Vô Địch miêu tả thứ hai tổ tiên Lý Tinh Hà, huyết sắc kiếp vòng, đặc thù tính. Nhưng liền xem như thứ hai tổ tiên huyết sắc kiếp vòng, cũng chỉ có bốn cái. Mà giờ khắc này Lý Khinh Ngữ, năm cái kiếp vòng, tháng năm giữa trời. Tổ tiên, các ngươi điên rồi. Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác, cái này không giống như là trùng hợp a. Lý Thị Thánh tộc tất cả mọi người cho rằng, phá kiếp ngày, xuất hiện kiếp vòng số lượng, cả đời cũng sẽ không cải biến. Nhưng, bọn họ chỉ sợ đem tiểu mệnh kiếp, nghĩ đến quá đơn giản. Mẫu thân của ta Vệ Tĩnh Thiên Tư, là Chu Tước Quốc phổ thông thiên tài mức độ. Nhưng, nàng cứ thế mà tiếp nhận tiểu mệnh kiếp 20 năm, trực tiếp giác tỉnh ba kiếp luân hồi. Cái này, bản thân liền là một trận nghịch thiên cải mệnh, kinh lịch đấu tranh về sau, đạt được mệnh kiếp mang tới tạo hóa. Mà ta, tại cái kia thời gian 10 ngày, một ngày giác tỉnh một kiếp vòng, cái này cũng chứng minh, tiểu mệnh kiếp kiếp vòng số lượng. Không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, tại tiểu mệnh kiếp khó khăn bên trong, đấu tranh 50 năm, giác tỉnh năm kiếp luân hồi, thành là thứ nhất cái nắm giữ tiểu mệnh kiếp thiên phú người. Đây hết thảy đều tại chứng minh, tiểu mệnh kiếp phá kiếp về sau kiếp vòng, không thể nào là đã hình thành thì không thay đổi. Mà lại tổ tiên phía trên, còn có huyết sắc kiếp vòng, thanh sắc kiếp vòng xuất hiện. Cái này chứng minh, tiểu mệnh kiếp kiếp vòng, không chỉ có số lượng nhiều ít, còn có nhan sắc biến hóa. Thậm chí, còn có kiếp vòng xuất hiện vị trí biến hóa. Lý Thiên Mệnh đối tháng năm giữa trời mệnh kiếp tiếp nhận trình độ, khẳng định so bất kỳ một cái nào Lý Thị Thánh tộc người, cũng cao hơn rất nhiều. Lý Khinh Ngữ kiếp vòng, chẳng những nhan sắc không phải màu đen, là ánh trăng ngân sắc, mà lại không lại vòng vòng đan xen, mà chính là năm tháng sáng, song song mà đứng. Đệ nhất tổ tiên, cũng chỉ là nắm giữ năm cái phổ thông kiếp vòng. Còn lại tổ tiên, hoặc là vị trí cải biến, hoặc là nhan sắc cải biến. Nhưng, đều không có đồng thời cải biến, mà lại cũng chỉ là bốn kiếp luân hồi. Dù vậy,
Bọn họ đều đã lập nên qua uy danh hiển hách, đều đã từng là đương thời Đông Hoàng cảnh tối cường giả. Mà bây giờ, Lý Khinh Ngữ nắm giữ năm kiếp luân hồi chi thể, cải biến nhan sắc, cải biến vị trí. Ca, tại sao có thể như vậy, ta không nhìn lầm đi. Lý Khinh Ngữ chính mình cũng hai mắt hỗn loạn, một mặt mộng. Khinh Ngữ, ngươi không có nhìn lầm, thể chất của ngươi cùng kiếp vòng đều biến hóa. Tuy nhiên ta cũng không biết, vì sao lại dạng này. Nếu quả thật muốn suy đoán một cái lý do, ta cảm thấy, có thể là bởi vì chúng ta Lý thị thánh tộc, xuống dốc thực sự quá thảm, tổ tiên nhìn không được. Cho nên, bọn họ muốn để cho chúng ta cái này đệ nhất người, gánh vác lên phục hưng gia tộc sứ mệnh tới. Dù sao, chúng ta từng là chí tôn nhất tộc, các vị tổ tiên, từng cái đều là truyền kỳ. Mà bây giờ, lại lăn lộn đến người chi bằng lấn trình độ, thực sự mất hết tổ tiên mặt mũi. Kết quả là, tổ tiên tụ tập toàn tộc tổ hồn, ban cho ta nhóm cái này đệ nhất tạo hóa. Có bực này tạo hóa, về sau, thì càng muốn gánh vác sứ mệnh, không muốn cô phụ tổ tiên hy vọng. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng chính mình lý do thoái thác. Phục hưng Lý thị thánh tộc, không cô phụ tổ tiên huyết mạch chi lực cùng hy vọng, để Lý thị thánh tộc tái hiện huy hoàng, đây là một loại vĩ đại sứ mệnh. Nhưng hắn đây là nói mò, dù sao, hắn cũng không biết nguyên nhân đến cùng là cái gì. Hắn tình huống của mình, phải cùng thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch kế thừa biến hóa có quan hệ. Đến mức Lý Khinh Ngữ, tháng năm giữa trời mệnh kiếp, ai biết là chuyện gì xảy ra a? Bất quá, Lý Khinh Ngữ tin, ca, ta đã biết, ta về sau, tuyệt đối không cô phụ tổ tiên hy vọng, ta nhất định muốn lợi dụng được này thiên phú. Nhất định, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, chính mình một trận hốt ru, cho trong nội tâm nàng gieo như thế nào hạt giống. Hạt giống này, sớm muộn trưởng thành đại thụ che trời. Không tệ, về sau có vấn đề gì, đều cùng ca nói, chúng ta huynh muội tề tâm, kỳ lợi đoạn kim. Lý Thiên Mệnh nói, ta biết, ca, chí ít, tạm thời không thể để cho ngoại trừ nãi nãi bên ngoài hắn người khác biết. Lý Khinh Ngữ gật đầu, không sai, ta là vì đạt được thiếu tông chủ vị trí, không thể không bại lộ năm kiếp luân hồi chi thể thiên phú, nhưng người khác biệt. Người có thể điệu thấp tu hành, có chuyện gì, ca ở phía trước chống đỡ. Lý Thiên Mệnh phóng khoáng nói, mấy câu, đem chính mình cũng chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, tuy nhiên tới thời gian rất ngắn, nhưng Lý Thiên Mệnh trên thân chảy tổ tiên huyết, hắn đến qua tổ địa, nhìn qua huy hoàng. Lý Thị Thánh Tộc mang đến cho hắn sứ mệnh cảm giác, không so Lý Khinh Ngữ kém bao nhiêu. Nếu có một ngày như vậy, bọn họ làm cho cái này Lý Thị Thánh Tộc một lần nữa tại Đông Hoàng cảnh quật khởi. Như vậy, hắn chỉ sợ cũng phải lệ nóng doanh tròng. Loại kia cảm giác thành tựu, thậm chí muốn vượt qua chém giết Lâm Tiêu Đình. Dù sao, chém giết Lâm Tiêu Đình là cừu hận, là số mệnh, là tâm ma. Nhưng là, phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, kế thừa tổ tiên ý chí, để cái này tiểu mệnh kiếp nhất tộc, ngóc đầu trở lại, đó là sứ mệnh, là vinh diệu. Cảm giác có thay đổi gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, cũng là não tử xem rõ ràng tốt nhiều, trước kia không nghĩ ra vấn đề, hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, đối quy nhất cảnh tầng thứ 6, đệ thất trọng, đều rất rõ ràng. Còn có trước kia tu luyện quy nhất chiến quyết, có một ít không hoàn thiện địa phương, vừa nghĩ thì thông thấu. Lý Khinh Ngữ nói, loại biến hóa này, cùng lúc trước chính mình lĩnh ngộ thiên địa nhân tam sát kiếm thời điểm không sai biệt lắm. Lĩnh ngộ lực, sức sáng tạo, một ngày một cái cấp bậc. Mà lại, sóc nguyệt cánh dưới, cũng xuất hiện cái này, tháng năm giữa trời mệnh kiếp. Cái này cũng không ra Lý Thiên Mệnh đoán trước, tiểu mệnh kiếp, thuộc về ngự thú sư cùng cộng sinh thú. Mà hắn nghịch thiên tạo hóa, đồng dạng cùng hưởng. Khương Phi Linh đối thân thể của nàng rất rõ ràng. Nàng nói, Lý Khinh Ngữ tuy nhiên chỉ có 5 cái kiếp vòng, nhưng có tháng năm giữa trời, dị tượng, cơ hồ bắt kịp Lý Thiên Mệnh 7 thành. Lại thêm, tháng năm giữa trời bản thân, khả năng vẫn còn có tạo hóa. Khả năng này cần Lý Khinh Ngữ chính mình đi đào móc. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái này chăm chú cô nương, hắn hơi xúc động. Ca, chậm trễ ngươi thời gian, ta đã thành công, tiếp đó. Ngươi thử một chút có thể hay không đến quy nhất cảnh đi. Lý Khinh Ngữ nói, Lý Khinh Ngữ rất tốt ẩn tàng tháng năm giữa trời mệnh kiếp, bởi vì, tóc của nàng sắc vẫn là màu xám nhạt, cũng không có thay đổi. Đến mức nàng kiếp vòng, vốn là tại trong tay áo, bên trong lại quấn quanh mấy cây vải, sẽ không có người hoài nghi. Thành, vậy ta cũng thử một lần, nói không chừng ta cũng tới giác tỉnh một cái tháng năm giữa trời. Lý Thiên Mệnh cười nói, kỳ thật hôm nay, Lý Khinh Ngữ là bồi tiếp hắn đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, không nghĩ tới chính mình lại nghịch thiên cải mệnh bọn họ chuẩn bị trở về đệ nhất trọng môn, Lý Thiên Mệnh ở nơi đó lĩnh hội quy nhất cảnh. Trong lúc đó, đi ngang qua tầng thứ 4 môn,
lại đụng phải Vũ Văn Thánh Thành cùng một đám oanh oanh yến yến nhóm. Các nàng sắc mặt hơi khó coi, nguyên một đám nữ tử, trên mặt một trận xanh, một trận tử sắc. Sợ là các nàng chính mình cũng không có chú ý đến, chính mình cái này tranh chua dáng vẻ có bao nhiêu xấu xí đi. Vừa rồi còn chế giễu đâu, kết quả Lý Khinh Ngữ một chút đã đột phá, xem ra dễ như trở bàn tay. Lần này đột phá, trực tiếp vượt qua các nàng một nửa người. Mới vừa rồi còn mỉa mai người ta, hiện tại chẳng phải là nhục nhã chính mình. Ngươi vừa mới đột phá, Công Tôn Du cắn cắn miệng môi hỏi, nàng là quy nhất cảnh tầng thứ 5, cứ như vậy, Lý Khinh Ngữ thì cùng nàng không sai biệt lắm. Lý Khinh Ngữ không có phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp đi xa. Cái này một loại không nhìn, làm cho các nàng càng thêm thẹn quá hóa giận. Dù sao, tại Vũ Văn Thánh Thành trước mặt bị không để ý tới, có chút khó có thể xuống thang. Lý Khinh Ngữ, nghe nói người muốn gả cho Lý Kim Sán. Người phu quân Lý Kim Sán, anh tuấn lại thiên tư tung hoành, là cái tuyệt thế mỹ nam tử, người làm sao không biết kiểm điểm, ở chỗ này cùng khác nam anh em. Tô Chấn Tông lão cháu gái, Tô Lê, đứng tại Vũ Văn Thánh Thành bên người, nhẹ nhàng dựa vào Vũ Văn Thánh Thành, âm dương quái khí nói. Câu nói này, nàng sớm muốn cùng Lý Khinh Ngữ nói. Nàng nói Lý Kim Sán anh tuấn, thiên tư tung hoành, liền là một loại trêu đùa cùng chế giễu. Người nào không biết, Lý Kim Sán là cái gì mặt hàng. Đừng đem không nghe thấy a, hay thay đổi sao đây là, còn không kết hôn đâu, thì cho Lý Kim Sán trước mặt mọi người chụp mũ. Tô Lê đuổi theo hỏi. Các nàng lại cười, cười đến trang điểm lộng lẫy. Nàng nói đến khó nghe, đáng tiếc Lý Khinh Ngữ đã đi. Sinh khí sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, không có gì tốt tức giận, khả năng trước kia sẽ tức giận, nhưng bây giờ, ta muốn thay đổi chính mình. Ca, ngươi nói không sai, chỉ có thực lực, mới có thể chứng minh chính mình, không có người sẽ nghe người yếu nói chuyện. Lý Khinh Ngữ chân thành nói, cho nên, nàng không muốn cùng Tô Lê tranh luận cái gì. Khi nàng dựa vào cái này tháng năm giữa trời mệnh kiếp, nhất phi trùng thiên thời điểm, Tô Lê tự nhiên sẽ im miệng. Thậm chí, vả miệng, rất có chúng ta phong phạm. Lý Thiên Mệnh cười nói, bọn họ đi đến đệ nhất trọng môn thời điểm, Vũ Văn Thánh Thành bên cạnh mấy cái nữ tử, vẫn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nghị luận Lý Khinh Ngữ. Người nào a đây là, đều sắp thành người phụ, còn có giáo dưỡng sao? Tô Lê khinh bỉ nói, sinh tại cái kia không có mặt mũi gia tộc, dạng này cũng bình thường đi. Công Tôn Du nói, trách không được gần nhất không đến Vô Ưu Minh nhận nhiệm vụ, nguyên lai là cùng người yêu anh em đi. Phong Trì Ngư nói, thật buồn nôn nữ nhân. Xem ra rất ngây thơ, một bộ không nhuốm bụi trần dáng vẻ, nguyên lai là loại này người. Tô Lê bổ sung một câu, Vũ Văn Thánh Thành đều nghe không nổi nữa. Hắn nói, các người được, đó là nàng anh ruột, Lý Vô Địch con riêng, gần nhất mới hồi Đông Hoàng Tông, hắn nhưng là bây giờ thiếu tông chủ. Có câu nói hắn không nói, nhưng là trong lòng của hắn nói. Trong lòng của hắn nói, các người cái này sai, tiếp đó, muốn cho Lý Kim Sán chụp mũ, mà lại một mực mang người. Không phải cái này Lý Thiên Mệnh, mà là ta, Vũ Văn Thánh Thành. Khoảng cách Lý Khinh Ngữ 16 tuổi sinh nhật, càng gần. Vũ Văn Thánh Thành đương nhiên sẽ không đem loại lời này nói ra miệng. Dù sao bên cạnh những cô bé này, đều là tông lão con nối dõi, đều là muốn cùng hắn thành thân. Loại này nữ hài phiền toái nhất, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, đụng một cái liền muốn chọc cả đời. Như thế vừa so sánh, vẫn là Lý Khinh Ngữ tốt. Vũ Văn Thánh Thành, thì ưa thích. Nàng đối với mình loại kia lạnh lùng ánh mắt. Thiếu tông chủ, Tô Lê ngây ra một lúc. Phốc phốc, chúng ta Đông Hoàng Tông, vẫn tồn tại thiếu tông chủ loại đồ chơi này a? Công Tôn Du khó có thể tin hỏi. Lý Vô Địch còn có con riêng a? Ta còn nghe nói Chí Tôn huyết mạch đã sớm tuyệt hậu, cái này sẽ không phải bên ngoài tìm diễn viên đi. Tô Lê cười duyên nói. Cái này người thật giống như liền quy nhất cảnh đều không phải là, ta xác định, đây chính là cái đến khôi hài. Còn nhiễm cái tóc trắng. Khiến người ta buồn nôn, Phong Trì Ngư một mặt lạnh lùng, các ngươi cái này nhưng là sai, cái này thiếu tông chủ, là cái tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc kỳ tài. Hắn nắm giữ Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên năm kiếp luân hồi chi thể, danh xưng tu luyện nửa năm cũng là linh nguyên cảnh đỉnh phong, còn đánh bại qua quy nhất cảnh tầng thứ tư đây. Vũ Văn Thánh Thành mặt mỉm cười nói, phốc, quy nhất cảnh tầng thứ tư lão gia gia, ta nghe nói năm kiếp luân hồi chi thể, là Đông Hoàng cảnh trong lịch sử nghịch thiên nhất thể chất, ai mà tin a? Muốn thật có loại thể chất này, liền không có thái nhất đệ tử chuyện gì. Công Tôn Du nói, ngươi không thực sự tin chưa? Cái này xem xét, cũng là cái đi tìm cái chết oan đại đầu.
không tới 3 năm, đoán chừng liền để Lý thị thánh tộc còn lại phân mạch người làm thịt rồi. Phong Trì Ngư cười lạnh nói, đúng vào lúc này, Tô Lê muội muội, Tô Đào, rốt cục đột phá. Quy nhất cảnh đệ nhất trọng, thành công, tiểu cô nương này, hưng phấn nhảy dựng lên, xông vào tỷ tỷ Tô Lê trong ngực, la to. Tô Lê cũng vui vẻ, nàng quay người lại, đối bọn tỷ muội nói, cái này thiếu tông chủ là muốn ở chỗ này đột phá đến quy nhất cảnh sao? Ngay cả chúng ta nhà tiểu Đào Nhi, đều tại tầng thứ tư môn đột phá, này danh xưng năm kiếp luân hồi chi thể thiếu tông chủ, đây là muốn đi đệ nhất trọng môn. Thánh thành đệ đệ, người xác định hắn là năm kiếp luân hồi chi thể. Đệ nhất trọng môn, Tô Lê cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể của nàng đoạn thực là không tồi, tuổi còn nhỏ, có thể so sánh rất nhiều tỷ tỷ đều muốn phong tình vạn trùng. Vũ Văn Thánh Thành đã thấy nhiều mấy mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói thật, tông lão dòng chính cháu gái, hình dạng, khí chất, thiên phú, vậy cũng là Đông Hoàng Tông rồng phượng trong loài người. Các nàng, đều là tông lão đệ tử thân truyền, nhưng là không có cách, không thể đụng vào, đụng một cái liền phải lấy về nhà. Tam Thúc nói, không muốn tại trên một thân cây treo cổ, ta nhất định muốn chống đỡ. Vũ Văn Thánh Thành cảnh cáo chính mình, lúc này mới ngăn cản được Tô Lê dụ hoặc. Hắn Tam Thúc, cũng là Vũ Văn khai thái. Có phải hay không năm kiếp luân hồi chi thể, nhìn lấy chính là. Đệ nhất trọng môn, đây là nội tông hạng chót thiên phú. Vũ Văn Thánh Thành nói, Thánh Thành đệ đệ, lúc trước ngươi là tại thứ mấy trọng môn đột phá đến quy nhất cảnh. Đệ ngũ trọng môn, tại ta 10 tuổi thời điểm. Vũ Văn Thánh Thành tự hào nói, toàn bộ Đông Hoàng Tông đều đang nói, tiếp qua mấy năm, hắn lại là một cái mới thái nhất đệ tử. Từ đó, bắt kịp huynh trưởng thành tựu, 3 năm sau, liền có thể tham gia thái nhất đệ tử bình chọn. Đến lúc đó, bọn họ một môn song tông lão, mà lại đều là 10 vị trí đầu tông lão. Mà lại, một nhà 2 cái thái nhất đệ tử, Đông Hoàng Tông, người nào không phục, năm kiếp luân hồi chi thể, coi như thật là, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta Vũ Văn thế gia thiên phú, mới thật sự là thiên phú. Phụ thân nói, để Thánh Thiên Phủ phong cảnh một đoạn thời gian. Tương lai Đông Hoàng cảnh, thuộc tại chúng ta Vũ Văn thế gia. Gia gia, sáng tạo căn cơ. Phụ thân cùng các thúc thúc, mở mở cương thổ, chấp trưởng Đông Hoàng Tông. Sau cùng, từ ca ca mang theo ta, uy chấn thiên hạ. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, ngày nào đó đến. Tại hắn tưởng tượng thời điểm, Lý Thiên Mệnh thiếu tông chủ thân phận. Đã triệt để truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hoàng cửu trọng môn đệ tử, đều biết hắn là mới thiếu tông chủ. Thật lâu không có xuất hiện qua thiếu tông chủ, đến mức các đệ tử đều cùng nhìn động vật quý hiếm giống như vây xem hắn. Sau đó, từ đầu tới đuôi, soi mói. Cái này thiếu tông chủ sống không lâu quy nhất cảnh đều không. Đánh cược một keo, hắn có thể chịu nổi một tháng, không bị nhục nhã mà chết sao. Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ. Cũng không phải người nào đều có thể làm, ha ha. Đối với loại lời này, Lý Thiên Mệnh cười trừ. Ngược lại là Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ, để nhóm này người vui cười, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng sinh đều như thế, người có thất tình lục dục, lăn lộn tại thế tục hồng trần, ai có thể trốn tránh. Trêu đùa ta, làm cho chúng ta đạt được cảm giác ưu việt, tâm tình sảng khoái. Nhưng mà, đã bằng vào ta thu hoạch được cảm giác ưu việt, vậy sẽ phải làm tốt. Từ ta chỗ này đạt được cảm giác bị thất bại chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh đối hai nữ hài nói. Lý Thiên Mệnh, nín khoác lác, tranh thủ thời gian chỉnh, không phải vậy Miêu Miêu lại muốn ngủ. Tiểu hoàng gà tại cộng sinh không gian bên trong, đem buồn ngủ tiểu mèo đen cho vác lên vai nói. Được rồi, hai vị đại lão, quy nhất cảnh, hôm nay đúng là Diệp Thiếu Khanh bên kia, nghe không ít rất vật hữu dụng. Khương Phi Linh trở lại thân thể của hắn, thế giới bên ngoài rất phiền nhiễu. Nhưng Lý Thiên Mệnh một khi trở lại tu hành bên trong, lập tức an tĩnh. Những cái kia mỉa mai, chế giễu, trêu đùa, tràn ngập cảm giác ưu việt ánh mắt cùng tiếng cười, dần dần giảm đi. Trước mắt, chỉ còn lại thiên địa, cộng sinh thú, Thái Hoàng cửu trọng môn cùng mình. Còn có khí buồn bực Khương Phi Linh, quy nhất cảnh tu luyện công pháp, tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen sớm thì chuẩn bị xong. Đến từ Vĩnh Hằng luyện ngục kinh cùng Thái Sơ Hỗn Độn Quyết. Quy nhất cảnh, là một đạo khảm. Đến quy nhất cảnh. Nắm giữ quy nhất khí tràng, đây là ngự thú sư cùng cộng sinh thú liên thông tốt nhất thông đạo. Sau đó, bọn họ trong chiến đấu, dung hội càng nhiều. Mà lại, quy nhất khí tràng khí nguyên, có thể tại trong công kích, trực tiếp hội tụ thiên địa linh khí, đạt tới tăng cường công kích, nâng lên chiến đấu sức bền bỉ hiệu quả. Theo linh nguyên cảnh đến quy nhất cảnh, là một cái tiến bộ cực lớn. Linh Nhi, phải bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói,
Nàng không bình tĩnh, ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Ta chính là tức không nhịn nổi, dựa vào cái gì những người này, lại không biết ngươi, liền muốn nói khó nghe lời nói chế giễu ngươi a. Khương Phi Linh nói, nàng không hiểu những người này tâm. Trên thế giới này, ai cũng đang liều mạng tìm cảm giác ưu việt, đều là tục nhân, đụng phải, chỗ nào có thể buông tha ngươi. Ngươi có thể hiểu như vậy, thiếu tông chủ cái thân phận này, mang ý nghĩa Lý thị thánh tộc tổ địa tổ tiên che chở cùng cự đại tạo hóa. Muốn có được nơi này, thì phải bỏ ra cái thân phận này cần gánh chịu lịch sử sứ mệnh cùng lịch sử trách nhiệm. Cho nên, bọn họ tuy nhiên không biết ta, nhưng, đây đều là ta nên được. Ta lấy cái thân phận này, tại Đông Hoàng Tông tu hành, ta thì phải thừa nhận loại thân phận này tất có làm nhục cùng phiền phức. Rất công bình, rất hiện thực, nhưng, ta cũng, chẳng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh một mặt chính khí nói xong, ca ca thật tuyệt, tốt có kiến giải, Linh Nhi trong nháy mắt không giận. Khương Phi Linh nói, Lý Thiên Mệnh, gái để cua hết không? Người mèo đã bắt đầu ngủ say tiểu hoàng gà cả giận nói. Lập tức, sau đó, thú mạch kết nối. Hai cái luyện ngục chi nguyên vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, cùng hai cái hỗn độn lôi nguyên ở giữa thái sơ hỗn độn thú nguyên, bắt đầu lẫn nhau hội tụ, lưu truyền. Hai loại pháp trong môn phái, thuộc về quy nhất cảnh bộ phận, Lý Thiên Mệnh đã nhớ kỹ trong lòng. Vì lần này đột phá quy nhất cảnh, kỳ thật hắn làm khá nhiều chuẩn bị. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Gió đông, cũng là cái này thái hoàng cửu trọng môn trấn áp. Lý Thiên Mệnh tại khinh ngữ lúc tu luyện, từ trên người nàng thì đã nhìn ra. Cái này thái hoàng cửu trọng môn đối cộng sinh không gian trấn áp, là một loại ma bàn hình thức nghiền ép, vỡ nát, quấy sau kết quả, là dung hợp lẫn nhau. Quy nhất cảnh, cần cũng là dung hợp lẫn nhau. Càng là trấn áp, càng là làm cho ngự thú sư cùng cộng sinh thú, tâm linh dung hội. Cả hai một lòng, càng có thể thể nghiệm đến lẫn nhau ở giữa hết thảy. Cái này, cũng là quy nhất cảnh giới bản chất. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh cùng hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đều đang đợi cái này thái hoàng cửu trọng môn áp lực đến. Bắt đầu, chỉ cần bắt đầu tu luyện, áp lực liền sẽ buông xuống. Lý Thiên Mệnh, không kịp chờ đợi. Rầm rầm rầm, ba cái thú nguyên, bắt đầu vận chuyển, Lý Thiên Mệnh đã đang cố gắng, tại ba cái dung hội bên trong, đi sáng tạo quy nhất khí chàng tồn tại. Nhưng là áp lực đâu? Cái này đều đã nửa ngày, bọn họ một người một gà một miêu đều mộng, đến từ thái hoàng cửu trọng môn áp lực đâu? Nửa điểm không có a. Cộng sinh không gian một lần chấn động đều không có. Hết thảy, phong khinh vân đạm. Chuyện gì xảy ra a? Không phải nói cấp 7 cộng sinh thú, chỉ có thể ở đệ nhất trọng môn sao? Tại sao không có áp lực? Tiểu hoàng gà khó hiểu nói. Không được a gà đại ca, không có áp lực, tiếp tục như vậy nữa ta muốn ngủ thiếp đi mèo. Tiểu mèo đen bắt đầu đánh ngáp. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, vì sao không có áp lực. Ta cũng không có cảm giác đến áp lực, cái này thái hoàng cửu trọng môn sẽ không hư đi. Khương Phi Linh nói, kiên trì nữa một hồi, miêu miêu thật sắp ngủ thiếp đi. Lý Thiên Mệnh quả quyết đứng lên, ca, thế nào? Lý Khinh Ngữ nhìn hắn nửa ngày không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi. Dù sao, thật nhiều người đều đang nhìn hắn đâu, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, năm kiếp luân hồi chi thể có bao nhiêu, đáng sợ. Không có cảm nhận được áp lực a. Lý Thiên Mệnh nói, vậy ngươi tầng thứ hai môn thử một chút. Lý Khinh Ngữ nói, kết quả là, Lý Thiên Mệnh chuyển rời đến tầng thứ hai môn. Lý Thiên Mệnh biết rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Hắn đi vào tầng thứ hai môn, đối mặt đại đa số đều là lạnh lùng ánh mắt. Bọn họ đại khái coi là, chính mình là đang biểu diễn. Nhàm chán, Lý Thiên Mệnh nội tâm rất an tĩnh, hắn chỉ muốn đột phá đến quy nhất cảnh, những thứ này vô ý nghĩa xem thường cùng mỉa mai, hắn không hứng thú đi cảm thụ. Tiếp đó, hắn mới phát hiện, đệ nhất trọng môn không có áp lực, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tầng thứ hai, vẫn không có áp lực chút nào. Tầng thứ ba, vẫn là không có áp lực chút nào. Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này tứ trọng môn, Vũ Văn Thánh Thành bọn họ còn ở nơi này. Hắn lại trở về, đối phương một đám người. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, thiếu tông chủ, người đây là tại biểu diễn khỉ làm xiếc sao? Vũ Văn Thánh Thành hỏi, đúng, đùa nghịch cũng là người cái này ngốc khỉ. Lý Thiên Mệnh nói, Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt co rụt lại, 13 năm, cho tới bây giờ không ai, dám cùng hắn nói như vậy. Lý Thiên Mệnh, phạm cấm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, làm càn, người là không biết, Thánh Thành tại Đông Hoàng Tông là địa vị gì sao? Tô Lê quát lớn, địa vị gì? Còn có thể so ta thiếu tông chủ cao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các nàng đều cười, cười Lý Thiên Mệnh, không biết trời cao đất rộng, cười hắn tự cho là, thiếu tông chủ thật là cái gì cao cấp thân phận. Người đây là tại khiêu khích ta.
Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt lạnh lùng hỏi. Một cái 13 tuổi tiểu hài tử lạnh lùng ánh mắt. Thật không đơn giản, Lý Thiên Mệnh 20, nhưng là hắn vào chơi. Dù sao, hắn bây giờ cũng là thiếu tông chủ, cũng là Lý Khinh Ngữ huynh trưởng, cũng là Lý Thị Thánh tộc dòng chính. Vũ Văn Thế gia người, là Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch cửu nhân. Cái kia, cũng là hắn Lý Thiên Mệnh cửu nhân, bị người ân huệ liền muốn báo đáp, cái này là mẫu thân từ nhỏ nói lời. Thì ngươi cái này tiểu hài tử, có cái gì đáng giá khiêu khích địa phương sao? Đem tiểu miệng ngậm lại, đừng chậm trễ ta tu luyện. Tu luyện, ta nhìn ngươi đây là tạp kỹ. Tạp kỹ, Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng cái này tiểu hài tử dây dưa. Nói thật, chính mình tuổi tác không nhỏ, cùng tiểu hài này cãi nhau, đều rơi chính mình cảnh giới. Hắn cũng không cần ở trước mặt hắn đi chứng minh chính mình. Tuy nhiên tiểu hài này xác thực cần ăn đòn, bất quá, hiện tại cũng đánh không được. Hắn liền tiếp theo đi vào bên trong, nói thời điểm, hắn hiện tại rất có quy nhất cảnh cảm ngộ, chính là thừa thế xông lên xông vào thời điểm. Tiếp tục, rất đáng tiếc, hắn loại hành vi này, bị người cho là hắn nhận sợ. Tỷ như Vũ Văn Thánh Thành bên người các cô gái, đều mặt mũi tràn đầy xem thường. Cái gì chí tôn huyết mạch, một cái so một cái sợ. Tô Lê bĩu môi nói. Nói thật, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đã kinh động đến hai vị trưởng lão. Hắn cũng là Lý Vô Địch nhi tử. Diệp Vũ Hề nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh nhìn. Ta cũng vừa nghe nói có khủng bố năm kiếp luân hồi chi thể. Vũ Văn Khai Thái nói, ngươi tin không? Diệp Vũ Hề hỏi, ta đương nhiên tin a, thiếu niên này xem ra thì không phải tầm thường, ta đánh bạc hắn 30 năm sau, nhất định có thể tu luyện tới quy nhất cảnh tầng thứ 3. Vũ Văn Khai Thái cười nói, có bệnh. Diệp Vũ Hề quay đầu tiếp tục xem thiếu niên kia, xem ra, hắn chả không vừa lòng tầng thứ 4 môn tu luyện. Nàng rất nghi hoặc, ta nghe nói, hắn cộng sinh thú, tựa như là cấp 7 cộng sinh thú, bình thường. Tầng thứ 3 môn phía dưới thì có hắn chịu được. Cho nên, nàng rất khó lý giải, vì sao thiếu niên này không cố gắng tu luyện, còn muốn hướng bên trong tản bộ. Đây không phải thuần túy đến mất mặt, gây chê cười sao? Đau đầu, tại nàng nhức đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã bước vào đệ ngũ trọng môn. Nhưng là, hắn có đứng lên, hình ảnh như vậy, để mọi người ánh mắt càng càng lạnh lùng. Nói thật, ngồi một chút thì lên, căn bản không cố gắng tu luyện, làm đây là đi tản bộ đâu. Nếu như vậy, coi như Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi đệ cửu trọng môn, đều không người sẽ phản ứng đến hắn. Nhưng nói thật, đây thật là oan uổng Lý Thiên Mệnh. Hắn nội tâm cấp bách muốn trở thành thì quy nhất cảnh, một chút cũng không nghĩ trang bước đánh mặt. Nhưng mấu chốt là, trước ngũ trọng môn, thật một chút áp lực đều không có. Lý Thiên Mệnh, cái này Thái Hoàng cửu trọng môn có phải hay không bị hư a, có mau bệnh, cái này đệ ngũ trọng môn, ngay cả ta một cọng lông đều không ngăn chặn. Huỳnh Hỏa đã bó tay rồi. Phiền toái hơn chính là, Miu Miu phải ngủ a. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra Thái Hoàng cửu trọng môn đối quy nhất cảnh trợ giúp, hắn hiện tại còn kém dạng này một cái áp lực. Hắn có dự cảm, tuyệt đối có thể học cấp tốc quy nhất cảnh. Diệp Thiếu Khanh đối với hắn chỉ dẫn không sai, nhưng mấu chốt là, tầng thứ 5 đều không chim dùng a. Đột phá quy nhất cảnh, đối với hắn quá trọng yếu. Chỉ phải qua đạo khảm này, ta liền có thể tại, Lý Thần Tiêu Chi Mộ, phía trên, đột nhiên tăng mạnh, không ai cản nổi. Đại cảnh giới đột phá, cùng cảnh giới nhỏ đột phá hoàn toàn khác biệt. Lý Thần Tiêu Chi Mộ, 81 đầu thánh thiên văn, nhưng là không đạt được Thái Hoàng cửu trọng môn loại hiệu quả này. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, hướng lần này. Hắn bước vào tầng thứ 6 môn, tầng thứ 6 cửa mở bắt đầu, phải là thánh thú cộng sinh thú, mới có thể chống đỡ Thái Hoàng cửu trọng môn chân áp. Hy vọng, có thể cho ta một chút áp lực, hắn thành tựu quy nhất cảnh dự cảm, càng ngày càng mãnh liệt. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tu luyện. Để bão táp, tới mãnh liệt hơn một số đi, Lý Thiên Mệnh đã làm tốt tiếp nhận áp lực thật lớn chuẩn bị. Hắn nhìn đến, cái này tầng thứ 6 môn 6 đầu thánh thiên văn, đã hội tụ tại trên đỉnh đầu của hắn, ngập trời áp lực, rất có thể lập tức đến ngay. 10 hơi thời gian sau ngập trời áp lực đâu? Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miu Miu ZZZZZ Lý Thiên Mệnh, ngươi nhanh đi tìm người, mau đưa cái đồ chơi này sửa chữa tốt a. Thật mẹ nó lãng phí lão tử cảm tình. Huỳnh Hỏa táo bạo nói. Lại là một chút áp lực đều không có. Chỉ có thể nói, cái đồ chơi này hỏng. Trên vạn năm đều không hư, làm sao lại xấu đâu. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Đi ra cá nhân, quản quản thứ hư này a. Huỳnh Hỏa gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Vừa nhìn thấy Miu Miu đã nằm ngáy o o, nó càng buồn bực hơn. Không có cách, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lại sau này, đi đến đệ thất trọng. Chung quanh đệ tử.
biểu lộ càng lạnh lùng hơn. Đệ thất trọng môn, Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh tròng. Thứ hư này rốt cục tốt, hắn rốt cục cảm nhận được như vậy một chút xíu áp lực. Tựa như là hạn hán đã lâu gặp phải cam tuyền, hắn đều nhanh cảm động rơi lệ. Huỳnh Hòa cũng là kích động vạn phần, vội vàng đem Miêu Miêu quát lên, bọn họ muốn gió đông, rốt cuộc đã đến. Tại đệ thất trọng môn mới bắt đầu tới, đây là cấp 2 thánh thú, mới có thể tu luyện địa bàn. Trong mắt điểm sao, theo 20 đến 29 cái, mới là cấp 2 thánh thú. 10 hơi sau, không được a, áp lực quá nhỏ, lông của ta, vẫn là không nhúc nhích a. Tiểu hoàng gà táo bạo nói, nó đều muốn giết người, cái này thái hoàng cửu trọng môn, không mang theo như thế nước đó a. Không có cách, dù là bên ngoài cũng bắt đầu cười vang, Lý Thiên Mệnh vẫn là chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong nhất trọng. Tầng thứ 8 môn, thật là thoải mái, Huỳnh Hỏa cười, 8 đầu thánh thiên văn, áp lực miễn cưỡng có. Đại khái, có thể đối bọn hắn đến quy nhất cảnh, có chỗ trợ giúp. Lão đại, gà đại ca, đừng lãng phí bản mèo thời gian nghỉ ngơi. Nhanh đi đệ cửu trọng môn đi. Miêu Miêu không nhịn được nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia sau cùng đệ cửu trọng môn. Đó là, đã từng yêu nghiệt nhất Lý Thị Thánh tộc tiền bối, tại quy nhất cảnh thời điểm, tu luyện qua địa phương. Sau đó ngàn năm, không người có thể đi. Đó là tín ngưỡng chi địa, đều tầng thứ 8 cửa, mà lại cái này tầng thứ 8 môn, hiệu quả bình thường. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn về phía đệ cửu trọng môn. Một khắc này, toàn trường táo bạo. Không phải là bởi vì chấn kinh, mà là bởi vì phẫn nộ. Bởi vì, bọn họ xác định, Lý Thiên Mệnh, đang đùa bọn họ. Làm Lý Thiên Mệnh tại đệ cửu trọng môn đứng nghiêm thời khắc, mặc cho hắn thế gian phiền nhiễu, lòng hắn tĩnh như sắt. Thiếu tông chủ thân phận mang đến nhục nhã, Vũ Văn Thánh thành lòng xấu xa, bất quá đều là thế gian tục sự. Lòng yên tĩnh về sau, liền có thể đứng ở tầng thứ cao hơn phía trên, đem những chuyện nhàm chán này, thả ở sau ót. Đi vào Đông Hoàng Tông. Ta đối thủ cạnh tranh, có lẽ sẽ là chính mình. Lý Thiên Mệnh không biết vì sao, sẽ toát ra loại ý nghĩ này. Có lẽ, đây cũng là một loại báo hiệu đi. 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, 10 kiếp luân hồi chi thể, song trọng chí tôn thiên phú tụ tập một thể. Hắn đem tâm tình trầm tĩnh lại. Trong thế giới của hắn, cái này thái hoàng cửu trọng môn bên cạnh, đã không có tất cả mọi người. Liền thân một bên lo lắng Lý Khinh Ngữ đều biến mất. Bây giờ con đường tu hành, đến trước mắt gặp phải lớn nhất cửa khẩu. Quy nhất cảnh, là tâm linh quy nhất, từ đó sáng tạo tu luyện, chiến đấu quy nhất. Hắn hôm nay làm rất nhiều bút ký. Trọng yếu nhất chính là, đệ cửu trọng môn áp lực, rốt cục đầy đủ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cộng sinh không gian rung động. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, đem còn lại thái cổ hỗn độn cự thú chứng bảo hộ ở trung ương, từ bọn họ đến tiếp nhận cái này thái hoàng cửu trọng môn chân áp chi lực. Dễ chịu. Huỳnh Hỏa rốt cục hài lòng. Tiếp đó, bắt đầu. Hắn có dự cảm, hắn hôm nay, muốn bước vào quy nhất cảnh. Hai loại công pháp tu luyện, cơ hồ là đồng thời tiến hành. Có thái hoàng cửu trọng môn chấn áp, xác thực tốt hơn nhiều. Mà lại, hai bọn chúng đầu tiểu động vật, còn muốn bảo vệ không có ấp trứng tiểu huynh đệ nhóm, tự nhiên tiếp nhận áp lực càng lớn lớn. Lý Thiên Mệnh, thì chấp trưởng toàn cục, khống chế hai loại công pháp đồng thời vận chuyển. Bọn họ ba cái ở giữa. Phân công hết sức rõ ràng. Rầm rầm rầm, luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên, tại vận chuyển đồng thời, có quy nhất cảnh tu luyện công pháp làm dẫn tử, tại thái hoàng cửu trọng môn cường hãn chấn áp phía dưới, bắt đầu cùng bên trong thiên địa, đi thành lập một cái hư vô khí tràng. Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, tiểu mèo đen giữa hai bên, phân biệt thành lập thú nguyên liên thông thông đạo. Lúc này thời điểm, hai cái luyện ngục chi nguyên điên cuồng kết nối, thú nguyên lưu chuyển, hai cái hỗn độn lôi nguyên cũng là như thế. Ong ong ong, thanh âm, càng ngày càng vang dội. Quy nhất cảnh bước đầu tiên, chính là muốn tại song phương lực lượng hoàn toàn dung hội tình huống dưới, tại thú mạch bên ngoài, sáng lập một cái song cực lĩnh vực, cái kia chính là khí tràng. Thời gian trôi qua bên trong, Lý Thiên Mệnh bên người, bắt đầu có hai cái yếu ớt khí tràng xuất hiện. Một cái ở trên, một cái tại hạ, tựa như là hai cái chồng lên nhau món ăn. Đây chỉ là ban đầu giai đoạn, là một cái hình dáng. Không thể không nói. Cái này đệ cửu trọng môn tác dụng quá lớn. Nếu như không có cái này thái hoàng cửu trọng môn, Lý Thiên Mệnh muốn đạt tới hiện tại cái này cấp độ, hắn đoán chừng đều vô cùng khó khăn. Loại này trấn áp, tăng cường ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa huyết mạch liên hệ cùng tâm linh câu thông. Trong chốc lát, thậm chí có một loại hợp hai làm một, hòa làm một thể cảm giác. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đây là Lý Thiên Mệnh đối quy nhất cảnh cái nhìn.
nghe có chút buồn nôn. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói, ta cũng cảm thấy, Lý Thiên Mệnh dùng mình, đây chỉ là tiểu khúc nhạc dạo ngắn, bọn họ tu luyện tiến trình vẫn còn tiếp tục. Càng như vậy dung hội đi xuống, Lý Thiên Mệnh thì càng minh bạch Thái Hoàng cửu trọng môn tác dụng. Hôm nay, coi như không có Vũ Văn Thánh Thành ở bên cạnh lắm miệng, hắn cũng sẽ chủ động đi tới nơi này, một lần hành động đột phá quy nhất cảnh. Lấy 10 kiếp luân hồi chi thể thiên tư, chỉ sợ về sau tu luyện tới quy nhất cảnh tầng thứ 9, đuổi kịp thái nhất đệ tử, đều không có trở ngại. Ong ong, tại Thái Hoàng cửu trọng môn trấn áp phía dưới, dung hội tốc độ, quy nhất khí tràng sinh ra tốc độ, đều tại từ từ tăng tốc. Nghe nói, cấp 4 thánh thú, nắm giữ hơn 40 linh nguyên, có thể sinh ra hơn 40 khí nguyên. Cũng không biết, ta quy nhất khí tràng, có thể sinh ra bao nhiêu khí nguyên. Linh nguyên, khí nguyên số lượng, đều là lấy cộng sinh thú phẩm giai đến định. Bát giai cộng sinh thú ngự thú sư cùng cộng sinh thú, có thể sinh ra 8 cái linh nguyên, 8 cái khí nguyên, có thể dung hội 8 cái linh nguyên thần thông. Mà nghịch thiên cấp 4 thánh thú, nắm giữ 40 đến 49 cái tinh điểm, hắn ngự thú sư có thể sinh ra hơn 40 linh nguyên, quy nhất khí chẳng có hơn 40 khí nguyên. Mà lại, còn có thể dung hội hơn 40 linh nguyên thần thông. Nghe nói, chỉ cần là thánh thú, linh nguyên thần thông cơ hồ chẳng khác nào không có hạn mức cao nhất. Thánh thú, còn nhiều, rất nhiều linh nguyên đến tế luyện linh nguyên thần thông. Chỉ bất quá, nghe nói linh nguyên thần thông nhiều, sẽ lẫn nhau ở giữa sinh ra ảnh hưởng, dẫn đến tế luyện càng ngày càng khó. Cho nên, liền xem như thánh thú ngự thú sư, cũng sẽ bảo trì mấy cái cường đại nhất linh nguyên thần thông là có thể, một số bị đào thải, bọn họ sẽ tự mình trừ rơi. Mấu chốt là linh nguyên số lượng cùng quy nhất khí tràng khí nguyên số lượng. Đây mới là quyết định cùng một cảnh giới, thiên tài cùng tầm thường ở giữa chênh lệch thật lớn nguyên nhân. Một cái nắm giữ bát giai cộng sinh thú ngự thú sư, cùng một cái nắm giữ cấp 4 thánh thú ngự thú sư. Giả dụ bọn họ đều là quy nhất cảnh đệ nhất trọng, bọn họ linh nguyên số lượng chênh lệch gấp 4 tới 5 lần. Có thể thấy được, tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cùng phổ thông thiên tài có hạng gì chênh lệch. Đương nhiên, Đông Hoàng Tông, còn không có nắm giữ cấp 4 thánh thú đệ tử trẻ tuổi. Nhưng, liền xem như tam giai thánh thú, vậy cũng tương đương nghịch thiên. Dù sao tam giai thánh thú, nắm giữ 30 đến 39 cái tinh điểm, linh nguyên hỏa khí nguyên. Năm đó Lý Vô Địch, cũng là nắm giữ 39 cái khí nguyên. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chỉ có một cái linh nguyên, chỉ là cái này linh nguyên thể tích đang không ngừng mở rộng. Hiện tại đã không sai biệt lắm, tương đương với 10 cái linh nguyên hai bên. Tương lai khả năng sẽ còn mở rộng, nhưng là số lượng, rất có thể sẽ không gia tăng. Hắn không sai biệt lắm cảm nhận được. Không sai, hắn hai cái quy nhất khí tràng, đều chỉ có một cái khí nguyên. Một cái tương đương với phổ thông khí nguyên gấp 10 lần cực lớn khí nguyên. Bên cạnh hắn, luyện ngục khí tràng cùng hỗn độn khí tràng đã dần dần thành hình. Đây là một loại lĩnh vực, Lý Thiên Mệnh phát hiện, huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, có thể bao trùm toàn bộ luyện ngục khí tràng. Hắn luyện ngục khí tràng, đại khái đường kính có hơn 20 mét, cái này hơn 20 mét, có thể hình thành luyện ngục hỏa đốt cháy hiệu quả. Miu miu hỗn độn điện cầu, cũng bao trùm toàn bộ hỗn độn khí tràng, phạm vi không sai biệt lắm. Ngay từ đầu khí tràng là mặt phẳng, mà bây giờ dần dần phong phú, tạo thành lấy Lý Thiên Mệnh cùng hai đầu cộng sinh thú làm trung tâm khối cầu cực lớn. Một cái địa ngục lửa đốt cháy, một cái hỗn độn điện dây dưa. Có thể nghĩ, sau khi chiến đấu, chỉ muốn tới gần Lý Thiên Mệnh, liền sẽ tương đương khó chịu. Hắn khí này chàng bổ sung lực sát thương, có thể so sánh còn lại khí chàng mạnh hơn nhiều lắm. Khí này chàng đường kính hơn 20 mét, Lý Thiên Mệnh là hai cái khí chàng hạch tâm, huỳnh hỏa cùng miêu miêu, thì là duy nhất khí chàng hạch tâm. Nó trên người chúng, đồng dạng đều có một cái khí chàng. Làm hai cái khí chàng có bộ phận trọng hợp thời điểm, cũng chính là cách xa nhau chừng 50 mét. Quy nhất khí tràng lực lượng chung liền sẽ bày ra, đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Vượt qua phạm vi này, ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa, liền sẽ mất đi lực lượng chung, nhưng khí tràng bản thân uy lực vẫn còn ở đó. Cái kia cực lớn khí nguyên, lúc này chính liên tục không ngừng, thôn phệ thiên địa linh khí, hội tụ trong thân thể của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, có cái này cực lớn khí nguyên sau, bọn họ tương lai hội tụ thiên địa linh khí tốc độ còn muốn gia tăng. Quy nhất cảnh, hắn thành công. Có Diệp Thiếu Khanh chỉ dẫn cùng cái này Thái Hoàng cửu trọng môn trấn áp, đi tới nơi này, hết thảy nước chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đột phá nhất trọng đại cảnh giới về sau, lực chiến đấu của mình cường hãn rất nhiều. Một cửa ải đi qua, con đường phía trước một mảnh khoáng đạt. Làm huỳnh hỏa cùng miêu miêu quy nhất khí tràng,
đều cùng mình có trùng hợp bộ phận thời điểm, là ba cái mạnh nhất thời điểm. Khi đó, lực lượng chung, có thể lẫn nhau mượn dùng, thậm chí Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng cái kia cực lớn khí nguyên, mượn dùng cộng sinh thú linh nguyên thần thông. Ở bên cạnh hắn, luyện ngục hỏa thiêu đốt, hỗn độn điện lập lòe, bàng bạc lực lượng, không ngừng bao phủ. Quy nhất khí chàng xuất hiện, thành thục cùng vững chắc, nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Thiên Mệnh, không những ở cái này đệ cửu trọng môn tu luyện, hơn nữa còn thành công đột phá. Trong lịch sử, có vô số Đông Hoàng Tông đệ tử, tại Thái Hoàng cửu trọng môn đột phá quy nhất cảnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Cái kia chỉ có một cái khí nguyên, là cấp một cộng sinh thú mới có thể xuất hiện tình huống, loại này đặc thù cũng không cần nói. Chính thức đặc thù chính là, có thể tại đệ cửu trọng môn đột phá quy nhất cảnh người, ngàn năm đều không có. Lý Thiên Mệnh không biết, làm hắn tại đệ cửu trọng môn bắt đầu lúc tu luyện, tạo thành bực nào oanh động. Mười hơi thời gian, nhìn lấy hắn đang ngưng tụ khí chàng, mọi người còn tại cười, cho là hắn đây là tại muốn chết. 20 hơi thở thời gian, mọi người sắc mặt đã cứng ngắc lại. 30 hơi thở thời điểm, các đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, lúc nói chuyện, bờ môi đều đang run rẩy. 60 hơi thở thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh trên người khí chàng đã hiện lên đi ra, ngưng tụ ra cực lớn khí nguyên. Lúc này thời điểm, toàn trường tĩnh mịch, đờ đẫn nhìn lấy hắn. Bọn họ tuổi còn rất trẻ, căn bản không nghĩ ra đây là khái niệm gì. Có phải hay không, đệ cửu trọng môn xuất hiện một vài vấn đề. Điều đó không có khả năng, cho tới bây giờ không có xảy ra vấn đề. Cái kia đây là có chuyện gì, nghe nói hắn cộng sinh thú là cấp 7 cộng sinh thú. Ta không biết, đó là quá nhiều phiền muộn, ngốc trệ, nghi hoặc, khó có thể tin ánh mắt. Chỉ có cấp 4 thánh thú, mới có thể tại đệ cửu trọng môn, hắn cộng sinh thú, là cấp 4 thánh thú. Năm kiếp luân hồi chi thể, tăng thêm cấp 4 thánh thú. Đây không phải là nghịch thiên sao? Đúng vậy à, đã không ai dám phát ra chế nhạo thanh âm bởi vì hiện tại còn cười, chỉ sẽ ra vẻ mình buồn cười. Ra vẻ mình, tầm nhìn hạn hẹp. Nói thật, Thái Hoàng cửu trọng môn, cho tới bây giờ đều không an tĩnh như vậy qua. Mà tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Lý Thiên Mệnh từ từ đi hướng khâu cuối cùng, dần dần thành tựu quy nhất cảnh. Tại toàn bộ quá trình bên trong, trên một số Vũ Văn Thánh Thành cùng bên cạnh hắn tông lão tôn các nữ đệ tử sắc mặt đặc sắc nhất. Vũ Văn Thánh Thành lúng túng đứng ở nơi đó. Nét mặt của hắn, thật giống như trên mặt bị đập một cục gạch, muốn nhiều thối, thì có bao nhiêu thối. Càng khó chịu hơn, vẫn là để hắn tại Tô Lê, Công Tôn Du các nàng trước mặt mất mặt. Thánh Thành, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lê ngốc trệ hỏi, đúng a, hắn cái gì thời điểm có cấp 4 thánh thú? Ta nhớ được ca ngươi đều còn không có cấp 4 thánh thú đi, cái này thiếu tông chủ, so ca ngươi còn lợi hại hơn sao? Các nàng hơi hơi hé miệng, môi đỏ đều tại co rúm. Cái kia run rẩy ánh mắt, một mực rơi vào thiếu niên tóc trắng kia trên thân, dường như thấy được kỳ tích. Nhìn đến hắn thành tựu quy nhất cảnh, trong lúc bất chi bất giác, đều chân đều có chút mềm nhũn. Im miệng, Vũ Văn Thánh Thành bỗng nhiên thấp giọng giống lên một chút. Hoảng sợ cho các nàng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lùi lại một bước. Thánh Thành, người thế nào? Vũ Văn Thánh Thành khẽ cắn môi, hơi giận nói, ta không tin, nhất định là xảy ra vấn đề. Muốn thật có cấp 4 thánh thú, vừa rồi, hắn cũng là Lý Thiên Mệnh đùa nghịch con khỉ kia. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Hắn Vũ Văn Thánh Thành, còn không có thưởng thức qua loại này trên mặt cảm giác nóng bỏng. Cấp 4 thánh thú, đây chính là giấc mộng của hắn. Một cái không còn gì khác người, đạt được giấc mộng của hắn. Tùy Thiện vừa nghĩ, tâm lý đều muốn vặn vẹo, càng vặn vẹo, càng là khó chịu, càng là mất mặt. Hắn tu luyện thành quy nhất cảnh, kết thúc, làm Tô Lê bất đắc dĩ nói xong câu đó thời điểm, Vũ Văn Thánh Thành nắm chặt song quyền, ánh mắt càng thêm u ám. Bởi vì rất nhiều người đều đang nhìn hắn, hắn mở miệng mỉa mai qua Lý Thiên Mệnh, hiện tại thì náo loạn chê cười. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh vững chắc tu vi về sau, kết thúc tu luyện, ở trong đó đứng dậy. Người chung quanh, đã nói không ra lời. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, không ai nói được rõ ràng. Đến mức, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh theo đệ cửu trọng môn đi về tới, nhìn lấy hắn đi hướng Vũ Văn Thánh Thành. Giống như, rất có ý tứ. Đông Hoàng Tông các đệ tử ánh mắt, phát sáng lên. Bọn họ đã thấy, Vũ Văn Thánh Thành mặt không còn chút máu, nắm chặt song quyền, ánh mắt ác độc. Bất quá, mọi người không nghĩ tới, cái kia Lý Thiên Mệnh căn bản là không có nhìn Vũ Văn Thánh Thành liếc một chút, mà chính là vượt qua hắn, đi ra Thái Hoàng cửu trọng môn. Vì cái gì, vẫn là câu nói kia,
đối phương tuổi tác quá nhỏ, thiên tư lại nghịch thiên, điểm ấy tiểu tâm tư, Lý Thiên Mệnh trướng mắt. Hắn là có theo đuổi người, chọn càng có tính khiêu chiến đối thủ. Hắn nổ là không nghĩ tới, bởi vì bị không nhìn, Vũ Văn Thánh Thành ngược lại sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, càng thêm phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh, đừng cho là ta không biết, ngươi nhất định là chui chỗ trống. Chỉ bằng ngươi, từ đâu tới cấp 4 thánh thú? Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn đã tự rước lấy nhục, nhìn đến Vũ Văn Thánh Thành tức giận như vậy, rất nhiều đệ tử đều không dám nói chuyện. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn ngây ngẩn cả người, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn như là ăn một tấn phân và nước tiểu a. Mọi người xem xét, nhìn không được ầm vang cười to. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh miêu tả thật đúng là hình tượng. Hiện tại Vũ Văn Thánh Thành, thì thật giống là ăn không ít phân và nước tiểu, mùi thối ngút trời. Lý Thiên Mệnh đều không làm rõ ràng, hắn đến cùng đang giận cái gì. Câu nói kia nói ra miệng, Vũ Văn Thánh Thành trong hai mắt trực tiếp phun lửa. Ta muốn ngươi chết, Vũ Văn Thánh Thành đột nhiên giống lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đẩy ra trước mắt mấy cái mỹ nhân, đột nhiên hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Trong tay nhất trưởng, như là mênh mông sơn hà, oanh minh mà đến. Một trưởng này, hắn dùng tới tất cả lực lượng. Lý Thiên Mệnh quả thực là không nghĩ tới, cái này Vũ Văn Thánh Thành vậy mà kiêu căng, hung hăng càn quấy thành cái dạng này. Thật coi cái này Đông Hoàng Cảnh, là nhà bọn hắn. Mà lại cái này vừa ra tay, rõ ràng thì là muốn Lý Thiên Mệnh mệnh. Không kiêng nể gì cả, to gan lớn mật. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không ít nội tông đệ tử đều phát ra một tiếng rồn rập thét lên. Liền bọn họ đều không nghĩ tới, Vũ Văn Thánh Thành vậy mà một lời không hợp, liền muốn tại nơi này đả thương người. Ngươi muốn ta chết, Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lúc trước khiêu khích, ta không tính toán với ngươi. Nhưng là hiện tại, là ngươi tự tìm, hắn vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh, còn có phụ linh tồn tại, giờ phút này tu vi đến cùng đến cỡ nào nổ tung, Lý Thiên Mệnh tương đối rõ ràng. Ngay tại cái kia Vũ Văn Thánh Thành nhất trưởng trấn áp mà đến nháy mắt, hắn lần nữa giơ lên cánh tay trái, mê linh chi đồng lóe lên, để cái kia Vũ Văn Thánh Thành, trong nháy mắt mơ hồ. Lý Thiên Mệnh không biết hắn sẽ thấy cái gì, nhưng, đối phương ở trong nháy mắt này thất thần cùng nghi hoặc, đã đủ rồi. Răng rắc, hắn dậm chân hướng phía trước đè ép, hùng hồn lực đạo ngưng tụ tại trên cánh tay trái, trực tiếp nhất chảo cầm ra. Vũ Văn Thánh Thành tay cầm, lại bị hắn lấy tay trái thú chảo tại chỗ bắt lấy. Cái kia khí thế hung hăng nhất trưởng, trực tiếp bị một tay nắm lấy, sau đó thuận thế uốn éo. Răng rắc một tiếng vang giòn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Các đệ tử trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì thần kỳ hình ảnh? Quy nhất cảnh tầng thứ 5 Vũ Văn Thánh Thành toàn lực nhất trưởng, để Lý Thiên Mệnh một tay tiếp được, trực tiếp uốn éo, cánh tay trong nháy mắt này đều cong. A, à, cái kia Vũ Văn Thánh Thành, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, sắc mặt đã trắng bệch. Nhưng đây là kết thúc sao? Hùng hài tử, để cha mẹ ngươi thật tốt quản giáo đi. Nương theo lấy Lý Thiên Mệnh một tiếng này trêu tức cười lạnh. Một cái bàn tay trong nháy mắt rơi vào Vũ Văn Thánh Thành trên mặt. Ba, lại là một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái kia Vũ Văn Thánh Thành bay ra ngoài, không trung xoay tròn một vòng, trường bào đều bay lên, sau đó trực tiếp ngã cái chụp ếch. Lúc bò dậy, nửa bên mặt đã sưng lên đi, anh Tuấn Mỹ mạo quét sạch sành xanh, trong nháy mắt như cái đầu heo. Toàn trường đệ tử, lần nữa hít một hơi lãnh khí. Bọn họ nhìn đến hời hợt Lý Thiên Mệnh, nhìn nhìn lại bỗng nhiên xuất thủ. Lại bị Lý Thiên Mệnh nhất trưởng đập bay Vũ Văn Thánh Thành, luôn cảm thấy hình tượng này hư giả khó tin. Thiếu tông chủ, vừa mới đột phá quy nhất cảnh giới A. Không ít người tâm lý, phát ra một tiếng này vô cùng nghi vấn gào thét. Chẳng lẽ, đây chính là năm kiếp luân hồi chi thể chỗ kinh khủng. Thật là đáng sợ, vượt qua 4 cấp chiến đấu, đánh tan tương lai thái nhất đệ tử Vũ Văn Thánh Thành. Các đệ tử trừng to mắt, ngốc trệ đều không đủ lấy hình dung bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Mới vừa rồi là ai nói, thiếu tông chủ nhịn không được 3 tháng nhục nhã liền muốn tự vận tới. Là ai chế giễu hắn rồi? Người ta, cái này nhưng là chân chính năm kiếp luân hồi chi thể. Ta nghe nói qua Lý Thị Thánh tộc cố sự, chúng ta Đông Hoàng Tông các đời tối cường giả, đều là Lý Thị Thánh tộc tổ tiên. Ta đã sớm nói, gia tộc bọn họ còn có thể, xuất hiện loại này kinh khủng thiên tài yêu nghiệt. Nhìn xem liền biết, Vũ Văn Thánh Thành tuy nhiên cảnh giới cao, nhưng nhìn giống cái bao cỏ. Kiều sinh quán dưỡng bao cỏ, một lần giao thủ, cũng đủ để cho rất nhiều đệ tử đổi cái nhìn. Dù sao bọn họ không phải người ngu, thật sự rõ ràng nhìn ra,
Vũ Văn Thánh Thành tuyệt đối mất mặt. Chẳng những phẩm hạnh mất mặt, hơn nữa còn đánh thua. Song trọng mất mặt, tăng thêm cái kia sưng lên mặt, tam trọng mất mặt. Đến mức liền Tô Đào, Tô Lê, Công Tôn Du, Phong Chí Ngư các nàng khá hơn chút cô nương, lúc này thời điểm đều hoa dung thất sắc, tụ ngồi một đoàn, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái này thiếu tông chủ, cũng thật là đáng sợ đi. Có phải hay không Thánh Thành không có phòng bị, cho nên bị đánh lén? Tô Lê đầu đầy mồ hôi nói, tỷ, là Thánh Thành ca ca trước đánh lén. Trước đánh lén, còn bị đánh tan, càng là vô cùng nhục nhã. Ta cảm giác là Thánh Thành khinh địch, mới khiến cho đối thủ tìm tới cơ hội, thật đánh lên, thắng bại còn chưa nhất định. Đúng, Thánh Thành ca ca nhà cộng sinh thú tương đương lợi hại. Các nàng cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, rất có thể là cấp 4 thánh thú, các nàng bỗng nhiên lại tuyệt vọng. Đợi nửa ngày, các nàng mới phản ứng được, đi đem Vũ Văn Thánh Thành nâng đỡ. Lăn đi, không nghĩ tới Vũ Văn Thánh Thành nổi giận, làm hắn đứng lên thời khắc, tay phải vang lên kèn kẹt, xem ra xương cốt đã nối liền. Hắn phun lửa hai mắt, chết thiêu đốt Lý Thiên Mệnh, biển máu ngập trời. Thiếu tông chủ, có loại cùng ta đi, Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, phân ra sinh tử. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng tiếp đó, ta sẽ để ngươi thấy ta thực lực chân chính. Để ngươi chém thành muôn mảnh thực lực. Hắn cắn răng gào thét, xem ra đối với mình rất có lòng tin. Xem ra hắn coi là, vừa mới là bởi vì chính mình phân thần mới bị thua, mà không phải là bởi vì hắn tại Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, thật thấy được một cái con mắt màu đỏ ngòm. Cái gì là Đông Hoàng đệ nhị chiến trường? Lý Thiên Mệnh hỏi, đây là trên Thánh Sơn, có thể tư nhân luận bàn diễn võ địa phương, có trưởng lão tọa chấn. Chỉ cần song phương nguyện ý, có thể ở chỗ này đổ đấu sinh tử. Có điều... lớn nhất chính là, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, là Đông Hoàng tông lớn nhất đấu chiến thánh địa, cũng là cử hành tông môn đại hội, hàng năm khảo hạch địa phương. Nhìn đến Vũ Văn Thánh Thành mất mặt thảm cảnh, Lý Khinh Ngữ rốt cục xả được cơn giận, trong nội tâm nàng sảng khoái, vội vàng vì Lý Thiên Mệnh giới thiệu. Đi, ta đi theo ngươi. Đây chính là Lý Thiên Mệnh cho Vũ Văn Thánh Thành đáp lại. Hắn vô ý tự tìm phiền toái, nhưng là phiền phức tìm tới cửa, hắn thật đúng là sẽ không sợ. Quản ngươi thân phận gì, nhiều người nhìn như vậy, còn có thể lật trời hay sao? Có đảm lượng, Lý Khinh Ngữ, nhớ đến cho ngươi ca tìm một chỗ chôn. Vũ Văn Thánh Thành cười gằn nói, thật tự tin a, ai cho ngươi tự tin, chiếu soi gương, xem mặt sưng không sưng. Lý Khinh Ngữ lãnh đạm nói, một trương hoàn mỹ mặt, một cái dấu bàn tay đắp lên đi, hàm răng đều nhanh buông lỏng. Lý Khinh Ngữ nói chuyện, lần nữa đâm chúng hắn đau đớn, quả thực khí sợ nổi da gà. Im miệng. Hắn vậy mà khống chế không nổi chính mình, trực tiếp tại cái này hướng về phía Lý Thiên Mệnh huynh muội tới. Xúc động như vậy ngu ngốc, Lý Thiên Mệnh còn lần thứ nhất gặp. Vũ Văn Thái Cực chi tử, thì loại trình độ này. Hắn nhịn cười không được, tu vi là cao, nhưng là 13 tuổi không phải ấu trĩ xúc động lý do. Chỉ có thể nói, không có trải qua mưa gió, làm hư. Dù sao, đối phương liền Đông Hoàng đệ nhị chiến trường đều không muốn đi, hắn chiếm cứ đạo lý, há có thể khách khí. Làm càn, đúng vào lúc này, bên tai truyền đến một tiếng thanh âm nghiêm nghị. Lý Thiên Mệnh vốn là đang muốn động thủ, lâm thời đình chỉ, mang theo Lý Khinh Ngữ lui về sau mấy bước. Mở mắt xem xét, hai một trưởng bối cắm vào trong bọn hắn. Hẳn là Thánh Sơn trưởng lão, cái kia Vũ Văn Thánh Thành lại còn không đình chỉ, vòng qua Thánh Sơn trưởng lão, còn muốn tiến công Lý Thiên Mệnh. Kết quả, vừa mới đi ngang qua, hắn liền để nữ trưởng lão kia khẽ vươn tay cho bắt trở về. Trực tiếp đập xuống đất, rơi hắn trời đất quay cuồng. Chẳng những liền sưng lên, liền cổ đều kém chút sai lệch. Người nào muốn chết, lời nói hồ đến một nửa, Vũ Văn Thánh Thành thanh âm thì trở nên yếu đi, bởi vì hắn thấy rõ ràng hai vị Thánh Sơn trưởng lão, càng thấy được bọn họ biểu tình không vui. Một chút lãnh tĩnh một chút liền biết, ở chỗ này động thủ, tuyệt đối là tìm tội thụ. Tại Thái Hoàng cửu trọng môn động thủ, làm chúng ta Thánh Sơn trưởng lão không tồn tại sao? Cút nhanh lên! Nói chuyện nữ trưởng lão tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, nhanh chóng quyết đoán, rất có khí chất, cái này vừa ra tới, liền trực tiếp chân áp toàn trường. Mấu chốt là động thủ thật là đẹp trai, nhìn đến cái kia Vũ Văn Thánh Thành tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đầu kém chút đều nện lệch ra, lần nữa mất mặt xấu hổ, Lý Thiên Mệnh đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Liền Lý Khinh Ngữ đều cười ra tiếng âm, hôm nay Lý Thiên Mệnh thật đúng là một lòng muốn tu luyện đột phá. Kết quả con ruồi này một mực tại bên cạnh bức bức. Hiện tại trước mặt mọi người xấu mặt, chính là hắn báo ứng. Diệp Vũ Hề,
Vũ Văn Thánh Thành bụng mặt trứng bỏ lên, ánh mắt sắp phun lửa. Làm gì, ngay cả ta ngươi cũng muốn giết? Mỹ nữ kia trưởng lão Diệp Vũ Hề cười hỏi. Thánh Thành, không thể không có lễ nghi tôn ti. Đúng vào lúc này, một vị khác khôi ngô trưởng lão đi tới nơi này. Hắn đem Vũ Văn Thánh Thành đỡ lên. Tam thúc, Vũ Văn Thánh Thành hận a. Hắn nhìn thoáng qua, chung quanh Đông Hoàng Tông đệ tử trong ánh mắt, đối với hắn đều có vẻ cười nhạo, lần thứ nhất như thế mất mặt, làm sao có thể nhẫn nại. Nhưng hắn xác thực hồ đồ rồi. Nơi này là không thể động thủ địa phương, mà lại trách phạt chính mình chính là đang trực trưởng lão. Hắn coi như nháo đến phụ thân cùng ra ra bên kia đi, cũng là muốn chịu bàn tay. Bình tĩnh một chút, Vũ Văn Khai Thái vỗ vỗ đầu của hắn. Vâng, Vũ Văn Thánh Thành chảy xuống một giọt khuất nhục nước mắt. Cái này đàng hoàng, Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được một tiếng. Để ngươi tuổi còn nhỏ như thế ngang ngược, nhìn con hàng này một bộ ăn quả đắng dáng vẻ, gọi người sảng khoái tinh thần. Câu nói này để Vũ Văn Thánh Thành nghe được, nhưng cũng chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Đằng sau một đám tiểu mỹ nhân, từng cái tức giận đến phát run, còn không phải đến ngoan ngoãn đứng đấy. Lý Thiên Mệnh, có loại cùng ta đi Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, sinh tử đấu, ta dạy cho ngươi làm người. Vũ Văn Thánh Thành khiêu khích nói, tỉnh lại đi, chờ ngươi mọc lông lại nói. Lý Thiên Mệnh nói, Thánh chiến trưởng lão đã ra mặt, mà lại hắn ngược qua đứa nhỏ này, lười nhác lại cùng hắn giày vò. Lý Thiên Mệnh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, rốt cục đột phá quy nhất cảnh. Hắn hiện tại muốn nhất sự tình, là hung mãnh đột phá. Thuận tiện đi suy nghĩ một chút Lý Khinh Ngữ tháng năm giữa trời mệnh kiếp, đến cùng có cái gì bảo tàng. Người như thế không có loại, làm sao làm thiếu tông chủ, khiến người ta chế nhạo. Vũ Văn Thánh Thành kêu gào nói, ngươi chiếu soi gương, hiện tại ai bảo người chế nhạo đâu, ta cho ngươi lưu một cơ hội, sợ ngươi hôm nay thua quá thảm, ngươi muốn là xấu hổ tự sát. Ta chẳng phải xong đời. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vũ Văn Thánh Thành, ngậm miệng lại, lăn ra Thái Hoàng cửu trọng môn. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, trưởng lão Diệp Vũ Hề cũng lạnh hừ một tiếng. Cái này khiến nổi giận Vũ Văn Thánh Thành, chỉ có thể tiếp tục run rẩy, vô năng phẫn nộ. Vũ Hề, đừng tìm hài tử đấu khí. Vũ Văn Khai Thái cười cười, vỗ vỗ Vũ Văn Thánh Thành bả vai nói, ngươi về nhà trước đi, Tô Lê, mấy người các ngươi dẫn hắn trở về lãnh tĩnh một chút. Đúng, Vũ Văn trưởng lão, Vũ Văn Thánh Thành không cam tâm a, cho nên, hắn vừa đi, một bên kêu gào, nhục mạ Lý Thiên Mệnh thứ hèn nhát, không dám cùng hắn quyết đấu. Vũ Văn Thánh Thành 13 tuổi, cũng đã là quy nhất cảnh tầng thứ 5, sắp đột phá tầng thứ 6. Thế mà, thiếu tông chủ mới vừa vặn đến quy nhất cảnh, thật tại Đông Hoàng đệ nhị chiến trường đánh lên, thiếu tông chủ chưa chắc là địch thủ. Thiếu tông chủ là người thông minh, nếu là hắn không nhận sợ, cái kia chính là tuyệt thế đại ngốc con. Chuyên môn đi cho Vũ Văn Thánh Thành ngược đãi. Hắn để Vũ Văn Thánh Thành mất mặt, Vũ Văn Thánh Thành chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đây đương nhiên là đại chúng phổ thông cái nhìn. 13 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 5, liền Lý Khinh Ngữ đều là tiếp cận khi 16 tuổi, mới vừa tới quy nhất cảnh tầng thứ 5. Cái này Vũ Văn gia tộc dòng chính hậu nhân, thật sự là rất có thiên phú. Điểm này Lý Thiên Mệnh không phủ nhận. Người qua đây, Vũ Văn Thánh Thành vừa đi, Diệp Vũ Hề thì đối với hắn ngoắc. Ca, nàng là Diệp Hoàng sư muội muội, cùng Diệp Hoàng sư là Long Phượng thai nha. Lý Khinh Ngữ nhắc nhở trước nói, Diệp thiếu khanh đồng bào muội muội, gặp qua Diệp trưởng lão. Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này mỹ nữ trước mặt trưởng lão. Để ta nhìn ngươi cấp 4 thánh thú. Diệp Vũ Hề ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Trưởng lão mời xem, Lý Thiên Mệnh đem tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen bưng ra đến, đặt ở lòng bàn tay. Hai con động vật nhỏ, lấy vô tội, ngây thơ biểu lộ. Nhìn lấy Diệp Vũ Hề. Diệp Vũ Hề, nàng trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, ngươi cho ta mù a, đây là cấp 4 thánh thú. Ngươi nói đây là cấp 4 cộng sinh thú, ta cũng không tin. Đúng, ta cũng không tin. Lý Thiên Mệnh nói, vậy sao ngươi cùng ta giải thích, ngươi có thể tại đệ cửu trọng môn tu luyện. Diệp Vũ Hề táo bạo nói, Lý Thiên Mệnh nhưng không biết, làm hắn tại cái kia đệ cửu trọng môn đột phá thời điểm, nàng rung động đứng lên. Cả người quả thực muốn lệ nóng doanh tròng a, nàng còn thật coi là Lý Thiên Mệnh nắm giữ cấp 4 thánh thú a. Một khắc này, quả thực lật đổ thế giới quan của nàng. Hiện tại, nhìn đến cái này con gà con cùng mèo con, thế giới quan của nàng đều phá vỡ trở về, khôi phục bình thường. Ta cũng không biết a, cũng là cảm giác phía trước không có áp lực a. Lý Thiên Mệnh vô tội nói, để ta xem một chút. Vũ Văn Khai Thái tiến tới góp mặt, nhìn thoáng qua tiểu động vật, lại nhìn một chút Lý Thiên Mệnh. Hắn nở nụ cười,
nói, thiếu tông chủ, người thật có ý tứ, thật không hổ là Lý Vô Địch nhi tử. Trong lời này, đến cùng có bao nhiêu ý tứ gì khác, vậy cũng không biết. Dù sao cái này trên mặt có vết đao chém nam tử đầu chọc, để Lý Thiên Mệnh cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thái Hoàng cửu trọng môn xảy ra vấn đề. Vũ Văn Khai Thái, người đi thử một lần. Diệp Vũ Hề nói, ta không dám. Vũ Văn Khai Thái rất thẳng thắn nói phế vật. Vậy ngươi đi thử một chút. Diệp Vũ Hề, nàng cũng không dám. Đoán chừng cùng năm kiếp luân hồi chi thể có quan hệ. Thái Hoàng cửu trọng môn tự động nhường. Vũ Văn Khai Thái nói, không sai biệt lắm, thì cái này hai cái cấp 7 cộng sinh thú, hiển nhiên là Thái Hoàng cửu trọng môn đã xảy ra một ít vấn đề, không thế nào trấn áp bọn họ. Diệp Vũ Hề sau cùng hạ kết luận, dù sao nàng kiểm tra qua, cái này tuyệt đối không phải cấp 4 thánh thú, liền thánh thú đều không phải là, trong mắt 7 cái điểm sao, thuần túy đều là cấp 7 cộng sinh thú. Đây là không cải biến được sự thật, bọn họ chỉ có thể hoài nghi đến Thái Hoàng cửu trọng môn phía trên, cho rằng nó cùng Lý Thiên Mệnh, vừa phối, xảy ra vấn đề. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh hôm nay vì quy nhất cảnh, lớn mật đi lên lý do. Bởi vì, coi như đem tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen lấy ra đến, không có người sẽ cho rằng, này lại là hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Mà lại, cũng không người nào biết cái gì là thái cổ hỗn độn cự thú. Thậm chí, sẽ đem lần này kỳ quái chỗ, phân loại làm năm kiếp luân hồi chi thể đặc thù. Dù sao ai cũng không có tận mắt nhìn qua năm kiếp luân hồi chi thể. Trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, đi đi đi, Diệp Vũ Hề nhức đầu khoát khoát tay. Cảm tạ trưởng lão, Lý Thiên Mệnh hơi cười, mang theo Lý Khinh Ngữ cáo lui. Chờ một chút, Diệp Vũ Hề gọi hắn lại. Diệp trưởng lão có dặn dò gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, Vũ Văn Thánh Thành khẳng định phải giáo huấn ngươi, cẩn thận một chút đi. Diệp Vũ Hề nói, Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Cái này Diệp Vũ Hề, đây là tại quan tâm chính mình a. Vũ Văn Khai Thái còn ở đây, nàng đều nhắc nhở chính mình. Trưởng lão yên tâm, hắn còn dám trêu chọc ta, để hắn cười tới, bò rời đi. Lý Thiên Mệnh nói, Diệp Vũ Hề nhìn không được che che đầu, nàng cảm giác mình có chút chịu không được ra hỏa này. Thật sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, vừa mới hắn cũng là sơ suất, người còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Diệp Vũ Hề nhắc nhở nói, thì ra là thế. May mắn ta sau cùng nhận sợ. Lý Thiên Mệnh cười nói, dù sao, phải khiêm tốn. Mọi người nghe xong, thầm than, có thể đi vào có thể lui, là điều hảo hán. Đi một chút, nàng vội vàng khoát tay, để Lý Thiên Mệnh rời đi. Kết quả là, tại Đông Hoàng các đệ tử ngũ vị tạp trần trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh huynh muội ngồi ở kia thái bạch côn bằng phía trên, bay lên mà đi. Cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể, thật sự là thần kỳ a. Liền Thái Hoàng cửu trọng môn đều không trấn áp hắn. Vũ Văn Khai Thái chắp tay sau lưng, nhìn lấy thái bạch côn bằng biến mất phương hướng, khẽ cười nói. Tổ tiên che chở đi. Diệp Vũ Hề nói, ta khuyên các ngươi Diệp gia cách Lý Thị Thánh tộc xa một chút. Vũ Văn Khai Thái bỗng nhiên cười híp mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp gia vừa có khởi sắc, ngàn vạn, chớ tự chính mình hủy đi chính mình. Vũ Văn Khai Thái tiếp tục cười nói, ha ha. Diệp Vũ Hề thì không để mình bị đẩy vòng vòng. Có loại a, Vũ Văn Khai Thái tán thán nói. Liền sợ sau cùng, các người Diệp gia cũng cùng Lý Thị Thánh tộc một dạng. Không có chồng, hà a, hắn chắp tay sau lưng, bước ra Thái Hoàng cửu trọng môn. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở Thái Bạch Côn bằng phía trên, ngóng nhìn phía trước vô tận thiên địa. Hắn biểu lộ rất ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Nói thật, đoạn thời gian này, hắn tiền đồ quá mở rộng. Khoáng đạt tới trình độ nào? Nói thí dụ như, hắn cùng thái nhất đệ tử ở giữa, nắm giữ chênh lệch cực lớn. Nhưng là, làm hắn đột phá đến quy nhất cảnh thời điểm, hắn đã thấy những người này phía sau lưng. Hắn có thể cảm nhận được, thể chất của mình cùng hết thảy, đủ để chống đỡ lấy chính mình, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng lấy bọn hắn tới gần. Cái kia, mới là Lý Thiên Mệnh tưởng tượng bên trong đối thủ. Dù là không người có thể tin, hắn lại 10.000 cái tín nhiệm chính mình. Đây chính là tuyệt thế kỳ tài tự tin. Đầu óc của hắn, vô cùng khoáng đạt, thậm chí ngay cả Lý Khinh Ngữ, lúc này thời điểm đều có thể nhìn đến phía trước vô tận khoáng đạt. Nguyên lai, địch nhân của ta, là chính ta. Câu nói này, cũng là Lý Thiên Mệnh biểu lộ ngưng trọng như thế nguyên nhân. Hắn lại một lần nữa, đem tiểu mệnh kiếp nghĩ đến đơn giản. Kỳ thật tại vừa mới đột phá quy nhất cảnh thời điểm, hắn cùng Khương Phi Linh liền ý thức được vấn đề này. Cái này, cũng là hắn vô ý cùng Vũ Văn Thánh Thành dây dưa nguyên nhân. Bằng không, lấy hắn trước kia tính khí, khẳng định phải đi Đông Hoàng đệ nhị chiến trường,
đem cái này hung hăng càn quấy tiểu thiếu niên giáo huấn một lần. Mới kiếp nạn buông xuống, để hắn thấy được, người nào, mới là mình đối thủ chân chính. Là mình, ca ca, ta cảm thụ không sai, đến quy nhất cảnh về sau, thân thể của ngươi giải yếu tốc độ, tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, ngươi một ngày tu luyện hiệu quả, giống như là người khác 10 ngày. Nhưng là, ngươi vẫn là chờ tại tiêu hết thời gian 10 ngày, tuổi thọ của ngươi, chỉ sợ chỉ có không đến 10 năm. Thân thể của hắn, từ giờ phút này bắt đầu, lấy tốc độ khủng khiếp tại giải yếu. Ngươi đã 20 tuổi, phàm nhân tuy nhiên có trăm tuổi hạn mức cao nhất, nhưng là đại đa số, 7-80 tuổi thì đã đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu như ấn theo tốc độ này, một năm sau, thân thể của ngươi sẽ già yếu đến 30 tuổi trình độ. 2 năm sau, sẽ già yếu đến 40 tuổi. Thế mà, nhân sinh phía trước 40 năm, là tu luyện hoàng kim kỳ, 50 tuổi bắt đầu, liền đi phía dưới phát đường. Chẳng những sẽ không tiến bước, sẽ còn tu vi lùi lại. Cho nên, người chân chính tu hành tiến bộ thời gian, khả năng còn lại hơn 2 năm. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nếu như nói mỗi cái người thân thể, có một cái thời gian. Hắn thời gian bây giờ, tốc độ chạy là của người khác gấp 10 lần, hắn gấp 10 lần thiên phú, là dùng gấp 10 lần tốc độ chạy đổi lấy. Mà cái này kiếp nạn, là hắn đến quy nhất cảnh thời điểm, triệt để bạo phát đi ra. Tiểu mệnh kiếp, nguyên lai coi là, ta chỉ có tiểu mệnh kiếp tạo hóa, không có tiểu mệnh kiếp kiếp nạn. 10 kiếp luân hồi chi thể, hiện tại nhớ tới, trên đời này, nơi nào có chỗ tốt như vậy. Đệ nhất tổ tiên, kiên trì chừng 50 năm. Mới nắm giữ 5 kiếp luân hồi chi thể. Tiểu mệnh kiếp, vẫn luôn là thượng thần cùng ma quỷ tổng hợp thể. Liền Lý Khinh Ngữ đều nói, nàng từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, đều sẽ đau đầu kịch liệt, trọn vẹn 15 năm. Cho đến hôm nay, nàng mới tính tránh thức phá kiếp, nắm giữ tháng năm giữa trời mệnh kiếp thiên phú. Lý Thiên Mệnh, xuất hiện trước thiên phú, lại xuất hiện kiếp nạn. Lý Thị Thánh Tộc, đoạt thiên địa tạo hóa, lấy nhật nguyệt thần quang. Bị mệnh kiếp nỗi khổ, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Một ngày, 10 ngày, một năm, tương đương với 10 năm. 3 năm sau, hắn hình dạng cùng thân thể, già yếu đến 50 tuổi trình độ, có thể so với vệ thiên hùng. Mà mẫu thân, vừa mới quay về 20 tuổi a. Ca ca, làm sao bây giờ? Khương Phi Linh đã hốt hoảng. Cứ theo đà này, Lý Thiên Mệnh 6 đến trong vòng 8 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại là chết già. 3 năm sau, cũng là hắn tu hành thời đỉnh cao. Không chỉ là nó, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cũng là như thế. Còn lại còn chưa ra đời thái cổ hỗn độn cự thú trứng, cũng là như thế. Vốn là tiền đồ tươi sáng, trong lúc nhất thời, vậy mà biến thành cùng đường mạt lộ. Cái quỷ gì a, lão tử không muốn chết a. Huỳnh Hỏa nhìn mình chằm chằm cánh hạ điểm đen, lần thứ nhất sắc mặt đau khổ. Nó cảm nhận được, thời gian trên người mình, lấy tốc độ gấp 10 lần trôi qua. Bản mèo chỉ có thể sống mấy năm, Miêu Miêu nhớ tới điểm này, nó dùng mình, lông đều nổ đi lên. Sớm cái kia nghĩ đến, đây là thật không thể tin 10 kiếp luân hồi chi thể. Tổ tiên bị kiếp nạn, nghịch thiên tu hành, mới có nghịch thiên chi lộ. Ta có gấp 10 lần tạo hóa, sao có thể, ngồi mắt ăn bát vàng, không chịu đựng kiếp nạn, như thế nào có kinh thiên động địa khả năng. Hắn nhìn lấy chính mình cánh tay phải 5 cái kiếp vòng. Bọn họ, bắt đầu biến hóa, theo ngũ hoàn. Vòng vòng đan sen, biến thành 5 cái quỷ dị văn tự. Dữ tợn, đen nhánh, âm u, tựa như là 5 cái cự thú, lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Trên cánh tay trái, đồng dạng như thế, nhìn nhiều vài lần, thì gọi người, dùng mình. Đây rốt cuộc là văn tự gì? Chí ít Lý Thiên Mệnh, chưa thấy qua, chưa từng nghe qua. Mỗi nhất bút nhất họa, đều giống như nguyền rủa. Phảng phất tại nói, hưởng thụ qua chỗ tốt, bắt đầu muốn trả giá thật lớn. Mỗi một chữ. Đều giống như là tại nhe răng cười. Đều giống như là vận mệnh thẩm phán. Giờ phút này, thiên phú còn tại, nhưng là sinh tử một đường. Đây hết thảy, đã gọi người tê cả ra đầu. Tiểu mệnh kiếp, đến cùng là cái gì? Lý Thiên Mệnh chính mình cũng nói không rõ ràng. Mẫu thân, vượt qua 20 năm kiếp nạn, mới tính nắm giữ chân chính 3 kiếp luân hồi. Đệ nhất tổ tiên, 50 năm bất tử, mới có 5 kiếp luân hồi chi thể, thành tựu cổ chi thánh cảnh. Liền Khinh Ngữ. Đều bị qua 15 năm đau đầu muốn nứt, mới nắm giữ tháng năm giữa trời. Như vậy, ta đến cùng sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy đứng lên. Thân thể của hắn không việc gì, biến hóa chỉ là già yếu tốc độ, chỉ ít còn có 1 năm, hắn mới có thể cảm giác được, 30 tuổi chính mình, sẽ là cái dạng gì? Khi đó, liền không có cách nào đựng 16 tuổi a. Tiểu mệnh kiếp,
hắn đón cuồng phong, tóc trắng bay múa. Đấu với người, đấu với trời, cùng địa đấu, đều có thể siêu thoát tự mình. Nhưng là, tiểu mệnh kiếp, là chính ta tranh đấu. Ta đã hiểu, mệnh kiếp, cũng là vận mệnh chi kiếp. Vận mệnh, ông trời chú định, đấu không lại, thân tử đạo tiêu. Đấu qua được, nghịch thiên cải mệnh. Lý thị thánh tộc, chính là nghịch thiên cải mệnh, lập nên huy hoàng. Lúc này trên người của ta, gánh chịu lấy đệ nhất tổ tiên gấp 2 trở lên tạo hóa. Như vậy, ta nhất định phải tiếp nhận, gấp 2 kiếp nạn. Là thân tử đạo tiêu, vẫn là nghịch thiên cải mệnh, chỉ nhìn chính ta. Rời đi Diễm Đô, tựa hồ hết thảy quá thuận, mà hết thảy này, đều là 10 kiếp luân hồi chi thể mang tới. Lý thiên mệnh biết rõ, cái này 10 kiếp luân hồi chi thể chỗ tốt. Nhưng là, hắn hiện tại cũng nhìn thấy cái này 10 kiếp luân hồi chi thể, sắc bén nhất nanh vuốt. Cái này nanh vuốt, như là kịch độc, đã nước vọt khắp toàn thân, cùng hắn Lý thiên mệnh, chết khác ở cùng nhau. Ta không thể chết, ta không thể thua, ta không thể e ngại. Dù sao, hắn không chỉ là gánh chịu lấy tính mạng của mình, còn có huỳnh hỏa cùng miêu miêu tánh mạng. Thậm chí, vẫn còn có 8 khỏa thái cổ hỗn độn cự thú chứng tánh mạng. Dựa vào cái gì, để cho ta độc hưởng tạo hóa, không cần độ kiếp. Cho nên đây hết thảy, vốn là mệnh chung chú định, vốn là ta cần muốn khiêu chiến. Cái này, mới là ta chân chính khiêu chiến. Lý thiên mệnh tâm, từ từ kiên định, chỉ có mạnh nhất ý chí, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Sau đó, liền để ta xem một chút, người cái này tiềm tàng tại trong thân thể ta kiếp nạn, đến cùng, là không phải là đối thủ của ta. Hắn nhớ tới thánh chi cảnh giới. Thánh chi cảnh giới, là cùng thiên địa chiếm lấy thọ nguyên, truy cầu vạn cổ trường thanh con đường cảnh giới. Nãi nãi nói qua, chỉ muốn đến thánh chi cảnh giới, lập tức nắm giữ 200 năm thọ nguyên, như vậy ta thì tương đương với, có 20 năm thọ mệnh. Chỉ phải không ngừng tu luyện, ta nhất định có thể, càng sống càng lâu. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là, ta muốn tại 50 tuổi trước đó, đến thánh chi cảnh giới. Lúc này, 1 tuổi 10 năm. Nói cách khác, nếu như trong vòng 3 năm, không thể tiến nhập thánh cảnh giới, ta thì xong đời. 3 năm, tiến nhập thánh cảnh giới. Đối với người ngoài tới nói, 3 năm sau, hắn cũng là 19 tuổi. 19 tuổi, tiến nhập thánh cảnh giới. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng kỳ tích. Số tuổi này, đông hoàng cảnh nghịch thiên nhất thiên tài, trên cơ bản vừa tới đạt thiên ý cảnh giới. Đến cùng có bao nhiêu khó, Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ liền biết. Hắn vừa mới quy nhất cảnh đệ nhất trọng, khoảng cách thánh chi cảnh giới, còn có 18 cái cảnh giới. Nhưng là, ta không có đường lui. 3 năm sau, ta 50 tuổi. Không thành công, chính là chết. Sau đó, không bao giờ còn có thể, đột phá phàm nhân đại nạn. Phàm nhân vượt qua 50 tuổi, duy trì cảnh giới còn có thể, muốn tiến bộ cơ bản không có khả năng. Con đường tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. 3 năm, sinh tử, Lý Thiên Mệnh đã từng tưởng tượng qua, định cho mình mục tiêu, là 10 năm đến thánh chi cảnh giới. Đây là xây dựng ở 10 kiếp luân hồi chi thể trên cơ sở định mục tiêu. Hiện tại, hắn còn lại 3 năm, mà lại 3 năm sau, hắn già yếu như 50 tuổi. Hoảng sợ, run rẩy, kính sợ, tại nhìn một chút cánh tay, cái kia 5 cái màu đen văn tự kiếp vòng, càng thêm dữ tợn, dường như đang cười nhạo mình. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, chờ xem đi, sinh tử lộ, ai dám chịu thua, sinh tử lộ, ai dám lười biếng, sinh tử lộ, duy chỉ có, cùng vận mệnh này chi kiếp, tử chiến đến cùng. Lý Thiên Mệnh. Chỉ muốn 20 tuổi, vĩnh trú thanh xuân, hắn không muốn 50 tuổi, không muốn 40 tuổi. Thậm chí, không muốn 30 tuổi. Khinh ngữ phá kiếp ngày, kiếp vòng biến hóa thành tháng năm giữa trời, không biết, ta nếu là phá kiếp, cái này 10 cái kiếp vòng, sẽ phát sinh biến hóa gì? Cái này là sinh tử mệnh kiếp, nhất định sẽ so Lý Khinh ngữ, càng thêm khốc khoe a. Thú vị a, rốt cuộc đã đến một cái, có tính khiêu chiến đối thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước nói. Người nào, Khương Phi Linh hỏi, ta, chính mình, thắng hay thua, sống hay chết, đều xem chính mình, trước kia ta cảm thấy, thiên tài chân chính, nên nghịch thiên quật khởi, đánh bại các lộ đối thủ, dẫm lấy bọn hắn, đạp vào đỉnh phong. Hiện tại, ta hiểu thiên tài chân chính, muốn vô hạn siêu việt chính mình, hung ác, vô tình đánh bại chính mình đối kháng vận mệnh, chính mình chinh phục chính mình. Không ngừng hoàn thiện, không ngừng hoàn mỹ, cái kia, mới là thuộc về cái này đông hoàng cảnh. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Mà ta Lý Thiên Mệnh, thì nhất định muốn trở thành dạng này người. Một ngày này, hắn đối vận mệnh tuyên thệ, nói đến rất có đạo lý, ta theo. Huỳnh hỏa trong hai mắt, hỏa diễm thiêu đốt,
đây chẳng phải là nói, bản mèo lúc ngủ ở giữa mất đi. Miêu miêu lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Ngủ bà nội ngươi a, mệnh đều nhanh không có còn ngủ, sinh thời làm gì lâu ngủ, sau khi chết sẽ chỉ an nghỉ a huynh đệ. Huỳnh Hỏa nhảy tới, bóp lấy cổ của nó, táo bạo nói ra. Kê ca, dừng tay, ta biết sai mèo. Thấy bọn nó bắt đầu đùa giỡn, Lý Thiên Mệnh cười. Không có gì không qua được, ca ca, ngươi nhất định muốn nỗ lực, nhất định phải sống sót. Khương Phi Linh nói nghiêm túc, đó là đương nhiên, vợ đẹp như vậy, ta cũng không muốn để ngươi thủ hoạt quả. Lý Thiên Mệnh nói, đúng a, ta cũng không muốn tóc đen người đưa người tóc bạc. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh ra kết luận, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chơi nó, thì xong việc. Ban đêm, Lý Cảnh Du nhận được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Lý Thiên Mệnh trước tiên là nói về tin tức xấu, thì nói chính mình thân thể già yếu gia tốc, là tiểu mệnh kiếp mang tới. Hắn không có chỗ chính mình còn thừa lại bao nhiêu năm. Lý Cảnh Du vội vàng thử tổ tiên tổng kết 18 loại phá kiếp chi pháp, toàn bộ mất đi hiệu lực. Nàng triệt để mộng, dù sao năm kiếp luân hồi chi thể kiếp nạn, người nào đều chưa từng gặp qua. Yên tâm, ta không chết được, nãi nãi, ngươi tin tưởng ta sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi, ta tin tưởng. Người đứa nhỏ này đấu trí cùng ý chí, là ta gặp qua mạnh nhất. Lý Cảnh Du nói, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt của nàng, vẫn là lo lắng, nhìn ra được, nàng là thật quan tâm chính mình. Thiên Mệnh, chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, theo không e ngại tiểu mệnh kiếp, người nhất định muốn tranh đấu, nhất định không thể chịu thua, lại khổ lại mệt mỏi, nhất định phải kiên trì. Một ngày nào đó, người sẽ phá kiếp mà ra, đến lúc đó, cũng là ngươi niết bàn trọng sinh thời khắc. Ngươi lại so với hiện tại, càng mạnh. Ngươi nhất định muốn thường xuyên đi tổ địa, các vị tổ tiên ý chí, sẽ cổ vũ ngươi, để ngươi cảm nhận được, chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, chân chính bất tử bất khuất chi hồn. Lý Cảnh Du ngậm lấy nhiệt lệ nói, biết, đến, lại cho ngươi nói một tin tức tốt, nãi nãi, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá kích động. Lý Thiên Mệnh đem Lý Khinh Ngữ kéo đi qua, để Lý Cảnh Du trước cảm thụ Lý Thiên Mệnh mang tới tin tức xấu, tâm tình u buồn thời điểm, tin tức tốt lại phóng xuất. Nàng đoán chừng có thể chịu được. Ngay cả như vậy, khi thấy Lý Thiên Mệnh tháng năm giữa trời mệnh kiếp một khắc này, Lý Cảnh Du hét lên một tiếng. Sau đó, hôn mê bất tỉnh, tổ tiên mở mắt ra. Đêm hôm ấy, lão thái bà này tỉnh lại gầm thét 1000 câu. Lý Khinh Ngữ vừa mới giác tỉnh thiên phú, tương lai sẽ càng thêm đáng sợ. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh củng cố tốt tu vi về sau, hắn muốn đi Trầm Uyên chiến trường một chuyến. Toàn bộ Viêm Hoàng đại lục đều có Trầm Uyên chiến trường. Đông Hoàng Tông, khẳng định có thông đạo. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu phẩm giai quá thấp. Chỉ có 7 cái điểm sao, mà Khương Phi Linh, cầm giữ có đáng sợ tìm kiếm thần nguyên thiên phú. Cho nên, loại thiên phú này, làm sao có thể lãng phí đâu. Kết quả là, ba người bọn họ cùng một chỗ, tiến về Đông Hoàng Tông mặt sau Trầm Uyên chiến trường. Bọn họ không có tiền, muốn cho Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, tiến hóa đến Đông Hoàng Tông phổ thông mức độ. Chỉ có thể đi Trầm Uyên chiến trường tìm vận may. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tin tưởng Khương Phi Linh đáng sợ. Đông Hoàng dãy núi, Phụng Thiên Sơn, Vũ Văn Thế Gia. Một cái cự đại trong khe núi, khói mù lượn lờ, một biển mây che lấp, thấy không rõ lắm phía dưới có cái gì. Giống giống, vào thời khắc này, phía dưới truyền đến cự thú gào rú. Thanh âm kia, uy chấn thiên địa, gọi nửa cái Phụng Thiên Sơn phụ cận cộng sinh thú, đều nhịn không được run, phủ phục. Cái này kinh khủng cự thú giống lên một tiếng âm, theo buổi sáng đến tối, kéo dài rất nhiều ngày, kéo dài không thôi. Vân vụ lượn lờ bên trong, một tòa sườn đồi phía trên, có một cái thiếu niên mặc áo đen đứng ở chỗ này, sau lưng mà đứng. Người này áo đen tóc đen, áo cùng phát đều tung bay giật giật, không đâm không bó, hơi hơi phất phơ, lộ ra lơ lửng giữa trời bóng người, thật giống như thần minh hàng thế. Trên da thịt của hắn ẩn ẩn có sáng bóng lưu động. Trong mắt chớp động lên 1000 loại lưu ly quang mang. Người này có thể xưng tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt vô ý toát ra tinh quang khiến người ta không kinh tâm động phách. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc theo gió bay múa, một đôi mày kiếm phía dưới lại là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình, khiến người ta không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt nụ cười. Loại nụ cười này, chính ném hướng phía dưới thần khe. Hắn đang chờ đợi, đúng vào lúc này, phía sau hắn đi tới một vị thân cao 2 mét trở lên, khôi ngô cao lớn như cùng một đầu gấu to giống như nam tử.
Thiếu niên mặc áo đen quay đầu, trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu, nói, Tam Thúc. Tình huống như thế nào? Nam tử đầu chọc đứng lên vách núi, khẩn trương nhìn xuống. Gia Gia cùng phụ thân, đang giúp bận bịu, nhưng ta đoán chừng không sai biệt lắm. Thiếu niên mặc áo đen nói, chúc mừng ngươi, ngàn năm qua, cái thứ nhất tại trước 20 tuổi, nắm giữ cấp 4 thánh thú thái nhất đệ tử. Nam tử đầu chọc trong ánh mắt, nóng rực như lửa. Thiếu niên mặc áo đen mỉm cười, thánh thành đâu, hắn vẫn muốn kiến thức ta cấp 4 thánh thú, làm sao không đến. Hắn hỏi, tại Thái Hoàng cửu trọng môn chỗ đó bị khinh bỉ, mang theo một đám tiểu mỹ nhân, đi Trầm Uyên chiến trường khoái hoạt đi. Trầm Uyên chiến trường, sơn đen mà hắc, ai biết đứa nhỏ này, còn cùng một đám cô nương làm cái gì, thuần khiết, sự tình a. Nam tử đầu chọc nhếch miệng cười nói, hắn, còn có thể bị khinh bỉ. Thiếu niên mặc áo đen nghi hoặc hỏi, nam tử đầu chọc liền nói một lần ban ngày phát sinh sự tình. Ngươi làm sao không có phản ứng? Danh xưng năm kiếp luân hồi chi thể đây. Nam tử đầu chọc cười nói, a, thiếu niên mặc áo đen ánh mắt sáng rực nhìn lấy khe núi. Tam Thúc, đối thủ của ta, là Thánh Thiên Tử. Sau đó, Đông Hoàng Tông người, ta sẽ không lại chú ý. Những thứ này nhàm chán, để Thánh Thành tự mình giải quyết đi, hắn cần lịch luyện. Nam tử đầu chọc nhìn lấy hắc y thiếu niên kia ánh mắt. Hắn biết, chính mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên ra hỏa, đã vượt ra. Sừng sững tại Đông Hoàng Tông đỉnh phong về sau, hắn ánh mắt, chuyển hướng toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Đông Hoàng trong tông, lại không để hắn, có bất cứ hứng thú gì người. Thánh Thành không nhỏ, là nên thật tốt học hỏi kinh nghiệm. Đại ca đã chuẩn bị cho hắn tốt, làm cho hắn cộng sinh thú, tiến hóa thành cấp 2 thánh thú thần nguyên. Tương lai mấy năm, Đông Hoàng trong tông, thì nhìn Thánh Thành. Đến mức ngươi chiến trường, không sai, cũng là toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Thiếu niên không có cách nào nói chuyện. Trong cuồng phong, quần áo của hắn, bay phất phới. Tùy duyên phong bên trong, không có thông qua Trầm Uyên chiến trường động không đáy. Lý Khinh Ngữ muốn đi Trầm Uyên chiến trường, bình thường đều đi Thanh Thần Sơn. Bởi vì, Trầm Uyên chiến trường đều có Đông Hoàng vệ trông coi, bọn họ làm Thanh Thần Sơn đệ tử, tự nhiên chỉ có thể theo Thanh Thần Sơn động không đáy thông qua. Sau đó không lâu, ba người bọn họ liền đạt tới Thanh Thần Sơn chân núi. Nơi này thì có một chỗ động không đáy. Lấy Trầm Uyên chiến trường Đông Hoàng dãy núi làm trung tâm, Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, theo thứ tự là Đao Hà Vực, treo lơ lửng giữa trời vực, Thiên Hoang Vực cùng Thái Hòa Vực. Lý Khinh Ngữ giới thiệu nói, bên nào xuất hiện thần nguyên khả năng tương đối cao? Lý Thiên Mệnh hỏi, Thái Hòa Vực đi, cái phương hướng này hung thú nhiều, bảo tàng cũng nhiều, nhưng phổ thông đệ tử, đều không thế nào dám tiến về Thái Hòa Vực. Ta đi qua mấy lần, đều là, Vô Ưu Minh, xây dựng mười mấy người cùng đi. Lý Khinh Ngữ nói, vậy liền đi Thái Hòa Vực, không chỉ là thần nguyên, Lý Thiên Mệnh còn muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không săn giết mấy cái con hung thú, cho Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu gia tăng một số linh nguyên thần thông. Mặc dù nói, phần lớn hung thú thú hồn, cũng không thể kích phát ra huyết mạch gông xiềng uy lực, để chúng nó giác tỉnh thuộc tại thần thông của mình. Nhưng, đụng đụng vận khí cũng không tệ, vạn nhất thành công, vậy liền kiếm lời. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ đều đột phá cảnh giới mới. Nếu như Khương Phi Linh tại Lý Thiên Mệnh bên này, vừa vặn hai người thực lực tương đương. Cảnh giới sau khi đột phá, cần nhất định sinh tử chém giết, đối phía sau tu hành có trợ giúp. Hiện tại, tu hành cùng cường đại, là huynh muội bọn họ mục tiêu duy nhất. Lần nữa đi vào Thanh Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh đã thấy cái kia động không đáy. Động không đáy bên ngoài, còn có không ít kiến trúc, có không ít Đông Hoàng vệ trú đóng ở nơi này, phòng ngừa tình huống khẩn cấp phát sinh. Trầm Uyên chiến trường hung thú. So trong tưởng tượng của ngươi muốn hơn rất nhiều. Nhiều lần thú triều, trực tiếp công phá săn thú cung phòng ngự, thậm chí xuyên qua động không đáy, đi vào Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đối với chúng ta tông môn tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhất là lớn nhất gần trăm năm, hung thú càng nhiều. Chúng ta Đông Hoàng Tông đệ tử, có hai cái đường lối có thể lấy được thưởng. Thứ nhất là chấp hành tông môn nhiệm vụ, cái này cần rời đi Đông Hoàng Tông, hoàn thành nhiệm vụ, có thể lấy được thưởng, đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Linh quặng, linh túy, linh tai, thú binh, công pháp chiến quyết, đều có thể đổi lấy. Thứ hai đường lối, ngay tại đến Trầm Uyên chiến trường săn giết hung thú, lấy hung thú thân thể quan trọng bộ phận làm bằng cớ, trở về đổi lấy. Trên Thánh Sơn, có một tòa Đông Cực Đại Điện, cũng là tiếp tông môn nhiệm vụ cùng giao tiếp hung thú thi thể địa phương, ở chỗ này có thể nhận lấy bảo ngọc, tự mình đổi lấy tài nguyên tu luyện. Còn có một tòa Hoàng Cực Đại Điện, nơi này chính là đổi lấy tài nguyên tu luyện địa phương. Giá cả so ngoại giới bán muốn tiện nghi rất nhiều.
Đây là Đông Hoàng Tông nội tông đệ tử độc thuộc địa phương, ngoại môn đệ tử cũng không thể hưởng dụng Hoàng Cực Đại Điện tư nguyên. Những ngày này có Lý Khinh Ngữ giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đối cái này như vậy đại tông môn vận chuyển, có không ít hiểu rõ. Nói ngắn gọn, nơi này đệ tử, vì tăng lên chính mình, thu hoạch được tài nguyên tu luyện, nhất định phải vì tông môn hiệu lực. Mặc kệ là chấp hành tông môn nhiệm vụ vẫn là săn giết hung thú, đều có khen thưởng. Kể từ đó, cũng coi như vật tận kỳ dụng, Đông Hoàng Tông cùng đệ tử ở giữa, đôi bên cùng có lợi. Cái này vạn năm tông môn, mới có thể vô hạn vận chuyển xuống tới. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh có cái kia Lý Thần Tiêu chi mộ, hắn cũng cần lấy hai loại phương thức, đến thu hoạch Đông Hoàng Tông tu hành tư nguyên. Chí ít hắn hiện tại, không có quy nhất cảnh công pháp chiến quyết. Cho nên, trở thành Đông Hoàng Tông đệ tử, hắn cũng muốn bắt đầu vì cướp bóc các loại tài nguyên tu luyện mà chiến. Chấp hành nhiệm vụ, cùng săn giết hung thú, kỳ thật cũng có trợ giúp tự mình tăng lên. Tuy nhiên, hắn là Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, nhưng là không thể phủ nhận, hắn rất nghèo a. Ngoại trừ hai cái binh khí, quả thực không có gì cả. Đến mức Lý Cảnh Du tài sản, những năm này vì bồi dưỡng Lý Khinh Ngữ, cũng tiêu đến không sai biệt lắm, căn bản không có Lý Thiên Mệnh phần. Lý Vô Địch thì càng không cần phải nói, ngoại trừ tử, hắn quả thực không có gì cả. Không có cách, chỉ có thể chống lên cái nhà này, thành thành thật thật đi săn giết hung thú kiếm tiền. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại hắn cùng Lý Khinh Ngữ, chuẩn bị bước vào động không đáy thời điểm, động không đáy bên trong. Lại có một đám người chính từ bên trong đi ra. Bọn họ mới từ Trầm Uyên chiến trường trở về. Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt, liền thấy Diệp Tử Y. Hai ngày trước tại Diệp Thiếu Khanh trên lớp học, lời nàng nói có thể không thế nào êm tai. Ngoại trừ Diệp Tử Y, nàng tiểu tùy tùng Lý Lăng Hà cũng tại, còn có 10 cái thiếu niên thiếu nữ, đều lấy Diệp Tử Y cầm đầu. Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến Lý Xí Linh cùng Lý Kham Lôi, bại tướng dưới tay của hắn đều là Thanh Thần Sơn thiên tài đệ tử nhóm. Diệp Tử Y làm Diệp Thanh Tông lão cháu gái, tự nhiên là đám người này thủ lĩnh. Nàng và nàng tiểu tùy tùng nhóm chính chuyện trò vui vẻ đâu, liếc mắt liền thấy Lý Thiên Mệnh hai người xuất hiện tại trước mắt nàng. Cứ như vậy đụng phải, nhớ đến lần trước Diệp Tử Y rời đi, còn để Lý Thiên Mệnh cho nàng chờ lấy. Hiện tại, cơ hội đã đến, đừng nghĩ đi, Diệp Tử Y xử cái nhan sắc, nàng người hầu nhóm cấp tốc vây quanh. Cần gì chứ, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái này tức giận thiếu nữ, nói thật. Hắn thật đúng là không sao cả đắc tội gia hỏa này. Cái gì làm gì, trước đó trêu chọc ta, hiện tại không có thúc thúc ta ở chỗ này, ngươi thì nhận sợ rồi. Nhận sợ cũng được, quỳ xuống cho ta dập đầu, liền để ngươi đi. Diệp Tử Y nói, đúng, Lý Lăng Hà hô một tiếng. Cái gì thù cái gì oán niệm a, muốn kích động như vậy. Đối với những thứ này phấn khởi người trẻ tuổi, Lý Thiên Mệnh thật sự là không hiểu rõ. Cũng không có gì, ta thì muốn kiến thức một chút. Cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể, là phế vật vẫn là thiên tài. Diệp Tử Y nói, Đông Hoàng Tông quá lớn, xem ra các nàng chưa nghe nói qua, Lý Thiên Mệnh tại Thái Hoàng cửu trọng môn, để Vũ Văn Thánh Thành đều ăn quả đắng sự tình. Diệp Tử Y, làm gì như thế quá phận đâu, chúng ta lại không đắc tội qua ngươi. Lý Khinh Ngữ tức giận nói, mỗi lần đều nhằm vào nàng, còn chưa tính. Dẫn một đám người, đối với mình chỉ trỏ, còn chưa tính. Nhưng bây giờ... Còn muốn cản bọn họ lại hai người, muốn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này cũng quá đáng đi. Không có đắc tội qua, Lý Khinh Ngữ, ta liền muốn khi dễ ngươi, làm gì? Ngươi có bản lãnh gì, còn muốn làm ta nhị thúc đệ tử? Cái gì Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch a, cũng là chuyện thiếu lâm, cùng thiếu tông chủ cái thân phận này một dạng, đều là chuyện cười lớn. Diệp Tử Y bĩu môi nói, Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở, quá khi dễ người. Gia hỏa này cùng Vũ Văn Thánh Thành một dạng, cũng là quy nhất cảnh tầng thứ 5, ỷ vào nhất trọng ưu thế, áp chế Lý Khinh Ngữ nhiều lần. Lý Thị Thánh tộc Lý Xí Linh, Lý Kham Lôi bọn người, đều là lấy cái này Diệp Tử Y cầm đầu. Những năm này, thật sự là không ít tìm phiền toái. Mỗi một lần, Lý Khinh Ngữ đều nhẫn đi qua, bởi vì nãi nãi nói, Diệp Thanh Tông lão là bọn họ muốn trông cậy vào người, mà Diệp Tử Y là cháu gái của hắn, không thể đắc tội nàng. Cứ như vậy, nàng lần lượt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên, đều vài chục năm. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, Lý Khinh Ngữ thật rất tức giận. Vốn là không oán không cừu, cũng bởi vì nàng là chí tôn huyết mạch, bởi vì nàng không lấy lòng Diệp Tử Y, bởi vì nàng độc lai độc vãng, thì nhiều lần làm nhục. Người bùn đều có ba phần tính khí a. Muốn không, ngươi thử một chút. Lý Thiên Mệnh hỏi nàng, ta không có thắng nổi nàng. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói.
Dù sao, Diệp Tử Y từ nhỏ đều tông lão chỉ dẫn, Tư Nguyên là nàng gấp bội, số tuổi lại hơn tháng, vẫn luôn áp chế nàng. Hiện tại không nhất định, Lý Thiên Mệnh cười, bởi vì, các nàng cảnh giới giống nhau. Mà lại, Lý Khinh Ngữ, đã thức tỉnh, nàng không còn là cái kia, bị cái này Diệp Tử Y khi dễ vài chục năm tiểu cô nương. Càng quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nắm tay của nàng. Vì cái gì làm như vậy? Bởi vì, Khương Phi Linh theo Lý Thiên Mệnh trên thân, chuyển rời đến trên người của nàng. Dù là chỉ có 6 thành phụ linh, cũng có thể làm cho Lý Khinh Ngữ, trong nháy mắt đánh lên máu gà. Khinh Ngữ, đánh nàng, đem cái này 15 năm khí, đều cho ra sạch sẽ. Thế nhưng là, nàng là Diệp Thanh Tông lão cháu gái. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói, nàng thật tức giận, bởi vì đây không phải một lần sự tình, mà chính là vô số lần phiền phức. Nói thật, nàng trưởng thành nhiều như vậy bóng mờ, rất nhiều đều là cái này Diệp Tử Y, cùng nàng người hầu nhóm cho. Không có việc gì, nàng để ngươi khóc nhiều lần như vậy, chỉ là để cho nàng khóc một lần thôi, cũng không phải để cho nàng thương vong. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, Diệp Thanh Tông lão không phải loại này hẹp hòi, không phân phải trái người. Như là như vậy, hắn liền sẽ không đi tùy duyên phong trợ giúp Lý Thị Thánh Tộc. Người, luôn có đem bóng mở dẫm tại dưới chân, sau đó, mới có thể đi xuống dưới. Cho nàng một bài học, để cho nàng về sau nhìn đến ngươi, đi vòng. Lý Thiên Mệnh nói, để hai người bọn họ nữ hài đi chiến đấu đi. Dù sao Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh, sẽ để cho Lý Khinh Ngữ cảm nhận được, lớn nhất kinh hỉ. Ta hiểu được, con mắt của nàng, rốt cục hỏa nóng lên. Trưởng thành trên đường, tổng có một ít đại hài tử, bọn họ rất quá đáng. Ỷ vào gia đình cùng tuổi tác ưu thế, khi dễ một lần không đủ, nhiều lần khi dễ. Lấy nhục nhã chính mình làm vui. Mà lần này, Lý Khinh Ngữ nghĩ, để cho nàng cũng ở trước mặt mình, khóc một lần. Ngươi, nhìn đến cái này từ nhỏ đến lớn, đều để cho mình khi dễ nữ hài, vậy mà ngăn tại Lý Thiên Mệnh phía trước, Diệp Tử Y cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Phốc phốc, Lý Xí Linh, Lý Kham Lôi cùng Lý Lăng Hà bọn người, đều nhịn cười không được. Lý Khinh Ngữ, cút về, ta hôm nay liền muốn để ngươi ca học hội tôn kính ta, về sau đến Thanh Thần Sơn, đối với ta cúi đầu khom lưng, ngươi cái này bại tướng dưới tay, lui ra. Diệp Tử Y bật cười một tiếng, chỉ là ở tại vừa nói xong trong nháy mắt, nàng cô bé đối diện trong tay, đã xuất hiện một thanh cấp 6 thú binh. Minh Nguyệt nhận, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên nhìn đến Lý Khinh Ngữ binh khí. Đó là một thanh rất hẹp rất nhỏ trường đao, mỏng như cánh ve, sắc bén mà thon dài, càng giống là một thanh hơi hơi uốn lượn kiếm. Đao, chính là bá đạo hung mãnh chi khí. Trong đó, có đại đao, đao bản rộng, đao mảnh khác nhau. Đại đao có cán dài, có thể chảm mã. Đao bản rộng thì rất nặng, tối thiểu bàn tay rộng như vậy, trên lưng mang theo vòng, phổ thông biết lái rãnh máu. Mà đao mảnh, đỉnh nhiều chỉ có hai ngón tay bao quát, sắc bén mà hẹp dài. Đao nhận cực kỳ sắc bén, mũi đao như là gai nhọn. Minh Nguyệt nhận, trên đó quang mang lưu chuyển, liền là một thanh đao mảnh. Cái này đao mảnh, so Lý Thiên Mệnh đại lôi diệt kiếm còn mỏng hơn, còn nhỏ hơn. Ngoại trừ cái này Minh Nguyệt nhận, Lý Khinh Ngữ sẽ còn chơi một loại khác binh khí. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, tay trái của nàng trên ngón tay, kẹp lấy ba cái sáng trắng phi đao. Cái này phi đao rất nhỏ, đại khái không đến dài 10 cm, mà lại hình dáng như trăng khuyết. Ba cái phi đao, tựa như là ba mảnh nguyệt nha. Cái này đồng dạng là cấp 6 thú binh, tên là Loan Nguyệt Toàn Đao. Thời khắc này Lý Khinh Ngữ, tay phải cầm đao mảnh Minh Nguyệt nhận, tay trái kẹp lấy ba cái phi đao, Loan Nguyệt Toàn Đao, đi hướng Diệp Tử Y. Ngay tại Diệp Tử Y còn tại diễu cợt thời điểm, nàng đột nhiên mà động, trong tay trái ba cái Loan Nguyệt Toàn Đao, trực tiếp bay ra ngoài. Lấy nàng giờ phút này quy nhất cảnh tầng thứ 5 lực lượng thi triển, lại thêm Khương Phi Linh thời gian chàng cùng phụ linh. Cái này Loan Nguyệt Toàn Đao tốc độ phi hành nhanh đến kinh người. Đinh, Diệp Tử Y nụ cười cứng đờ, sau đó biến thành thẹn quá hóa giận. Một cái bị chính mình khi nhục vài chục năm người, bỗng nhiên đến chủ động công kích mình. Diệp Tử Y giận dữ, bởi vì, nàng tại cái này vội vàng ở giữa, chỉ có thể dựa vào đánh lăn, tránh thoát Lý Khinh Ngữ ba cái Loan Nguyệt Toàn Đao. Có thể nói, đã cực kỳ chật vật. Lý Khinh Ngữ, ta hôm nay tất đem quần áo ngươi đều cho lột bỏ đến. Để ngươi sau đó không mặt mũi gặp người. Bị trong mắt người yếu dọa đến xấu mặt, não tử lập tức thì bốc cháy. Ầm ầm, tại mọi người tránh ra thời điểm, Diệp Tử Y cộng sinh thú, Tử Dực Bức Long, theo cộng sinh không gian bên trong vọt ra. Tử Dực Bức Long, chính là một con thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, chỉ kém thánh thú cách xa một bước. Cái này Tử Dực Bức Long, có đầu rồng, thân rồng,
vuốt rồng, răng rồng cùng một cái sừng rồng. Nói thật, nó so với Phong Tuyết Hải Linh Long, cũng còn phải giống như là chân chính thần long. Mà lại, nó còn nhiều hơn một đôi cánh khổng lồ, hình dáng như biên mức cánh. Bất quá, đi vào Đông Hoàng Tông về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện bọn họ đem chân chính thần long, phân loại làm thánh thú. Cho nên, cho dù là cái này tử dực bức long, lấy Đông Hoàng Tông tiêu chuẩn, đều tính không được chân chính thần long. Dựa theo nơi này tiêu chuẩn, Phong Tuyết Hải Linh Long càng thêm không tính. Đương nhiên, Mặc Kỳ Lân cũng không tính là chân chính Kỳ Lân thánh thú. Đây chỉ là tiêu chuẩn khác biệt, không thể thay đổi cái này tử dực bức long tướng làm cường hãn sự thật. Diệp Tử Y tay cầm tử long cánh kiếm, dậm chân hướng về Lý Khinh Ngữ trực tiếp đánh tới. Có người ca ca, người thật đúng là không tầm thường, ngay cả ta ngươi đều dám khiêu khích. Hôm nay không cho ngươi một bài học, ngươi cũng không biết, cái này Thanh Thần Sơn, ai là chủ người. Nàng đã sớm là quy nhất cảnh tầng thứ 5, lúc này cùng cộng sinh thú tử dực bức long chi ở giữa, hình thành tử vân khí tràng. Cái kia tử vân khí tràng tối tăm băng hàn, thâu tóm Lý Khinh Ngữ thời điểm, đem chọn cái khí tràng phạm vi bên trong nhiệt độ, đều biến đến khá thấp. Lý Khinh Ngữ không nói gì, ba cái loan nguyệt toàn đao về tới trong tay trái, nàng ánh trăng khí tràng không mở rộng, bảo vệ được chính mình không nhận tử vân khí tràng xâm nhập. Khi nàng động thủ thời điểm, nắm giữ tháng năm giữa trời mệnh kiếp Thái Bạch Côn Bằng bỗng nhiên lao ra. Mọi người lập tức nhường ra đại phiến không gian, tránh cho bị các nàng ngộ thương. Cái này kỳ thật không phải hai nữ hài chiến đấu, đây là ba cái nữ hài tăng thêm hai đầu giống cái cộng sinh thú chiến đấu. Đoạn Hải cửu trọng kiếm quyết, Diệp Tử Y cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, tay cầm tử long cánh kiếm, liên tục cửu kiếm đánh tới chớp nhoáng, nói đạo kiếm quang lập lòe cái này trong rừng. Trong lúc nhất thời, tử khí bốc lên, ầm ầm, tử dực bức long đồng dạng cửu trảo, cùng Diệp Tử Y phối hợp, trả lại một hơi chàng phối hợp phía dưới, lực lượng cộng đồng, hội tụ thiên địa linh khí, giết đến hung tàn mà vô tình. Mỗi một chiêu, đều không có bất kỳ cái gì lưu tình. Sóc Nguyệt, Nguyệt Quang kính mặt, Lý Khinh Ngữ nhẹ giọng hô một câu, tại bên người nàng, cái kia màu trắng bằng điều đột nhiên hóa thành một đầu màu trắng cá lớn. Sau đó, màu trắng cá lớn biến ảo, sóng nước ngưng tụ ở trước mắt, hóa thành một cái mặt kính, trong mặt gương, một vòng trăng tròn treo trên cao. Đây là Nguyệt Quang hệ cùng băng thủy hệ hỗn hợp, linh nguyên thần thông, Nguyệt Quang kính mặt, mà Lý Khinh Ngữ, tay cầm đao mảnh, thi triển Hạo Nguyệt sát pháp. Đừng nhìn nàng là nữ tử, kỳ thật nàng những năm này tu luyện, đều là thủ đoạn giết người. Đây là ban ngày, nhưng là nàng ánh trăng, vẫn lập lòe vô song. Nắm giữ tháng năm giữa trời mệnh kiếp về sau, nàng đã hoàn toàn khác nhau. Tại trước mắt nàng, tử dực bức long thần thông, xem ra càng thêm đáng sợ. Tử dực long quyển, tử sắc lốc xoáy bão táp, lấy cánh mà hình thành, đem trước mắt cây cối nhổ tận gốc. Quá lạnh long tức, một miệng tử sắc dòng nước lũ phun ra, quả thực trời đông giá rét. Sóc Nguyệt, Thái Bạch Côn Bằng bằng điều hình thái thần thông thập lý phong nguyệt. Thủy Nguyệt mặt kính, chính là nước cùng ánh trăng kết hợp. Mà bây giờ, thì là trăng gió chi tập hợp. Phong lực lượng, hội tụ ánh trăng minh mông chi lực. Càn quét mà qua thời khắc, vậy quá lạnh long tức, đều bị cái này thập lý phong nguyệt áp chế xuống. Tiếp đó, chính là Lý Khinh Ngữ phản kích thời khắc. Diệp Tử Y, cười người chớ vội cười lâu. Ta cảm ơn ngươi trưởng bối đối với ta ly ra chiếu cố. Nhưng, đây không phải ngươi nhiều năm như vậy, khi nhục ta, trêu đùa lý do của ta. Hy vọng từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tôn trọng ta. Một ngày này, nàng phá một đạo khúc mắc đinh, cái kia minh nguyệt nhận, trên không trung xẹt qua lập lòe quỹ tích. Đinh, tại nàng thuần thục thao túng phía dưới, cái kia ba cái loan nguyệt toàn đao, không ngừng ở bên người lượn vòng, Diệp Tử Y rất khó không đi chú ý. Loan nguyệt toàn đao tốc độ quá nhanh, so với trước kia phải nhanh hơn quá lớn, Diệp Tử Y căn bản sẽ không biết, đây là thời gian chàng hiệu ứng. Mà giờ khắc này, khi nàng tại xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên đâm vào một bức tường lên, đâm đến đầu váng mắt hoa thời điểm, nàng cũng sẽ không biết, đây là Khương Phi Linh không gian tường. Khinh Ngữ, lên, tuy nhiên đồng dạng là quy nhất cảnh tầng thứ 5, tuy nhiên Phụ Linh chỉ có 6 thành. Nhưng là, Khương Phi Linh tồn tại, chính là Lý Khinh Ngữ áp chế Diệp Tử Y phần quan trọng nhất. Một phàm nhân, đủ để chúa tể loại tầng thứ này thiên tài chiến đấu. Khương Phi Linh đáng sợ đến cỡ nào, Lý Thiên Mệnh là rõ ràng nhất. Nếu là không có nàng, hắn liền xem như quy nhất cảnh đệ nhất trọng, cũng nhiều lắm là cùng quy nhất cảnh tầng thứ 4 quyết đấu. Thời gian tràng, Phụ Linh, không gian tường, thiên chi dực, Lý Khinh Ngữ còn không thuần thục, bằng không, càng thêm đáng sợ. Phốc phốc, ba cái loan nguyệt toàn đao tại thời gian tràng ra tốc dưới,
lướt qua Diệp Tử Y, đâm vào Tử Dực Bức Long bụng, xé mở tam điều vết máu. Lúc này thời điểm, Diệp Tử Y chính đâm đến đầu váng mắt hoa thời khắc, Lý Khinh Ngữ Minh Nguyệt nhận đánh tới chớp nhoáng. Đinh đinh đinh, liên tục 18 đao, mỗi một kiếm đều bị Diệp Tử Y chật vật lui lại. Sau cùng một đao, Nguyệt sáng lóng lánh mà qua thời điểm, Diệp Tử Y một luồng tóc dài phi lên, trên khuôn mặt của nàng, bỗng nhiên thêm ra một đạo vết máu. Ta một đao kia, có thể chém đứt đầu của ngươi. Nhưng là Lý Khinh Ngữ không có làm như thế. Trong chớp nhoáng này, cái kia mỏng như cánh ve minh nguyệt nhận, đến tại Diệp Tử Y trên cổ, một chút hướng phía trước, liền có thể đâm vào đi. Mà Diệp Tử Y tử long cánh kiếm, đã bay ra ngoài, đâm trên mặt đất, còn đang rung động. Nàng đã té ngồi trên mặt đất, đến mức Tử Dực Bức Long, chẳng những chúng loan nguyệt toàn đao, càng làm cho Thái Bạch Côn Bằng ấn tại dưới thân, chỉ có thể gào thét dãy giụa. Không hề nghi ngờ, Diệp Tử Y, chiến bại, mà lại, chính là một trận thảm bại. Nàng liền Lý Khinh Ngữ đều không đụng phải, liền đã phân ra sinh tử, chỉ là Lý Khinh Ngữ không giết nàng, cũng không có thương tổn nàng. Muốn đổi lại Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối phải cho một bàn tay. Bất quá, nữ hài vẫn là ôn nhuận một số, nàng chỉ cần ra cái này một hơi, từ đó chứng minh chính mình. Diệp Tử Y còn muốn đứng lên làm chút gì, nhưng là trên cổ Minh Nguyệt nhận, để cho nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống. Nàng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi nhìn lấy Lý Khinh Ngữ. Nàng 10 cái người hầu, hiện tại cũng mộng, trước kia, chỉ có Diệp Tử Y áp chế Lý Khinh Ngữ, cho tới bây giờ đều không có hôm nay loại tràng diện này. Lý Xí Linh, Lý Kham Lôi, Lý Lăng Hà các loại Lý Thị Thánh tộc tiểu bối, càng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, trước kia Lý Khinh Ngữ thực lực, cùng Lý Xí Linh tương đương. Bọn họ khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy cái kia tay cầm Minh Nguyệt nhận băng lãnh thiếu nữ. Cái này, vẫn là Lý Khinh Ngữ sao? Trên mặt bọn họ nóng hổi, trong lòng có một tia e ngại. Bọn họ thế nào cảm giác, Lý Khinh Ngữ, càng lúc càng giống Lý Thiên Mệnh rồi. Không sai, loại này chiến đấu hung hãn, quả quyết, đều cùng Lý Thiên Mệnh đánh tan bọn họ thời điểm, gần như giống nhau. Lúc này Diệp Tử Y ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ khó coi. Nhưng là, vậy thì có cái gì dùng? Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ nay về sau, ngươi lại không trở thành đối thủ của ta tư cách. Câu nói này, là Lý Khinh Ngữ đưa cho nàng, cũng là nàng hướng Lý Thiên Mệnh học, tháng năm giữa trời mệnh kiếp chí tôn huyết mạch, nên có lòng tin như vậy cùng dũng khí. Nếu như Diệp Tử Y đạo khảm này đều không qua được, làm sao nói báo thù? Lại càng không cần phải nói, muốn phục hưng bọn họ Lý Thị Thánh tộc. Lý Khinh Ngữ rút về Minh Nguyệt nhận thời điểm, Diệp Tử Y vẫn là mộng. Nàng biệt khuất, tức giận, bất đắc dĩ, phiền muộn a. Thua với Lý Khinh Ngữ, mất mặt ném về tận nhà. Mấu chốt là, còn để cùng bạn bè tận mắt thấy. Khó chịu nhất chính là, nàng là dùng hết toàn lực sau bị đánh bại. Lần này chiến bại, đối trong nội tâm nàng tạo thành tan tác hiển nhiên càng lớn. Làm sao có thể, ta làm sao có thể bại bởi nàng. Ta có gia gia chỉ dẫn ta tu hành, từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì thì có cái gì. Nàng Lý Thị Thánh tộc, một nghèo hai trắng, không có cái gì, vẫn phải chính mình đi săn giết hung thú đổi lấy chiến quyết. Ta làm sao có thể thua với nàng. Lần này, nàng rơi lệ, khó chịu, không cam tâm, không nghĩ ra. Mà lúc này, Lý Khinh Ngữ cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tiến về Trầm Uyên chiến trường thời điểm, Lý Lăng Hà bọn họ ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó nhường đường ra. Còn có ai, dám ngăn trở huynh muội bọn họ? Lý Khinh Ngữ, thẳng đến bọn họ đi đến động không đáy phía trước, Diệp Tử Y mới phẫn nộ quay đầu. Nghe nói người muốn gả cho Lý Kim Sán, chúc mừng ngươi. Chỉ có nói câu nói này, tâm lý mới có thể làm dịu, bị đánh bại khó chịu đi. Vượt qua động không đáy, lần nữa đi vào Trầm Uyên chiến trường. Ngẩng đầu nhìn lên, ma nhật đương không. Trên bầu trời, lôi đình đền bù, ức vạn điện xà du tẩu, tiếp tục phát ra oanh minh thanh âm. Mây đen ép tới quá thấp, tựa như là ở trên đỉnh đầu, gọi người không thở nổi. Trầm Uyên chiến trường là Viêm Hoàng đại lục dựng ngược mặt, cái này dẫn đến cái này Trầm Uyên chiến trường Đông Hoàng trong dãy núi, vẫn nắm giữ cuồng bạo linh khí. Chỉ là quá mức hung mãnh, không có cách nào tu luyện lâu dài, chỉ có hung thú lâu dài tháng dài sinh tồn, mới có thể hấp thu. Dạng này nồng đậm thiên địa linh khí, chỉ sẽ sinh ra càng nhiều hung thú đáng sợ, cũng sẽ có càng cao thiên hơn văn linh túy, linh quẳng các loại. Đông Hoàng tông vị tại Đông Hoàng cảnh phía nam, kỳ thật so thánh thiên phủ, càng muốn tới gần Chu Tước quốc. Đông Hoàng dãy núi, nguy nga cao ngất, chung quanh hơn nghìn dặm cương vực, đều là núi hoang. Đến mức, Trầm Uyên chiến trường bên này, hướng mặt ngoài nhìn qua,
dãy núi nguy nga, đều như hắc ám cự nhân, nguyên một đám đỉnh ở trên trời, nhìn xuống khắp nơi. Mặc kệ là đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đều là núi cao thần khe, đen sông trải rộng. Dạng này thiên địa, hiển nhiên vô cùng thích hợp hung thú sinh tồn. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, là tại Thanh Thần Sơn thành lập Liệp Thú Cung bên trong đi ra tới. Mỗi một cái động không đáy, đều kiến tạo có Liệp Thú Cung tồn tại. Có, Đông Hoàng vệ, tọa chấn, phòng ngừa hung thú xuyên qua động không đáy, đến Đông Hoàng tông đại sát tứ phương. Liệp Thú Cung Đông Hoàng vệ, một bộ phận trú đóng ở nơi này, một bộ phận thì ở chung quanh tứ đại vực dày đặc tuần tra. Bọn họ không can thiệp đệ tử ở giữa tranh chấp, không can thiệp đệ tử lịch luyện, nhưng nếu là xuất hiện qua mạnh hung thú, bọn họ thì sẽ xử lý. Nghe nói, Đông Hoàng Tông Đông Hoàng vệ, có một phần tư đều tại Trầm Uyên chiến trường. Đến bọn họ cảnh giới kia, càng có thể thích ứng Trầm Uyên chiến trường linh khí. Tứ đại vực, theo thứ tự là Đao Hà vực, Huyền Không vực, Thiên Hoang vực cùng Thái Hòa vực. Cái này tứ đại vực, thuộc tại Đông Hoàng Tông khu vực phụ cận, thích hợp đệ tử lịch luyện, biên giới đều có Đông Hoàng vệ đóng giữ, tương đối an toàn. Nhưng nếu là vượt qua cái này tứ đại vực, lại hướng mặt ngoài đi, vậy rốt cuộc là như thế nào thiên địa, thú triều đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, phổ thông đệ tử, chỉ sợ nghĩ mãi mà không rõ. Chí ít Đông Hoàng Tông cảnh cáo đệ tử, cho dù là thái nhất đệ tử, đều không muốn vượt qua tứ đại vực biên giới. Nếu không, sinh tử khó liệu, Trầm Uyên chiến trường bí mật, phàm nhân, rất khó hiểu thấu đáo. Khinh Ngữ, mau đưa tẩu tử ngươi trả lại cho ta. Vừa mới tiến đến, rời đi Liệp Thú Cung, bước vào Thái Hòa vực trong núi rừng, Lý Thiên Mệnh thì cười nói. Linh Nhi cũng không có để cho ta gọi nàng tẩu tử, ca, ngươi loạn chiếm tiện nghi. Lý Khinh Ngữ nói, Khương Phi Linh thì theo trên người của nàng, về tới Lý Thiên Mệnh bên này. Linh thể của nàng tại Lý Thiên Mệnh trước người hội tụ, những thứ này kỳ diệu ánh sáng, quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ có Lý Thiên Mệnh trên thân, mới có thể vĩnh cửu phụ linh. Ca ca, ta mới vừa ở cùng Khinh Ngữ nói, nàng nhanh sinh nhật, hôn ước chuyện kia, nên làm cái gì bây giờ? Khương Phi Linh có chút đau đầu hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Hắn nói, yên tâm, Khinh Ngữ, bọn họ mang không đi ngươi. Là có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lý Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Không có cách nào, nhưng là, ta có quyết tâm. Lý Thiên Mệnh nói, cái này nghe giống như là không chịu trách nhiệm khoác lác. Có thể các nàng đều biết, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, quyết tâm khả năng so biện pháp quan trọng hơn. Ca, ta gần nhất tâm tính biến hóa. Ta thật vô cùng cảm tạ ngươi. Ngươi để cho ta biến đến giống như ngươi, không e ngại, không nhận thua, không sợ trời, không sợ đất. Cho nên, ta cũng không sợ hôn ước này. Cùng lắm thì, cá chết rách lưới. Nàng ánh mắt kiên định mà nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta vì ngươi cao hứng. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Trên thế giới này giải quyết tất cả mọi chuyện biện pháp tốt nhất, bình thường chỉ có một cái kia chính là, cường đại. Đây là Lý Thiên Mệnh sinh tồn chuẩn tắc, cùng trầm tư suy nghĩ, còn không bằng, để cho mình nhất phi trùng thiên, thẳng đến có một ngày, không người nào có thể hai bên chính mình. Thẳng đến có một ngày, chúng sinh đều chỉ có thể phủ phục. Linh Nhi, đến đón lấy nhờ vào ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, hắn hiện tại cần huyền cấp thần nguyên. Lý Thị Thánh tộc một nghèo hai trắng, hoàng cực đại điện thần nguyên với hắn mà nói quá đắt, căn bản mua không nổi. Biện pháp duy nhất, cũng là đến Trầm Uyên chiến trường tìm vận may. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là lung tung tìm vận may. Khương Phi Linh, là hắn chỗ dựa lớn nhất, không có vấn đề, ba người bọn họ, chính thức bước vào Thái Hòa vực, tại bọn này núi ở giữa tiến lên. Tiểu hoàng gà nghe nói mục tiêu là thần nguyên, phá lệ hưng phấn, cũng ở bên cạnh chạy như bay. Còn có hai đầu cộng sinh thú Miêu Miêu cùng Sóc Nguyệt, thì tại cộng sinh không gian bên trong. Sóc Nguyệt tính cách lãnh đạm mà an tĩnh, nó cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, có thể hình thành rõ ràng tương phản. Khinh Ngữ muội muội, nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt thích ăn cái gì a? Con Jun thích ăn sao? Có muốn ăn hay không cá? Cái gì, nó cũng là một cái cá. Không phải côn sao? Tốt a, côn cũng là cá. Cái này ồn ào tiểu hoàng gà, treo ở Lý Khinh Ngữ trên bờ vai hỏi không ngừng, để Lý Khinh Ngữ đều cười đến không ngậm miệng được. Trong lúc nhất thời, đều quên hôn ước sự tình. Chính thức bước vào Thái Hòa vực, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền gặp phải hung thú. Thái Hòa vực hung thú khá nhiều. Đông Hoàng vệ ngăn cản đều là cấp 7 trở lên hung thú, cho nên cái này Thái Hòa vực, khắp nơi đều là cấp 6 trở xuống hung thú. Cấp 6 hung thú một chút ít một chút, nhưng là cấp 5 hung thú thật đúng là không ít. Tại Trầm Uyên đấu thú thời điểm, Thiên Đảo Hồ sinh tồn đều là cấp 4 hung thú, duy nhất một đầu cấp 5 hung thú Bách Thủ Hắc Ma,
vẫn là cái ấu thể. Mà bây giờ, thành thục cấp 5 hung thú, tại cái này Thái Hòa vực thâm sơn bờ sông trong biển, hoành hành bá đạo. Vô tận thâm uyên bên trong, không ngừng truyền đến hung thú từng trận gào thét. Ầm ầm, thú triều bôn tẩu thanh âm không ngừng truyền đến. Lý Thiên Mệnh nhìn tận mắt, một đám mấy chục con cấp 5 hung thú, khói đen sói, tại hạp cốc phía dưới chạy đi qua, đem một con voi lớn hung thú xé rách vỡ nát, trực tiếp ăn. Ngoại trừ thần nguyên, Lý Thiên Mệnh cũng muốn tìm một chút thích hợp huỳnh hỏa cùng miêu miêu thú hồn. Cho nên, phàm là gặp phải hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính hung thú, chỉ cần cường độ trong phạm vi chịu được, hắn đều thẳng tiếp động thủ. Bên người còn có không sai biệt lắm thực lực Lý Khinh Ngữ trợ giúp, chém giết cấp 5 hung thú vấn đề không lớn. Bất quá, đang kéo dài một ngày, chém giết hơn 20 con hung thú về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện, lần trước tìm tới Bích Lân Hỏa Ưng thuần túy vận khí tốt. Hung thú khác thú hồn, muốn để tiểu hoàng gà đột phá huyết mạch gông xiềng, giác tỉnh thần thông, vẫn là rất khó khăn. Đến mức miêu miêu tại tiểu mệnh kiếp kiếp nạn xuất hiện về sau, nó đã từng thề muốn đau đổi toàn không phải, cố gắng phấn đấu, nỗ lực tu luyện, cũng không tiếp tục ngủ. Phát xong thề về sau, nó ngủ cho tới bây giờ. Quả nhiên, lười biếng người, liền chết còn không sợ. Lý Thiên Mệnh tự biết thời gian không nhiều, bọn họ ba cái sinh mệnh chung, đồng sinh cộng tử. Cho nên, làm ngự thú sư, hắn sẽ gánh vác lên sinh tồn nhiệm vụ tới. Tìm kiếm thần nguyên, cũng là nghĩ nhìn xem, có thể hay không đột phá huyết mạch gông xiềng, để huỳnh hỏa cùng miêu miêu có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Lần này, bọn họ tại Thái Hòa vực một ngọn núi lửa phía dưới đi qua. Bên này mặt đất nóng hổi, nứt ra ra rất nhiều vết nứt phía dưới dung nham cuồn cuộn. Tại nóng hổi trong nham tương, Lý Thiên Mệnh thấy được một đầu cấp 5 hung thú. Cái kia hung thú tại trong nham tương lăn lộn, toàn thân đều là hỏa hồng sắc gai nhọn, hẳn là một cái hỏa diễm con nhím. Nhưng, đây cũng không phải là phổ thông con nhím. Kỳ danh là, dung nham viêm ma, lấy dung nham vi thực vật, sinh mệnh lực cùng lực sát thương đều mạnh phi thường. Nó nắm giữ giác tỉnh thần thông, viêm ma bạo vũ, có thể bộc phát ra toàn thân hỏa diễm cương châm, lít nha lít nhít, như là mưa to một dạng. Lý Thiên Mệnh quyết định thử một chút. Hắn cùng Khương Phi Linh, tiểu hoàng gà ba cái đi vào, bắt đầu chém giết. Lý Khinh Ngữ thì ở bên ngoài trông coi, nàng không tiện xuất thủ, bởi vì chiếm lấy thú hồn, nhất định phải đơn độc đánh bại, nếu không cái này hung thú không phục, rất khó chiếm lấy ra thú hồn tới. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất thi triển luyện ngục khí tràng, dùng nham viêm ma công kích rất nhiều đều là hỏa thuộc tính thương tổn, đối hỏa thuộc tính miễn dịch bọn họ tới nói, lực sát thương có hạn. Một phen chiến đấu dưới, Lý Thiên Mệnh chém giết cái này hung thú, luyện hóa ra thú hồn, giao cho tiểu hoàng gà. Tiểu hoàng gà há miệng một nuốt, bắt đầu luyện hóa, Lý Thiên Mệnh để nó trở về cộng sinh không gian, thì cùng Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ cùng rời đi nơi này. Dù sao vừa náo ra chiến đấu động tĩnh, khẳng định phải lập tức chuyển di, nếu không cái này hung thú, đều có thể có rất nhiều đồng bạn. Ca, người cộng sinh thú không phải nhất tinh sao? Làm sao chỉ có một cái cực lớn khí nguyên, mà lại khí nguyên thể tích, là phổ thông khí nguyên 7-8 lần? Lý Khinh Ngữ hỏi, cái này rất đặc thù sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, không tính quá đặc thù, hẳn là khí nguyên biến dị, những người khác ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng là hai cái khí nguyên rất tới gần, hình thành một cái khí nguyên, nhưng là loại này toàn bộ hội tụ vào một chỗ tương đối ít. Lý Khinh Ngữ giải thích nói, chỉ cần không đặc thù là được, cái kia ngược lại là không có, con đường tu hành, đặc thù nhiều chuyện phải là, khí nguyên trồng chất không tính là gì đại sự. Chỉ cần uy lực tại là có thể. Lý Khinh Ngữ vừa nói xong đâu. Cộng sinh không gian bên trong, truyền đến tiểu hoàng gà ngạc nhiên thanh âm. Lý Thiên Mệnh, cái này thành, huyết mạch gông xiềng phá, ta rất nhanh liền có mới thần thông. Tiểu hoàng gà hưng phấn nói, chiến đấu này, tu luyện cuồng ma, khát vọng đối với lực lượng, cùng Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm. Mỗi ngày dùng một đôi cánh luyện kiếm, quả thực là quái vật. Tân thần thông, Lý Thiên Mệnh biểu thị tràn ngập chờ mong. Phải biết, tiểu hoàng gà luyện ngục hỏa cùng luyện ngục thuẫn giáp, uy lực đều mạnh phi thường. Nhất là luyện ngục thuẫn giáp, vừa rồi cái kia dung nham viêm ma thần thông, viêm ma bạo vũ, đều đâm không phá. Tại tiểu hoàng gà luyện ngục chi nguyên lên, có một cái hỏa diễm phượng hoàng cùng một cái hỏa diễm cầu. Đúng vào lúc này, làm huyết mạch hội tụ, vô số thần diệu lực lượng lấy một cái nhỏ bé điểm làm trung tâm thời khắc, một cái mới thần thông sinh ra. Đó là một cái từ vô số lông vũ hỏa diễm, tạo thành hình cầu. Đồng dạng là hình cầu, nhưng là trên đó lông vũ hỏa diễm, vô cùng chói sáng. Cùng luyện ngục thuẫn giáp có khác nhau rất lớn. Lý Thiên Mệnh, nhìn kỹ, tiểu hoàng gà theo cộng sinh không gian bên trong lao ra.
thần thông hoàn toàn mới, quả thật làm cho người chờ mong. Cái này mới vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thần thông, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu hoàng gà chạy như bay ở trên trời. Đột nhiên, nó tiểu trên thân thể, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Phốc 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 phốc, trong lúc nhất thời, nó trên thân tất cả lông tơ đều đốt lên. Mỗi một cây lông tơ, về sau đều sẽ biến thành lông vũ. Nhưng bây giờ dù sao cũng là lông tơ, chỉ là cái này lông tơ, bỗng nhiên biến thành cương châm. Mỗi một cây, đều thiêu đốt hỏa diễm, mà lại vô cùng sắc bén. Ông, bỗng nhiên ở giữa, cái này tất cả lông tơ cương châm, đột nhiên thoát ly thân thể của nó, hóa thành khắp thiên hỏa diễm lông vũ, hướng trên mặt đất rơi xuống, quả thực là mưa rào tầm tã. Phốc phốc phốc, một khối nham thạch to lớn, trực tiếp bị đâm xuyên tốt nhiều hang động. Uy lực này, quả thực dọa người. So vừa mới dung nham viêm ma thần thông uy lực cường rất nhiều. Làm Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, hắn cười phun ra. Không lông gà, ha ha. Nụ cười này, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ đều buồn cười. Bởi vì thi triển xong cái này thần thông về sau, tiểu hoàng gà toàn thân lông vũ đều bay ra ngoài, vắt chảy ra nước nó, trực tiếp lột sạch lông. Xấu hổ a, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu hoàng gà thẹn quá hóa giận, hỏa diễm lại toát ra hơn 3 mét. Đúng vào lúc này, cái kia hóa thành cương châm giống như hỏa diễm lông vũ, toàn bộ thu về, cái này không lông gà, trong nháy mắt biến thành có mao kê. Có thể thu có thể thả, so dung nham viêm ma còn lợi hại hơn. Thấy không, lão tử ngăn nắp xinh đẹp lông tóc, tiểu hoàng gà bay rơi xuống, táo bạo mà nói. Một câu không lông gà, có thể để nó tức giận đến run rẩy a. Ha ha, Lý Thiên Mệnh vẫn là cười nghiêng ngửa. Về sau ngươi cái này thần thông, tên thì kêu làm, không lông nhất kích, thế nào? Ngươi đi chết, lão tử cái này gọi, phần thiên vũ linh. Ngươi căn bản không biết cái này thần thông về sau sẽ đáng sợ cỡ nào, ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng. Tiểu hoàng gà nghiến răng nghiến lợi, thật là đáng sợ, huỳnh hỏa, về sau ta không dám trêu chọc ngươi, liền sợ ngươi đối với ta thi triển không lông nhất kích. Lý Thiên Mệnh, ta đã nhìn ra, ngươi tuyệt đối là ghen ghét ta nhan trị, cho nên muốn trêu chọc ta tạo hình. Thật tình không biết, loại phương thức này, sẽ chỉ ở hai cái mỹ nữ trước mặt, giảm xuống ngươi cấp bậc. Lý Khinh Ngữ nhìn lấy bọn hắn đùa giỡn, nàng cảm giác cả một đời, đều không cười nhiều lần như vậy. Cái này, anh ruột, thật là một cái đặc thù người a. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể cùng cộng sinh thú ở giữa chơi thành như vậy. Linh Nhi, ngươi nói, là ta đẹp trai, vẫn là huỳnh hỏa đẹp trai. Lý Thiên Mệnh hỏi, Miêu Miêu đáng yêu nhất. Khương Phi Linh không chút do dự nói. Rất tốt, huỳnh hỏa, tối nay chúng ta ăn trứng mèo. Lý Thiên Mệnh nói, quá tàn nhẫn đi, bất quá ta ưa thích, phải thêm dưa chua sao? Huỳnh hỏa cười hắc hắc nói. Cộng sinh không gian bên trong, tiểu mèo đen lại run run một chút, tranh thủ thời gian kẹp lấy trứng. Cười đùa một trận, bọn họ tiếp tục xuất phát. Ca ca, đại khái đi qua gần nửa ngày, Khương Phi Linh rốt cục có phát hiện. Trước đó, nàng tìm được mấy cái hoàng cấp thần nguyên. Nhưng là không có gì lớn dùng. Tại Đông Hoàng Tông, hoàng cấp thần nguyên rất nhiều, không thế nào đáng tiền, tuyệt đối không có chu tước quốc chân quý như vậy. Ở chỗ này, khắp nơi đều là bát giai cộng sinh thú, hải long thiên trụ, cấp bậc huyền cấp thần nguyên, đó là cơ bản nhất. Nói thật, lấy Nguyệt Linh cơ mức độ, gia nhập vào Đông Hoàng Tông, cái kia chính là cái ngoại môn đệ tử mức độ, liền nội tông đều vào không được. Lâm Tiêu Đình cũng là như thế, một cái thánh thú chiến hồn. Không thể che giấu hắn 20 tuổi mới tu luyện đến quy nhất cảnh đồ bỏ đi thiên tư. Đây hết thảy đều thuyết minh, siêu việt chính mình, đi vừa huy hoàng rộng lớn thiên địa lịch luyện chiến đấu, trọng yếu bực nào. Nếu không, sẽ chỉ làm Lâm Tiêu Đình loại này củi mục là thiên tài. Nhãn giới, là tu luyện giả trưởng thành yếu tố mấu chốt. Cho nên hiện tại, chỉ có huyền cấp thần nguyên, mới có thể để cho Lý Thiên Mệnh động tâm. Có phát hiện gì, không quá chắc chắn, hướng bên này đi. Khương Phi Linh lấy linh thể đi chạm đến thiên địa này. Bên này là phương Bắc, lại tiếp tục hướng phương Bắc đi, rất có thể muốn đi ra Thái Hòa vực. Lý Thiên Mệnh nói, không sao, chỉ cần đến biên giới, sẽ có tông môn thiết lập cảnh cáo. Lý Khinh Ngữ nói, cái kia liền không sao, đi. Bọn họ mặc dù là ba người, nhưng là người ngoài xem ra, chỉ có hai cái, tăng thêm một cái trên bờ vai tiểu hoàng gà. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ tăng thêm tốc độ. Hướng về Khương Phi Linh chỉ dẫn địa phương tiến lên. Cảm giác càng thêm nồng nặc, giống như không chỉ có một cái thần nguyên. Khương Phi Linh nói, Thái Hòa vực rất lớn, rất nhiều nơi ít ai lui tới, lấy tốc độ của bọn hắn tiến lên mấy canh giờ, đủ để đến Đông Hoàng bên ngoài tông vô cùng xa xôi khu vực. Càng đến gần,
Khương Phi Linh cảm giác thì càng nhạy bén. Nhanh đến, Lý Thiên Mệnh vượt qua từng tòa cao sơn. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái khe sâu bên trong, vũ khí lượn lờ, quỷ mị hoành hành. Truyền thuyết, thần nguyên cũng là thượng thần tự mình thả ở thế giới các nơi, địa phương nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện cái gì thần nguyên, căn bản đoán trước không đến. Có sẽ theo đất đai bên trong xuất hiện, có sẽ đột nhiên xuất hiện, giống như xé rách không gian mà đi ra. Huyền cấp thần nguyên xuất hiện, thậm chí sẽ tạo nên một số dị tượng đến, nói thí dụ như Hải Long Thiên Trụ. Liên quan tới thần nguyên có quá nhiều huyền diệu, đoán chừng cường giả cũng không thể giải thích. Lý Thiên Mệnh thấy được, phía trước trong hắc vụ, có 5 loại màu sắc vũ khí bay lên. Đây là dị tượng, ngũ khí bốc lên. Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ đồng thời nói. Không nghĩ tới Khương Phi Linh như thế học rộng, liền thần nguyên dị tượng đều biết. Ngũ khí bốc lên, rất có thể là 5 loại huyền cấp thần nguyên hội tụ tại cùng một nơi, bài xích lẫn nhau tác dụng tạo thành dị tượng. Cái này ngũ khí bên trong, có hỏa diễm, lôi đình, gió bão, đất cùng nước đá khí tức, khả năng có 5 cái huyền cấp thần nguyên đồng thời tồn tại. Phiến khu vực này tương đối ít người đến, phía trước cũng là Thái Hòa vực biên giới. Linh Nhi thật sự là lợi hại, tại địa phương xa như vậy, vậy mà có thể trực tiếp cảm giác được cái này huyền cấp thần nguyên xuất thế. Tại Lý Khinh Ngữ lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã nhảy xuống thần khe. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trong đó, tay trái mê linh chi đồng nâng lên, dù là chung quanh nơi này vô cùng tối tăm, hắn đều thấy rất rõ ràng. Bọn họ phi tốc tiến lên, chỉ chốc lát sau, phía trước thì có ánh sáng sáng, thấy rất rõ ràng. Tại một mặt hồ nước chỗ sâu nước bùn bên trong, quả nhiên có 5 cái thần nguyên song song xuất hiện. Cái này 5 cái đều có dị tượng, hiển nhiên đều là huyền cấp thần nguyên. Có thể là bởi vì vừa mới sinh ra, cho nên còn không có hung thú, ngự thú sư đến đây. Nhưng, hiện tại có dị tượng bạo phát, rất có thể, đến đón lấy sẽ đến người Lý Thiên Mệnh cười. 5 cái huyền cấp thần nguyên trong đó có 3 cái, hắn không dùng được. Chỉ cần trong đó hỏa diễm cùng lôi đình thuộc tính 2 cái, liền đã tính toán kiếm lời. Cái này 5 cái đều là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, có thể để cộng sinh thú, tiến hóa đến cùng sóc nguyệt một dạng thượng phẩm bát giai trình độ. Lý Khinh Ngữ nói, tại đến Đông Hoàng Tông trước đó, Lý Thiên Mệnh còn không biết, hoàng cấp thần nguyên, huyền cấp thần nguyên, đều có tỉ mỉ phân thượng trung hạ tam phẩm. Rất đơn giản, hạ phẩm huyền cấp thần nguyên, có thể để cộng sinh thú tiến hóa làm hạ phẩm bát giai cộng sinh thú, tỉ như Lâm Thiêu Đình tứ nhãn lôi ma thần ưng. Trung phẩm huyền cấp thần nguyên, có thể để cộng sinh thú tiến hóa làm trung phẩm bát giai cộng sinh thú, tỉ như Mộ Dương Mặc Kỳ Lân. Trước mắt 5 cái đều là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên. Mỗi một cái giá trị, đều là trung phẩm huyền cấp thần nguyên gấp bội. Lúc trước Hải Long Thiên Trụ, chỉ là hạ phẩm huyền cấp thần nguyên. Tiểu Hoàng Gà cùng Tiểu Mèo Đen trước đó lấy được, Hỏa Long Giác, cùng Tam Tiêm Điện Thứ, đều là hạ phẩm hoàng cấp thần nguyên. Mặc dù nói, bọn họ cũng không cần thần nguyên đến tiến hóa, nhưng là như vậy thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, cần phải có thể trình độ lớn nhất, trợ giúp bọn họ đột phá huyết mạch gông xiềng. Đây đã là làm cho cộng sinh thú tiến hóa làm thánh thú địa cấp thần nguyên phía dưới, tốt nhất thần nguyên. Ta biết đâu, hỏa diễm cái kia, gọi là, huyền hoàng dực, lôi đỉnh cái kia, gọi là, điện kiếm chi nha. Khương Phi Linh nói, sẽ tiến hóa ra cái gì đến, bởi vì cộng sinh thú mà dị, nhưng cần phải một cái là cánh tiến hóa, một cái là hàm răng tiến hóa. Khương Phi Linh nói, cánh tiến hóa, vậy thì thật là tốt thích hợp tiểu hoàng gà a, điện kiếm chi nha. Đây cũng thích hợp ưa thích sáp lá cả miêu miêu. Ca, có người đến, tranh thủ thời gian cầm lên. Lý Khinh Ngữ nói, thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, đối Đông Hoàng Tông 95% trở lên đệ tử tới nói, đều là chân bảo. Rất nhiều trung phẩm bát giai cộng sinh thú, hạ phẩm bát giai cộng sinh thú đệ tử, tuy nhiên trước kia từng chiếm được huyền cấp thần nguyên, nhưng cũng cần loại này thượng phẩm huyền cấp thần nguyên tiến hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng đến trong đó 2 cái, nhưng... Mặt khác 3 cái có giá trị không nhỏ, bán đi, đều có thể đổi được không tệ công pháp, chiến quyết. Hoặc là thú binh, linh quặng, vân vân, Lý Thiên Mệnh không nói 2 lời. Hắn đều không cần người đi, theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra tà ma, hướng trong hồ hất lên, 5 cái huyền cấp thần nguyên, toàn bộ cho Lý Thiên Mệnh ôm lấy quấn quanh. Siêu siêu siêu, toàn bộ hướng về Lý Thiên Mệnh bay tới. Bởi vì cái gọi là, tiền tài không thể lộ ra ngoài, Lý Thiên Mệnh trước tiên. Liền đem cái này 5 cái thần nguyên, thu vào tu di giới chỉ bên trong. Nhanh cho ta, huỳnh hỏa đã không thể chờ đợi. Chảy nước miếng a, trở về lại đến, tránh khỏi gặp phải người, ta còn phải đơn đả độc đấu. Lý Thiên Mệnh cười nói, lần trước huỳnh hỏa đạt được hỏa long giác, lập tức luyện hóa,
quá trình bên trong Lý Thiên Mệnh gặp phải Cơ Trường Viêm, còn đánh một phen khổ chiến. Hiện tại đã có người đến rồi, cũng không biết, bọn họ phải chăng có nhìn đến, cái này năm cái thần nguyên cụ thể đẳng cấp. Đối đại đa số Đông Hoàng Tông đệ tử tới nói, tại có đầy đủ tư bản thành tựu thánh thú trước đó, thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, đã là tốt nhất thần nguyên. Tỷ như Vũ Văn Thánh Thành, hắn cộng sinh thú cũng là thượng phẩm bát giai cộng sinh thú. Không phải hắn không cho cộng sinh thú tiến hóa, mà chính là phi thiên sinh thánh thú cộng sinh thú, tại tiến hóa thánh thú thời điểm, cần phải có nhất định năng lực chịu đựng. Cho nên, các loại cộng sinh thú thành thục một số lại tiến hóa, so sánh bảo hiểm, dù sao địa cấp thần nguyên, đó là tương đương quý giá. Lý Thiên Mệnh dự liệu không tệ, quả nhiên, có phiền phức trên thân, hắn thì tới sớm như vậy một chút, thì sau đó một khắc, liền có khá hơn chút người từ phía trên nhảy xuống, rơi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Những người này rơi xuống, ngược lại là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đều là nữ, Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc, xuống tới mười mấy người, từng cái đều là thanh xuân hoạt bát mỹ thiếu nữ. Các nàng mặc lấy các loại nhan sắc quần áo, không nhiễm trần thế, tuy nhiên dung mạo khác nhau, nhưng đều có phong tình. Như thế một đám người, vậy mà không có một cái nào tướng mạo phổ thông. Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời, còn cho là mình đến Hoàng đế hậu cung, từng cái đều là thiên tư quốc sắc. Mà lại các nàng tuổi tác cũng không lớn, đều là thanh xuân rung động lòng người cô nương, oanh oanh yến yến, có người dí dỏm, có người đáng yêu, có người yêu nhiêu, có người yêu nhã, có người cao lạnh. Dù sao mặc kệ cái gì loại hình mỹ nhân, đầy đủ mọi thứ. Lý Thiên Mệnh trước tiên liền nghĩ đến một người đệ tử liên minh. Vô Ưu Minh, dù sao, Vô Ưu Minh, lấy thái nhất đệ tử, Tô Vô Ưu, vì minh chủ, toàn viên nữ tử. Bất quá, cái này toàn viên nữ tử bên trong, có vẻ giống như lăn lộn một cái đặc thù người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Thiên Mệnh phát hiện đám người này làm sao khá quen a. Không sai, tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn bên kia gặp phải Tô Lê, Tô Đào, Công Tôn Du cùng Phong Chỉ Ngư các loại tông lão đệ tử, còn nối dõi, đều ở nơi này. Còn có mấy cái, lúc ấy cũng là tại Vũ Văn Thánh Thành bên cạnh. Đây chính là đám người này, cũng là nhiều mấy cái mà thôi. Chờ chút, Lý Thiên Mệnh nhìn đến trong đám người một cái bạch y mỹ thiếu nữ. Nàng cũng là cái kia đặc thù người. Thảo, hắn nói thế nào cảm giác cái này cùng mỹ thiếu nữ có chút khác loại, một bộ nam trang cách ăn mặc đây. Kết quả đây chính là cái nam A, cũng là hắn, Vũ Văn Thánh Thành. Xen lẫn trong mỹ nữ trong đống, Lý Thiên Mệnh kém chút cho là hắn là nữ. Bất quá, hắn tướng mạo tuấn mỹ, da thịt trắng non, đoán chừng còn bôi son phấn nữ công, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là cái mỹ nhân bại hoại đây. Thật đúng là trong muôn hoa một chút lục, ẩn tàng đến thật tốt. Oan ra ngõ hẹp, ở chỗ này lại đụng phải. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, Vũ Văn Thánh Thành để Lý Thiên Mệnh đánh một trận, khuôn mặt đến bây giờ còn đau đâu, hắn bỏ ra tốt đại công phu mới tiêu tan sưng. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Không có tìm các ngươi, chính các ngươi đưa tới cửa. Vũ Văn Thánh Thành theo một đám mỹ nhân bên trong gạt ra, sắc mặt âm thứ, đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành đệ đệ, hắn vừa lấy đi, tuyệt đối là năm cái thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, trong đó có thủy thuộc tính, muội muội ta Tô Đào, thật mong muốn một cái. Tô Lê dịu dàng nói, Thánh Thành ca ca, đây là chúng ta phát hiện, nhưng lại làm cho bọn họ đoạt trước, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể thả bọn hắn thoát. Tô Đào nãi thanh nãi khí nói, đúng, vốn chính là chúng ta phát hiện trước, hai người kia là ai a, liền đồ đạc của chúng ta cũng dám đoạt, không biết chúng ta là thân phận gì sao. Mới tới Vô Ưu Minh thành viên hỏi, các nàng ánh mắt bất thiện nhìn qua, cản lại Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ đường đi. Trong đó, Vũ Văn Thánh Thành đứng tại phía trước nhất, ánh mắt sáng rực nói, không sai, đây đúng là chúng ta phát hiện trước thần nguyên. Các vị tỷ tỷ muội muội, các ngươi nhìn kỹ, tiếp đó, ta là làm sao để cho chúng ta Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu. Hắn thật sự là cười, quá may mắn, âu khí mấy ngày, không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy. Người này cũng là thiếu tông chủ, không sai, cũng là hắn, hai người này cũng là Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch đây. Cái này huyết mạch còn không có đoạn đâu, tóc nhuộm thành dạng này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Vẫn là Thánh Thành xem ra anh tuấn xuất khí, tự nhiên màu tóc đẹp mắt nhất. Đúng vậy a, Thánh Thành đệ đệ tuy nhiên tiểu, nhưng qua 2 năm, tuyệt đối là cái mỹ nam tử, có thể so với ca ca hắn. Không dùng mấy năm, hiện tại, huynh đệ bọn họ đều là Đông Hoàng Tông đẹp mắt nhất mỹ nam tử, mà lại phong cách khác biệt, thần đều ca ca cao lạnh một số, Thánh Thành cũng là anh tuấn tiểu noãn nam.
Lý Thiên Mệnh cười, phấn này bôi đến yêu khí yêu tức giận, gọi là Đông Hoàng Tông tuyệt thế mỹ nam tử. Cái gì thẩm mỹ a? Quan trọng các nàng không phải đang nói đùa, các nàng nói là sự thật, các nàng xem Vũ Văn Thánh Thành trong mắt, quả thực đều nhanh muốn toát ra chấm nhỏ tới. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ liếc nhau, hai người đều nhìn mà than thở. Mà lại cái kia Vũ Văn Thánh Thành, đối với mình bề ngoài còn 10 phần đắc ý. Hắn bày ra cho rằng đẹp trai nhất tư thế, gây nên chúng mỹ nhân đôi mắt đẹp thiểm quang. Sau đó, hắn híp mắt, ra vẻ lãnh khốc, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi lựa chọn lấy trước ra thần nguyên, lại bị đánh, vẫn là trước bị đánh, lấy thêm ra thần nguyên. Lựa chọn cái trước, ta có thể cho ngươi một chút dễ chịu một chút như vậy, không đến mức nửa năm không đứng dậy được. Câu nói này nói đến rất có áp bách lực, để sau lưng các thiếu nữ oa một tiếng, mặt đỏ dần. Ta lựa chọn, để ngươi đem trang điểm ra mặt khóc hoa. Lý Thiên Mệnh nói, a, rất tốt, Vũ Văn Thánh Thành khoát khoát tay, để sau lưng nữ tử thối lui. Sau đó đối Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ hai người nói, cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Ca, Lý Khinh Ngữ cũng không muốn vây công Vũ Văn Thánh Thành. Đi một bên chơi, được rồi, nàng liền tránh ra một bên. Vũ Văn Thánh Thành càng nghĩ càng hung ác, thù mới hận cũ, hội tụ vào một chỗ, chỉ có động thủ mới có thể giải quyết. Lý Thiên Mệnh biết hắn là thân phận gì, nhưng hôm nay không động thủ, hắn cùng Lý Khinh Ngữ cũng đi không được. Vậy liền, làm, tiểu hoàng gà đã vào chỗ. Khương Phi Linh đã vào chỗ, cộng sinh không gian bên trong, Thụy Nhãn mông lung tiểu mèo đen vừa ra tới, thấy là Vũ Văn Thánh Thành, nó nổi giận. Giống, thân thể nho nhỏ bên trong, vậy mà phát ra rít lên một tiếng. Thật sự là không biết sống chết, vừa đột phá quy nhất cảnh, thì dám ở trước mặt ta kêu gào, thật coi mình là tuyệt thế yêu nghiệt. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt triệt để sát cơ mãnh liệt. Đừng tưởng rằng hắn 13 tuổi, thì chưa từng giết người. Theo 3 tuổi bắt đầu tu luyện đến bây giờ, nó đã có 10 năm tu luyện kiếp sống. Đây là Lý Thiên Mệnh đối mặt cái thứ nhất quy nhất cảnh tầng thứ 5 đối thủ. Cẩn thận một chút, người này mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng thủ đoạn nhất định rất mạnh. Bằng không, liền sẽ không là thái nhất đệ tử người hậu tuyển. 13 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 5, Lâm Tiêu Đình làm sao có thể so. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Vũ Văn Thánh Thành cộng sinh thú, theo cộng sinh không gian bên trong leo ra. Đó là một đầu hung mãnh cự thú. Lý Thiên Mệnh miêu tả không rõ ràng, cái này cự thú đến cùng như cái gì, nó tựa như là mấy loại thú chạy tập hợp thể. Giống như là sư hổ báo, lại như là dê bò lập tức, có dê lớn sừng, cũng có sư hổ báo móng vuốt cùng bén nhọn hàm răng. Nó huyết bồn đại khẩu phi thường to lớn, hung thần ác sát. Thậm chí, có thể dùng xấu xí để hình dung. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, Vũ Văn Thánh Thành cộng sinh thú, vậy mà như thế xấu xí cùng hung tàn. Đặc thù rõ rệt nhất là, nó ngoại trừ 4 chân bên ngoài, lại còn có 4 đầu tráng kiện thú cánh tay. Ca ca, đây là tứ tí thao thiết cũng là một loại đỉnh cấp cộng sinh thú, đại đa số đều là thánh thú. Vũ Văn Thế Gia, cũng là thao thiết nhất tộc, Khương Phi Linh giải thích nói. Làm sao ngươi biết, một đoạn thời gian trước không có chuyện làm, Khinh Ngữ cho ta không ít sách, ta đều xem. Khương Phi Linh nói, nàng xác thực rất nỗ lực, muốn trợ giúp Lý Thiên Mệnh càng nhiều. Làm Lý Thiên Mệnh không có thời gian đọc sách thời điểm, nàng liền tới làm hắn bách khoa toàn thư. Thật, ngọt, tứ tí thao thiết, là thượng phẩm bát giai cộng sinh thú. Thuộc về, hắc ám hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Hắc ám hệ, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng gặp qua loại này. Bây giờ nhìn, cái này tứ tí thao thiết xác thực hung tàn, dữ tợn, cùng du đầu phấn diện Vũ Văn Thánh Thành đứng chung một chỗ, hình thành tương phản to lớn. Bất quá, làm tiểu mèo đen tại lúc này. Thi triển thần thông đế ma hỗn độn, hóa thành một đầu hỗn độn lôi ma thời khắc, loại kia hung hãn không so cái này tứ tí thao thiết kém. Thậm chí, muốn trông tốt rất nhiều. Dù sao, nó là chân chính mãnh thú, mà cái này tứ tí thao thiết, tựa như là một đống thi thể tụ hợp lại cùng nhau cự thú. Cái kia miệng đầy xanh biếc dịch nhờn, cho thấy xấu xí cùng dữ tợn. Nhưng không thể phủ nhận, loại này cộng sinh thú rất mạnh, một khi tiến hóa làm thánh thú, chỉ sợ càng khó ngăn cản. Thời khắc này Vũ Văn Thánh Thành, tay nắm một thanh huyết sắc chiến đao, ngược lại là tăng lên một số khí khái nam tử Hán. Cái kia đao máu là đao bản rộng, lưỡi dao treo 9 cái vòng, huy động thời điểm, đinh đinh rung động. Giống, ngay tại cái kia tứ tí thao thiết gào thét một tiếng thời điểm, Vũ Văn Thánh Thành cùng cái này mãnh thú cùng một chỗ, chém giết mà đến. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Ta còn không có tu luyện quy nhất chiến quyết, không phát huy ra quy nhất khí chàng toàn bộ uy lực.
đối phương lại có quy nhất chiến quyết ưu thế đã như vậy, các ngươi hai cái, đi giải quyết cái kia một đầu tứ tí thao thiết. So với có Khương Phi Linh phụ linh Lý Thiên Mệnh, bọn họ xác thực một chút kém một chút, hợp lực đối phó tứ tí thao thiết, chặt đứt đối phương ngự thú sư cùng cộng sinh thú quy nhất khí tràng, Lý Thiên Mệnh phần thắng lớn hơn. Không có vấn đề mèo, tiểu mèo đen hung hãn bản thân, đã hoàn toàn bạo phát đi ra. Nó trực tiếp xông lên đi, tia chớp lôi đình bạo phát, mãnh liệt màu đen lôi đình bao trùm. Miu miu, chờ ngươi gà đại ca. Nói thật, bọn họ phối hợp lại, một cái cùng tứ tí thao thiết chém giết, một cái tại bên cạnh đánh lén, đó cũng là tương đương đáng sợ. Tiểu hoàng gà một miệng luyện ngục hỏa, trực tiếp làm cho cái kia Vũ Văn Thánh Thành cùng tứ tí thao thiết dịch ra. Lại một miệng luyện ngục thuẫn giáp, để Lý Thiên Mệnh như là phủ thêm hỏa diễm chiến giáp. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh, tay trái hắc ám cánh tay, tay cầm đại lôi diệt kiếm, lôi hỏa mãnh liệt, lao nhanh mà ra. Vũ Văn Thánh Thành bên kia, hắc ám ngập trời. Hắn cộng sinh thú đã cùng Miêu Miêu chém giết cùng một chỗ, không thể không nói cái này tứ tí thao thiết rất mạnh, cận chiến năng lực đáng sợ, thấp tốt mấy cảnh giới tiểu mèo đen chưa hẳn có thể chịu nổi. Nhưng là, nó sẽ không biết, cái kia nhỏ bé con gà con, mới là ác mộng a. Cái này đế ma hỗn độn, chỉ là cái quỷ lười a. Lý Thiên Mệnh xem xét, tiểu hoàng gà tam đại thần thông, tăng thêm thiên địa nhân tam sát kiếm, đã hầu hạ lên. Có Miêu Miêu cái kia to lớn thân thể máu thịt cuốn lấy đối thủ, tiểu hoàng gà giết, quả thực khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mất đi cộng sinh thú, nói thật, Vũ Văn Thánh Thành quy nhất chiến quyết, muốn đánh một cái giảm đi, quy nhất khí chẳng uy lực, cũng muốn suy yếu rất nhiều. Nhưng là Lý Thiên Mệnh, thi triển chính là thiên ý chiến quyết. Chết, Vũ Văn Thánh Thành tay cầm cái kia cửu hoàn đao máu, thi triển quy nhất chiến quyết, đao ma loạn trảm quyết, bạo sát mà đến. Nói thật, phong cách chiến đấu của hắn rất hung hoành, đây cũng là Vũ Văn thế gia truyền thống. Ông, Lý Thiên Mệnh quy nhất khí chàng triển khai, cực lớn khí nguyên phía dưới, vô số thiên địa linh khí hướng về hắn bên này hội tụ. Bên cạnh hắn 20 mét bên trong, thời gian chàng phạm vi bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, tia chớp sấm sét. Hô, tóc trắng bay tán loạn, cực lớn khí nguyên tụ tập tại thiên địa linh khí, hội tụ tại Lý Thiên Mệnh đại lôi diệt kiếm phía trên. Hắn một tay cầm kiếm, cái tay còn lại lòng bàn tay nhắm ngay cái kia Vũ Văn Thánh Thành. Vũ Văn Thánh Thành ỷ vào thú nguyên hùng hồn, đã đánh tới chớp nhoáng, một đao nhấc lên 9 tầng sóng máu, phủ đầu chặt chém. Mà Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, mê linh chi đồng, trong tay trái, con mắt thứ ba, huyễn linh mạch quỷ dị lóe lên. Đinh, Vũ Văn Thánh Thành trừng to mắt, hắn căn bản không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh sẽ bỗng nhiên biến thành Lý Khinh Ngữ. Càng nghĩ không thông, lúc này thời điểm Lý Khinh Ngữ, tay cầm đại lôi diệt kiếm. Thiên ý chiến quyết, bạo phát. Nhân sát kiếm, quỷ vũ, hồn thệ. Vũ Văn Thánh Thành gào thét một tiếng, tại Lý Thiên Mệnh áp chế dưới, chỉ có thể lùi lại. Ầm ầm, một chân chấn động, mặt đất gợn sóng cuồn cuộn, địa sát kiếm, mạch động. Một kiếm đâm ra, Vũ Văn Thánh Thành một đao chảm rơi, chém nứt địa sát kiếm. Hắn thật đúng là thẳng có bản lĩnh, mê linh chi đồng phía dưới, đều có thể phản ứng nhanh như vậy. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh càng nhanh, mạnh hơn. Địa sát kiếm, chấn ngục, một kiếm này chém xuống đến, kiếm khí nghịch thiên, Vũ Văn Thánh Thành chật vật không chịu nổi, mặt bên lại tránh, hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình sẽ trực tiếp đâm vào một bức tường trên vách. Không gian tường đều bị hắn đụng nát, nếu là không đụng nát, hắn sẽ bị Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh chết. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã đâm đến đầu hắn đổ máu. Ám dạ chi thực, hắn sắc mặt trắng bệch, hướng về tứ tí thao thiết hô một tiếng, cái kia tứ tí thao thiết gào thét một tiếng. Phun ra mãnh liệt màu đen dòng nước lũ, hướng về Lý Thiên Mệnh bên này lan tràn. Muốn cho cộng sinh thú trợ giúp hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ không cho cơ hội này. Phía bên kia, Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái kia tiểu hoàng gà thi triển tân thần thông phần thiên vũ linh, đem cái kia tứ tí thao thiết đâm ra một thân lỗ máu. Như là lấy ngàn mà tính cương châm đâm tại trên thân thể. Cương châm phía trên, luyện ngục hỏa đốt cháy. Nhưng mấu chốt là, tiểu hoàng gà không có thu hồi lại, nó chính lấy không lông gà trạng thái chiến đấu. Dù sao, nó có luyện ngục thuẫn giáp, không sợ đi hết. Có Miêu Miêu tại cùng đối phương sáp lá cà, nó thật sự là rất thư thái, tứ tí thao thiết căn bản không thể chú ý đến nó. Mà bây giờ, nó trên thân đều là cương châm hỏa diễm, đâm xuyên qua huyết nhục, càng là chiến đấu, hỏa diễm thiêu đến thì càng hận. Tứ tí thao thiết làm sao có thể giúp Vũ Văn Thánh Thành? Tự thân khó đảm bảo, Vũ Văn Thánh Thành cho dù có ám dạ chi thực thần thông, hắn cũng ngăn không được Lý Thiên Mệnh thiên sát kiếm. Thần nộ, một kiếm này, thương thiên chi nộ, một kiếm ám sát,
Vũ Văn Thánh Thành bị bức phải nện ở nham thạch to lớn phía trên, phun ra một ngụm máu. Xuống một kiếm, thiên kiếp, làm tiếng vang to lớn phía dưới, cửu hoàn đao máu bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh một kiếm này, chính là thượng thương kiếp nạn rơi xuống, giống như một đạo sấm sét, bổ đến Vũ Văn Thánh Thành hoàn toàn tan tác. Sau cùng một kiếm Lý Thiên Mệnh vô dụng, Vũ Văn Thánh Thành liền chết. Hắn cánh tay trái nhất quyền, đánh vào Vũ Văn Thánh Thành ngoài miệng. Răng rắc, tràng diện kia, quả thực vô cùng thê thảm a. Chỉ thấy cái kia Vũ Văn Thánh Thành, miệng đầy là huyết, cái mũi trực tiếp lún xuống dưới. Mà lại, bốn cái răng cửa, trực tiếp bị đánh rơi xuống, kém chút chính mình nuốt xuống dưới. Lý Thiên Mệnh quyền đầu, toàn bộ đều là lân phiến, đến mức đánh vào trên cái miệng của hắn, tại khóe miệng chung quanh, dẫn xuất hình sáu cạnh vết máu. 3. Vũ Văn Thánh Thành bị nhất quyền đánh bay, trực tiếp đánh tới đám kia nữ hài. Cái mũi sập, răng cửa rơi mất, miệng đầy là huyết, thảm như vậy hình, Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ hỏi một chút bọn này chúng mỹ nhân. Cái này, vẫn là Đông Hoàng Tông tuyệt thế mỹ nam tử sao? Mà lại, một bên khác, cái kia tứ tí thao thiết tại Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu liên thủ tiến công phía dưới, hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nó cường đại tới đâu, hai quyền khó địch bốn tay. Mà lại Huỳnh Hỏa thực sự quá âm hiểm. Tứ tí thao thiết căn bản bắt không ngừng nó, để Miêu Miêu dây dưa kéo lại làm cho Huỳnh Hỏa giết đến không chừa mảnh giáp. Nhất là cái kia phần Thiên Vũ Linh Thần Thông, những cái kia lông vũ cương châm đâm vào đi, nó càng là động, thì càng đau đớn, thẳng đến đốt tới nó toàn thân cháy đen, chỉ có thể thê thảm chạy trốn đến. Không hề nghi ngờ, Vũ Văn Thánh Thành chiến bại, mà lại, bị bại có chút thảm, làm Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy là máu, nói chuyện hở, răng cửa cũng bị mất, rơi tại các nàng trước mắt thời điểm. Các nàng cúi đầu xuống, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn cái này, Đông Hoàng Tông tuyệt thế mỹ nam tử. Sau đó, hai mặt nhìn nhau, cuộc chiến đấu này, quả là nhanh chuẩn hung ác, một hồi kết thúc. Thậm chí có thể nói, đây là một trận nghiền ép. Cùng Thái Hoàng cửu trọng môn khi đó một dạng, thua thiệt khi đó, Vũ Văn Thánh Thành còn tưởng rằng chỉ là mình không có phát huy tốt. Một trận chiến này, cuối cùng để hắn đàng hoàng. Hiện trường một lần tĩnh mịch, 10 cái thiếu nữ. Ngơ ngác nhìn Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy là huyết, tại trên mặt đất đau đến kêu khóc, vậy mà dọa đến không nhúc nhích. Thậm chí, lùi về phía sau mấy bước, bây giờ Vũ Văn Thánh Thành, mặt mũi tràn đầy bừa bộn không nói, trên thân càng là dính đầy nước bùn, cùng bùn nhão bên trong leo ra giống như. Cái này cùng trước đây, tuyệt thế mỹ nam tử, hình tượng, thật sự là kém đến có chút xa. Thánh Thành đệ đệ, người vậy mà như thế khi dễ Vũ Văn Thánh Thành, không phải liền là ỷ vào ngươi lớn tuổi sao? Ngươi xong đời, nhưng là, hắn không phải hai ngày trước mới đột phá quy nhất cảnh sao? Tô Đào một vấn đề cuối cùng, làm cho các nàng một đám người ngây dại. Quy nhất cảnh đệ nhất trọng phế vật thiếu tông chủ, nghiền ép đánh bại, tương lai, thái nhất đệ tử, quy nhất cảnh tầng thứ 5 Vũ Văn Thánh Thành. Nhớ tới, đều tê cả ra đầu. Không thể để cho hắn đi. Chúng ta nhiều người, cho Thánh Thành đệ đệ báo thù. Để bọn hắn giao ra thần nguyên, sau đó cho Thánh Thành đệ đệ ra một hơi. Tô Lê, Công Tôn Du, Phong Trì Ngư mấy người, đều là quy nhất cảnh tầng thứ 5, còn lại đều là quy nhất cảnh. Các nàng hết thảy mười mấy người, đương nhiên người đông thế mạnh gan lớn, dù là tâm lý có chút e ngại, cuối cùng vẫn để tham niệm cùng tức giận chiếm cứ thượng phong. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mười mấy người cùng một chỗ động thủ, Lý Thiên Mệnh vậy mà không sợ. Ca, ta đến giúp đỡ ngươi. Chẳng những Lý Thiên Mệnh không sợ, liền Lý Khinh Ngữ cũng không sợ. Mười cái đối thủ. Xác thực đau đầu, bất quá, xem ra đều là sống an nhàn sung sướng tông lão con cháu đích tôn, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Lên, ông, Lý Thiên Mệnh thi triển chỗ dựa lớn nhất, Thiên Chi Dực. Lúc trước đánh bại Thần Hạo, Tinh Khuyết Phây Công, cũng là dựa vào cái này Thiên Chi Dực. Ca, có thể đánh sao? Lý Khinh Ngữ cùng Thái Bạch Côn Bằng cùng một chỗ, nàng còn có hãi đến hoảng, dù sao đối phương quá nhiều người. Thật là có bản lĩnh không có mấy cái. Quy nhất cảnh tầng thứ 4 phía dưới giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, trực tiếp xông tới. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu nương theo ở tại bên người, trên thân còn có Khương Phi Linh đang giúp đỡ, không gian của nàng tường, tại trong thời gian ngắn, có thể nhẹ nhõm chia cắt chiến trường. Chiến đấu loại chuyện này, coi trọng khí thế. Lý Thiên Mệnh lấy một địch 10, vừa đánh tan Vũ Văn Thánh Thành, chính là thừa thế xông lên, khí thế ngập trời thời điểm. Mà bọn này cô nương, nói thật, cũng chính là kiên trì phía trên, trong lòng còn đang lầu bầu, mà lại có người chậm một bước, những người khác còn có chút không dám lên. Dù sao, Lý Thiên Mệnh xem ra quá hung hãn.
tông lão con cháu không hoàn toàn là các nàng loại này sống an nhàn sung sướng, cũng có nghịch thiên thế hệ, vật họp theo loài, các nàng cùng một chỗ lăn lộn, đó cũng không phải là trùng hợp. Cuộc chiến đấu này, càng là một trận nghiền ép, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy tà ma đem người bắt đi ra, bay lên không trung, làm cái kia Tô Lê bị Lý Thiên Mệnh đánh tơi bời nhất quyền, trực tiếp đem mặt đánh sưng, xấu thành đầu heo nện xuống một khắc, các nàng đã luống cuống. Qua, Tô Lê trực tiếp nằm dạp trên mặt đất kêu khóc, trên mặt đau rát, chỉ ít có một đoạn thời gian tương đương hủy khuôn mặt. Mà lại trên bụng còn bị đánh Lý Thiên Mệnh nhất quyền, đau đến nàng quất thẳng tới xúc, đừng nhìn nàng phách lối, chiến lực so Diệp Tử Y còn kém. Có cái này mới bắt đầu, vậy liền đơn giản nhiều. Các nàng một đám con ruồi không đầu, nhìn đến Tô Lê thảm trạng, nguyên một đám so một cái sợ, không chiến đấu liền chạy. Thì các ngươi cũng coi như tông lão con nối dõi, thật sự là cho các ngươi trưởng bối mất mặt. Lý Thiên Mệnh trong lời nói tràn đầy nhục nhã, thế nhưng là, các nàng vậy mà không cách nào phản bác. Muốn không phải nhát gan, cũng không cần như thế nhất đại bỗng nhiên người cùng đi Trầm Uyên chiến trường đi săn. Thật gặp phải hung ác, hiện tại cây đổ bầy khỉ tan, bị Lý Thiên Mệnh đuổi theo nguyên một đám đánh. Ca ca, quân tử không đánh nữ nhân a, người xuất thủ cũng quá độc ác đi. Khương Phi Linh líu lưỡi nói, đừng nói những thứ này hư, thì hỏi ngươi sướng hay không. Đi, Lý Thiên Mệnh nói, có chút, thoải mái, Khương Phi Linh xấu hổ nói. Thái Hoàng cửu trọng môn, bọn này nữ một cái so một cái độc xà, hiện tại mỗi người một bàn tay, làm cho các nàng về sau còn dám lắm miệng, còn dám thanh tú cảm giác ưu việt, làm cho các nàng lại âm dương quái khí nói chuyện. Ba 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 ba, Lý Thiên Mệnh một trận ngược đãi, không phong độ chút nào. Tăng thêm Lý Khinh Ngữ trạng thái càng ngày càng tốt, hai người đánh cho mười mấy người này hoa rơi nước chảy. Nguyên một đám đã từng tiểu mỹ nhân, hiện tại toàn bộ thành đầu heo, nện ở vũng bùn bên trong, từng cái đều cùng dã chư giống như, muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Nhất là Tô Lê, Công Tôn Du cùng Phong Trì Ngư, Lý Thiên Mệnh cường điệu hầu hạ, làm cho các nàng mặt mũi bầm dập. Không đánh nữ nhân, tất cả mọi người là người, đều bình đẳng, người đều muốn giết ngươi, nhục nhã ngươi, còn không thể hoàn thủ, đây không phải quân tử, cái này là kẻ ngu. Đến sau cùng, các nàng toàn bộ tại đầm nước vũng bùn bên trong khóc sướt mướt, Lý Thiên Mệnh mới thu tay lại, hỏi, chúng ta muốn đi, còn có muốn cướp thần nguyên sao? Còn có không để chúng ta đi sao? Căn bản không ai trả lời, toàn bộ về sau chạy, một cái so một cái hoảng sợ, một đầu bùn nhão, nơi nào còn có mỹ cảm có thể nói. Hiện tại cũng không có thời gian làm điệu làm bộ, không thể đi, đúng vào lúc này, Vũ Văn Thánh Thành đứng lên, ánh mắt huyết hồng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn biệt khuất, phiền muộn, khó chịu, thống khổ. Lại một lần nữa, mất hết mặt mũi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy các nàng cũng giống như mình bị đánh. Lý Thiên Mệnh, hắn giãy giụa lấy xông lên. Ba, còn không có tới gần Lý Thiên Mệnh đâu, hắn liền để Lý Thiên Mệnh một chân đá bay, bay thẳng tiến trong hàn đàm, nửa ngày không có đứng lên. Lý Thiên Mệnh không có khả năng giết sạch bọn họ, hắn không phải sát nhân ma vương, bất quá, một trận này đánh tơi bời, tuyệt đối đem một nhóm người này đều cho đánh đàng hoàng. Khinh Ngữ, đi, nhìn lại, Lý Khinh Ngữ có chút kích động nhìn chính mình. Xem ra, nàng chán ghét bất luận cái gì Vũ Văn gia tộc người. Hôm nay xem như vì nàng thở một hơi, thì một đám tiểu hài tử, không phải cái gì cá lớn, bất quá, ngược lại là có thể để ngươi vui một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói, cảm ơn, ca, nàng cắn cắn môi đỏ nói. Lý Thiên Mệnh xác thực không có làm cái này Vũ Văn Thánh Thành là đối thủ. Hắn còn có càng lớn khát vọng, nhưng, hắn cũng sẽ không quên, trước mắt trọng yếu nhất, là làm ra làm chơi ra chơi. Đi, hắn mang lên hai cái cộng sinh thú, nghênh ngang rời đi. Lý Khinh Ngữ thì ngoan ngoãn theo ở phía sau, giống như là một cái tiểu tùy tùng. Lý Thiên Mệnh, ta Vũ Văn Thánh Thành ở đây thề, chắc chắn cái nhục ngày hôm nay, gấp 10 lần phụng còn cho ngươi. Ta muốn để ngươi nếm tận thế gian tất cả thống khổ. Ta muốn để ngươi ruột gan đứt từng khúc, ngươi chờ, một ngày này, sẽ không quá lâu. Sau lưng cách đó không xa, Vũ Văn Thánh Thành còn đang gầm thét, kêu gào. Nhưng nói thật, không còn răng cửa về sau. Nói chuyện có chút hở, dẫn đến lời cắn không rõ ràng. Nghe đến mấy cái này, Lý Thiên Mệnh thì nở nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay phải tiểu mệnh kiếp văn tự kiếp vòng. Những cái kia văn tự kiếp vòng, vẫn tại giữ tợn nhìn lấy chính mình. Chờ xem, câu nói này, không phải đối Vũ Văn Thánh Thành nói, là tự nhủ. Bất quá, hắn vậy mà không biết, Vũ Văn Thánh Thành âm độc nhìn lấy bọn hắn rời đi. Sau đó, cắn răng thấp giọng nói một câu, Lý Khinh Ngữ. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm.
ngươi không phải là đối ta rất lạnh lùng sao? Tiếp qua hơn 10 ngày, ta muốn để ngươi tại dưới người của ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đông cực đại điện, Lý Thiên Mệnh theo Trầm Uyên chiến trường đi ra, thì đến nơi này. Hoàng cực đại điện, là trên Thánh Sơn nội tông đệ tử trọng yếu địa phương. Nội tông đệ tử, có thể ở chỗ này giao tiếp tông môn người vật, cũng có thể nộp lên hung thú thi thể trọng yếu bộ phận, thu hoạch được tông môn ban cho thu hoạch. Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên chiến trường, hết thảy chém giết hơn 20 con hung thú, tại Lý Khinh Ngữ chỉ dẫn dưới, toàn bộ cắt xuống trọng yếu bộ phận. Đám hung thú này trên thi thể giao, đổi lấy chừng 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Nhớ đến lúc trước, ta cùng thần thúc mượn 1.000 màu vàng thiên văn bảo ngọc. Số lượng đồng dạng là 1.000, nhưng là thanh sắc thiên văn bảo ngọc giá trị, là màu vàng thiên văn bảo ngọc gấp trăm lần. Lý Thiên Mệnh có một loại phát tài cảm giác, nhưng kỳ thật Lý Khinh Ngữ nói, 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc, mua không được cái gì tốt quy nhất chiến quyết. Lý Thiên Mệnh mục tiêu, cũng là đi Hoàng Cực Đại Điện, mua sắm quy nhất chiến quyết. Đi xem một chút, dù sao cứ như vậy nhiều. Lý Thiên Mệnh khó coi nói, nghèo rất mồng tơi a. Muốn là đem ba cái kia không dùng được thượng phẩm huyền cấp thần nguyên bán cho Đông Cực Đại Điện, có thể có bao nhiêu tiền? Lý Thiên Mệnh hỏi, cái kia liền có thêm, thượng phẩm huyền cấp thần nguyên giá trị, là trung phẩm hơn gấp 10 lần, mà lại có tiền mà không mua được. Lý Khinh Ngữ nói, vậy ta bán, nhìn có thể hay không mua chút đồ tốt. Lý Thiên Mệnh muốn một đêm chợt giàu. Ca, đề nghị ngươi đi trước Hoàng Cực Đại Điện nhìn xem, trở lại bán cũng không muộn, mà lại bán đi một cái như vậy đủ rồi. Lý Khinh Ngữ nói, thành, Lý Thiên Mệnh muốn cầm đến trung phẩm trở lên quy nhất chiến quyết, tương đối thích hợp hiện tại hắn sử dụng. Thậm chí là cao phẩm, siêu phàm. Nhưng Lý Khinh Ngữ nói, bình thường nhất trung phẩm quy nhất chiến quyết, giá cả đều muốn 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Đây là Hoàng Cực Đại Điện giá ưu đãi cách, muốn là ở trên trời bảo bối đường phố hoặc là tông môn bên ngoài, sẽ chỉ càng cao. Hoàng Cực Đại Điện, ngay tại Đông Cực Đại Điện đối diện. Bất quá, Hoàng Cực Đại Điện so Đông Cực Đại Điện muốn lớn hơn nhiều, chia làm tốt nhiều khu vực. Lý Khinh Ngữ là địa chủ, có nàng mang theo, Lý Thiên Mệnh tại cái này Đông Hoàng Tông tương đương quen thuộc. Nàng trực tiếp mang theo Lý Thiên Mệnh tiến về quy nhất chiến quyết khu vực. Lý Khinh Ngữ, đây là bạn trai ngươi. Rất nhiều người hỏi, là anh ta, Lý Khinh Ngữ nói, ngươi ở đâu ra ca? Rất nhiều người hỏi, cho nên Lý Khinh Ngữ không có cách nào nguyên một đám giải thích. Thái Hoàng cửu trọng môn sự tình qua đi về sau, lại không lâu nữa, toàn bộ Đông Hoàng Tông, đều sẽ biết bọn họ có mới thiếu tông chủ. Đến lúc đó, cũng không cần giải thích thân phận, mới thiếu tông chủ, tại đệ cửu trọng môn tu luyện qua sự tình, cũng sẽ truyền tới. Cái này chuyện bất khả tư nghị. Bọn họ sẽ làm sao đi thêm mắm thêm muối giải thích, hoặc là tự mình an ủi, mấy ngày nữa liền biết. Quy nhất chiến quyết ngay ở phía trước, Lý Khinh Ngữ còn tại hướng phía trước thời điểm ra đi, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn đến cách đó không xa có cái thủy tinh tủ kính bên trong, có một đầu cực kỳ đẹp đẽ dây chuyền. Dây chuyền có một cái mặt dây chuyền, đó là một cái trong suốt bảo thạch, trên đó có tử sắc thiên văn tại du tẩu, xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Dây chuyền này thiết kế tỉ mỉ qua, cho nên tạo hình phi thường tốt, thuộc về liếc một chút thì khả năng hấp dẫn nữ hài, sặc sỡ lóa mắt loại kia. Nhưng là không hấp dẫn Lý Khinh Ngữ. Nàng nói, ca, thứ này trông thì ngon mà không dùng được, mà lại giá cả quá đắt, nghe nói bày ở chỗ này trên trăm năm, không ai muốn. Dạng này a, vậy ta đi xem một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn tới gần xem xét, phát hiện tới gần nhìn, cái này vòng cổ thủy tinh càng lộng lẫy. Mà lại, cũng không lộ vẻ diễm tục. Yêu nhã mà sáng chói, cao điệu nhưng không mất phong độ. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giới thiệu, tên, Thiên Linh Chi Yêu. Hắn nở nụ cười, thật là khéo, là Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh Chi Yêu ý tứ sao?